khi thế giới ai cũng chơi theo luật. Thiết kế luật chơi để trở thành người dẫn đầu. Khi thời cuộc cần một bản lĩnh, bình tĩnh, tự tin để định hình mọi cơ hội. Tiên phong chặn lối và khai phá tương lai. Aris Series V-Smart, sáng tạo thay đổi cuộc chơi. Đồ tắm gội Climen 3-trong-1 mới, giải pháp tắm gội toàn diện cho phái mạnh. Tóc sạch gầu, dưỡng ẩm da đầu, sảng khoái toàn thân. Với ba sức mạnh bất bại, Climen 3-trong-1 mới là đàn ông phải thử. Idol nào bằng Idol gắn tiếng Sting. Với miệng dầu ngon sảng khoái cho bạn nguồn năng lượng bứt phá. So excited. Nạp Sting gắn tim đỉnh. Làm việc đây. Đây em đang làm đây. Ô, chúng chơi liên quân à? Để chị chỉ cho. Ui, chị mà cũng biết chơi liên quân không? Chuyện, chị là sếp mà lại. Đây, anh Đồng bảo đừng chọn mấy con này, dễ bị con floor khắc chế lắm ấy. Thế chọn gì bây giờ ạ? Chú pick con Richter đi. Nhưng mà Richter là con tướng phụ thuộc vào bộ kỹ năng. Đánh con Richter có được không ạ? Yên tâm đi, chị xem trên phân tích trận đấu ý, thấy mấy anh bình luận viên đẹp trai nói là con Richter này có thể vả liên tiếp vào một con floor trên đường luôn. Thế cơ, để em chọn Richter vậy. Richter luôn. Trên top lane đấu trường danh vọng chị thấy ông K cầm con này còn cần 3 con khác cơ. Kinh chưa? Chú có hộ báo cáo cho mà sông lên. Chơi luống, chơi luống. Sợ gì đây. Trên hướng dẫn chị có thấy ông K lên toàn đội thủ cho con này thôi. Ôi đấy, dạ. Chú có lên đồ sát thương ấy. Đấy, nhớ rồi, đấy. Nhớ rồi, ok. À, dù cũng hiểu ma tính đấy nhá. Ma tính à, ma tính, ma tính. Rồi. Ôi chị ơi, trận này căng quá. Sắp được rồi, đến nhà chính nó rồi. Thắng ơi. Ôi trời ơi. Ôi sao chị xem ở đâu mà giỏi thế. Muốn lên trình liên quân, vào ngay fanpage cao thủ liên quân. Đang tham gia dự đoán đội chiến thắng của Clearman. Mà có đặt đội nào thì đội đấy thua thầy ơi. Thầy giúp con, thầy giải nghiệp giúp con. Nghiệp của người rất nặng, nặng lắm. Tặng thầy 500 quân huy mua trang phục. Phải như thế thì các đấng bề trên mới độ được con. Pháp eSports 3-0 con ạ. Pháp eSports 3-0, ok. Ok. Vài ngày sau. Hello thầy. Hôm trước con trúng ngay được một cái loa JBL. Nay con mang đến con thầy cũng vậy. Sao nghe đây là chuyện gì ấy? Thì chả là hôm tới siêu kinh điển Team Flash gặp Sài Gòn Phantom, thầy cho con một quẻ đấy. Hiểu chuyện đấy. Đợi tí để ta làm phép đã. Báo số về bơ. Team Flash 3-1. Team Flash 3-1 lại. Ok. Một vài ngày sau. Chưa có hôm nào để nào như hôm nay. Sao hôm nay trông bảnh thế? Hôm trước nghe thầy chúng được ai cái điện thoại siêu sắc siêu xịn tốt tặng đây cái. Ok. Thầy cho mình cùng dùng. Có thấy chưa? Phàm những chuyện trên đời, con chỉ cần nghe theo thầy là phất như diều gặp gió luôn. Cái này thầy lại sai. Thầy có biệt danh là đoán toàn ngược. Con cứ nghe thầy nói gì là đoán ngược lại toàn bộ. Thế là đoán đâu chung đó. Thầy Huy phán rào, hãy làm ngược lại. Shadows in the night, there will be a reckoning, there will be a day, something like your darkest dreams, the time has come, there will be a reckoning, there will be a rise, something like you've never seen, the time has come, if looks could kill. Looks could kill.
Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với đấu trường danh vọng mùa đông năm 2020. Giải đấu xin được hân hạnh gửi lời cảm ơn đến các nhãn hàng tài trợ, đồng tài trợ cho chương trình, đó là nhãn hàng dầu gội Cremen 301, nhãn hàng nước uống thức tăng lực Sting và cuối cùng là nhãn hàng điện thoại Vsmart. Giải đấu cũng rất hân hạnh được bảo trợ truyền thông bởi kênh 14 Infogame và Thể thao Văn hóa. Như vậy là chúng ta vừa trải qua trận thi đấu đầu tiên với chiến thắng 3-0 dễ dàng của đội tuyển Cyprus Insort, qua đó thì khiến cho đội tuyển này càng ngày càng có cơ hội hơn để lọt vào top 4. Còn đội tuyển Evos, dường như cái bóng của TTN năm nào đã quay trở lại với đội tuyển này, khi mà ở thời điểm hiện tại Evos đang có dấu hiệu của sự buông xuôi. Ngay sau đây sẽ là trận đấu mà có lẽ là tất cả các khán giả đang theo dõi đấu trường danh vọng mùa đông năm 2020 trong ngày hôm nay đều chờ đợi, đó là Pháp Esports đối đầu với Box Gaming. Hai đội tuyển đang trải qua hai thái cực khác nhau ở trong tuần thi đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về. Và đây là những thành viên của bên phía Pháp Esports, những người đang vui hơn ở thời điểm này và có lẽ là cũng đang tự tin hơn với chiến thắng mà họ vừa có được trước những nhà đương kim vô địch Team Flash. Đúng là hai thái cực tương đối khác nhau, nhưng nhìn chung điểm chung của hai đội tuyển này thì kẻ phẩm phù sẽ gặp kẻ yếu bóng vía. Khi mà Pháp Esports mặc dù vừa có được niềm vui, nhưng nên nhớ rằng trong những tuần thi đấu vừa qua thì họ vẫn luôn trải qua những tuần thi đấu rất vật phù. Họ chiến thắng rồi thua, rồi thắng rồi thua. Câu chuyện đó đã trải qua đến 8 vòng thi đấu rồi, và tính đến thời điểm hiện tại thì họ có 4 thắng và 4 thua. Đáng tiếc và có lẽ là cũng tương đối ngạc nhiên, 4 thắng và 4 thua đó đan xen nhau. Đúng là đan xen nhau, và theo quy luật thì có lẽ là 5 thành viên này cũng cần phải hết sức dè chừng. Đó là Zero, Khiên Di, Buck, YT và TA, những người sẽ ra sân chính thức cho Pháp Esports ở trong cuộc tái đấu với Box Gaming này. Chẳng nói đâu xa, trong trận lượt đi gặp đội tuyển Box Gaming, khi đó Pháp Esports cũng ở một vị thế tốt hơn. Nhưng rồi họ để thua, và để thua một cách rất đậm trước những con người đang ở trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Rõ ràng là đội hình Box Gaming đang trải qua những giai đoạn tương đối tồi tệ, khi đã có hai ván thua liên tiếp để đứt đi mặt chiến thắng của mình. Và kẻ gieo sầu cho họ là Sài Gòn Phantom. Cả hai đội tuyển Pháp Esports và đội tuyển Box Gaming đều đụng độ những kẻ đứng đầu của mùa giải, và đó là Sài Gòn Phantom và Team Flash. Và thái cực là khác nhau. Nếu như Pháp Esports cầm chân được Team Flash và khiến cho khoảng cách của họ trở nên ngắn đi, thì với Box Gaming họ lại có đến 2 thất bại 3-1 để qua đó khiến cho Sài Gòn Phantom độc chiếm ngôi đầu. Còn Box Gaming họ lại đang bị chìm sâu dưới vị trí thứ 4 của bảng xếp hạng, và thậm chí có thể xuống sâu hơn. Đây là lineup của Box Gaming ngày hôm nay, không có gì thay đổi cả, vẫn sẽ là Kyobi ở đường tà thần Caesar, NDZ đi rừng, Akashi ở khu vực đường giữa, Ara đường rồng và Oppa ở vị trí trợ thủ. Nếu như sự xuất hiện của bộ đôi Buck và Hero khiến cho Pháp Esports trở nên linh hoạt, thì sự không là chính mình của Khiên Di, người là key player trong ngày hôm nay của Pháp Esports, đang khiến cho họ tạo nên rất nhiều điều thú vị ở mùa giải này. Và bên phía bên kia, đối diện với Khiên Di sẽ là người đồng đội cũ của anh ấy, và là những người đồng đội cũ của anh ấy. Key player đến từ bên phía của đội tuyển Box Gaming đó là Ara. Ở trong ngày thi đấu hôm nay thì Ara cũng sẽ phải đóng một vai trò tương đối quan trọng. Như đã nói thì đội hình của Box Gaming đang trải qua một giai đoạn có thể nói là xuống phong độ. Và nếu như là các thành viên là Akashi và Oppa không thể tạo được lợi thế đầu game, thì Ara cũng chẳng thể làm được điều gì ở trong giai đoạn cuối trận cả. Và qua đó thì Box Gaming dần dần có vẻ như cũng đã bị bắt bài hơn sau trận thi đấu với Sài Gòn Phantom. Chính xác hơn là sau 2 ngày thi đấu với Sài Gòn Phantom, thì mọi điểm yếu của Box Gaming đang bị phơi bày một cách tương đối rõ rệt. Đó là NDZ không có quá nhiều đột biến, đó là Akashi và Oppa sẽ phải xướng lĩnh vai trò quá lớn, phải gánh vác trọng trách quá lớn trong giai đoạn đầu. Và đó là Ara. Ara, một người chỉ có thể chơi tốt được trong giai đoạn cuối trận và giai đoạn đầu trận thì bình thường như bao người khác. So sánh bên kia chiến tuyến thì YT đang làm được nhiều điều hơn. YT đang hòa nhập dần dần với đội tuyển Pháp Esports và dần trở thành nhân tố rất tốt của đội tuyển này. Đó có lẽ là lý do mà YT được huấn luyện viên Ken kỳ vọng cao đến như vậy. Ở trong trận lượt đi thì YT còn chưa xuất hiện, và trong trận đấu đó thì Ara cũng đã làm tốt để giúp cho đội tuyển của mình có được chiến thắng. Nhưng ngày hôm nay thì YT đã xuất hiện để đối đầu với chính Ara, một người cũ của Pháp Esports và cũng đã từng là người
được đánh giá cao tại màu áo này cho đến khi mà Whitey xuất hiện với kỳ vọng rất cao của Lord Ken. Khiến Di là người cũ của Pháp của Box Gaming, Bắc là người cũ của đội tuyển Game TV, và nó đều có thể nói là một chung một xuất thân với đội tuyển Box Gaming này. Và rõ ràng là Box Gaming cũng có những người cũ đến từ bên phía của Pháp Esports, và đó sẽ là NDG, đó là Kyobi. Và với những sự trao đổi, sự qua lại như vậy thì trận đấu này vẫn là một trận đấu rất duyên nợ. Lượt đi của trận đấu, lượt đi của mùa giải đã diễn ra với tỷ số thắng áp đảo dành cho Box Gaming, qua đó khiến cho chúng ta cảm nhận được rằng trận lượt về này vẫn sẽ có những sự thú vị, khi mà mặc dù Pháp Esports đã được đánh giá cao hơn so với Box Gaming với phong độ hiện tại, nhưng quá khứ thì họ lại vừa mới phải trải qua một trận thua trước chính đối thủ này với tỷ số tận 3-0. Và trận đấu này sẽ diễn ra với kết quả như nào đây? Chúng ta sẽ cùng đến với cấm và chọn của trận đấu đầu tiên. Màn cấm và chọn đang diễn ra rất nhanh, đặc biệt là ở bên phía đội xanh Pháp Esports. Nó cho thấy rằng là những bài đánh mà huấn luyện viên Ken đã chuẩn bị đang dần dần được lập trình một cách sẵn có ở phía trong những con người thi đấu của họ. Và Timmy cùng với Ignis là những vị tướng bị cấm đi đầu tiên, sau đó họ lấy về Omen. Box Gaming sau khi thấy Omen xuất hiện thì lấy A lên, một vị tướng đi đường rất tốt với Omen, và lấy 2 AT để cho đối phương không có được cặp cánh là Omen và 2 AT. Pháp Esports đang sử dụng Buck với vị tướng Rash và vị tướng Pain. Lần này thì Buck đã có Rash và Buck sẽ không lấy Pain nữa, và chính vì vậy nên Pain đang là lượt cấm của bên phía Pháp Esports sau khi đã có được Elandor. Một điều hoàn toàn dễ hiểu khi NDG ở bên phía bên kia chiến tuyến cũng là một người rất thích chơi Pain. Ryoma, một vị tướng đang quay trở lại rất mạnh mẽ và cực kỳ có thể nói là được tăng sức mạnh ở trong phiên bản vừa qua, sẽ cùng với Wonder Woman trở thành những con bài thú vị ở trong một trận BO5, và thậm chí nếu trong một trận BO7 thì có lẽ cả hai con bài này sẽ được cùng xuất hiện ở trong những trận thi đấu. Bắt nguồn từ vị trí trợ thủ được Toto đem vào rất bất ngờ. Giờ đây thì Ryoma còn được sử dụng cả vị trí đi rừng. Đồng ý. Và trong trận thi đấu vừa rồi là Severus Esports họ còn sử dụng cả ở vị trí đường giữa nữa. Đường giữa. Nó cho thấy rằng Ryoma đang có rất nhiều cách để vận hành trong các chiến thuật mà các đội tuyển muốn sử dụng, cũng có thể sẽ đem lại một sự bất ngờ. Trận đấu này thì Box Gaming cũng có thể sẽ sử dụng Ryoma ở vị trí đường giữa hoặc là vị trí đường rừng. Nó sẽ tùy thuộc vào sự xuất hiện đến từ con bài cuối cùng trong tay của Oppa. Chính xác là Oppa sẽ lựa chọn con bài cuối cùng là gì. Trong khi đó thì Pháp Esports đã phải hoàn thành nốt những sự lựa chọn của riêng mình. Pháp Esports đã từng sử dụng chiến thuật đó là Nakros và Elandor, và hình như không thành công lắm. Nhưng lần này thì đây là Whitey, và sẽ cùng chờ xem. Đây sẽ là Kricknack chứ không phải là Nakros nữa. Kricknack sẽ đảm bảo được đao sát thương một cách ổn định hơn trong giai đoạn đầu, và cũng như vào giao tranh một cách mạnh mẽ hơn. Còn Nakros sẽ đảm bảo cho sự cơ động, linh hoạt và khả năng đẩy lẻ, khả năng tạo khó chịu nhiều hơn. Và Kricknack mới là sự lựa chọn đến từ bên phía của Pháp Esports để đi rừng dành cho Khienzi. Như vậy là Khienzi sẽ không đi rừng cùng với Elandor, và thay vào đó là Kricknack. Một sự thay đổi ở trong những thời điểm sau của trận đấu khiến cho chúng ta cảm nhận được rằng Khienzi cũng đang có nhiều chiến thuật, nhiều bài đánh. Và Pháp Esports cũng như vậy, họ có nhiều cách để vận hành cùng với Elandor. Trong khi đó thì Liliana là vị tướng cuối cùng của Box Gaming, và qua đó thì Ryoma sẽ xuất hiện thêm một lần nữa ở vị trí đi rừng lần này là và vẫn là NDG. NDG đã sử dụng một vẫn lần và đó là trận đấu với Sài Gòn Phantom, và đó cũng là trận thắng duy nhất của đội tuyển Box Gaming. Lineup của họ ngày hôm đó cũng gồm có Liliana, nhưng chỉ khác một chút, đó không phải là Quizic mà thay vào đó là Sephira trong tay của Oppa. Ngày hôm nay thì Liliana và Ryoma cũng đều xuất hiện ở trong đội hình của Box Gaming. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem ngày hôm đó thì người đối mặt với bên phía của NDG là Bungie đã cầm cho mình vị tướng Wonder Woman đi rừng và không phát huy được tác dụng. Nhưng sau đó thì cũng đã có một trận đấu Wonder Woman được mang vào và phát huy được tác dụng của riêng mình. Và Wonder Woman đó là chính Khienzi, là của chính Khienzi. Ngày hôm nay thì Khienzi không sử dụng Wonder Woman trong trận đầu tiên này, và thay vào đó là Kricknack. Chúng ta sẽ cùng chờ xem màn tái đấu này thì Pháp Esports có đòi được nợ hay không. Họ đã đòi được một món nợ trước đội tuyển Team Flash. Họ đã phá được cái giấc thua ở khung giờ 19 giờ. Và ngày hôm nay họ liệu có vừa đòi nợ và vừa phá được giấc hay không? Đến từ trận đấu giữa Pháp Esports và Box Gaming. Ngày hôm nay thì họ sẽ phải cố gắng để phá đi cái giấc cứ một thắng một thua theo đồ thị hình xin của mình trong xuyên suốt quãng thời gian đã qua của đấu trường danh vọng mùa đông năm 2020. Và với đội hình ở trong ván thi đấu đầu tiên mạnh thì có lẽ là họ sẽ tự tin để có thể làm điều đó. Whitey với quân bài Elandor ở vị trí đường rồng cũng là một phương án hay, bởi vì Elandor nằm trong tay của Khienzi đến thời điểm này vẫn chưa thể hiện thật sự là mắc binh, cũng chưa có nhiều màn bay bướm ảo diệu đến từ Khienzi.
Và Elandor vẫn là một quân bài mạnh ở trong meta. Và nếu như Pháp Esports tìm ra cách để tận dụng vị tướng này một cách hiệu quả thì tôi nghĩ rằng đó sẽ là một phương án tốt của họ. Phương án sử dụng Ryoma đi rừng đến từ bên phía bốc của mình, chắc chắn Pháp Esports phải biết điều này. Bởi vì như đã nói, đây là trận thắng duy nhất của đội tuyển Bốc Gaming trước đội tuyển Sài Gòn Phantom. Hai ngày thi đấu vừa qua cho thấy rằng Bốc Gaming vẫn có những vấn đề, để họ chưa thể vươn mình trở thành một đội tuyển lớn được. Họ cần có một sự sắc sảo hơn ở vị trí đường rừng, và họ cũng cần một khả năng đánh sớm đến từ toàn đội, thay vì là chỉ có Oppa và Akashi là những đầu tàu đánh rất tốt trong giai đoạn đầu, thì cả đội phải làm tốt hơn nữa. NDC trong một thế bị ép cũng thường xuyên không thể đem về lại những lợi thế dành cho đội tuyển của mình, không giống như Khiên Di. Khiên Di có những bước đi táo bạo và đôi khi có thể mang lại lợi thế ngược lại cho team, không giống như vị trí của Ellie chẳng hạn. Ellie cũng có thể ăn được rất nhiều những mục tiêu lớn như rồng, như rơi để có thể khiến cho đội tuyển của mình lấy lại được lợi thế. Thì NDC sau khi mất đi lợi thế lại đang trở nên hơi hiền và dễ bị bắt bài. Đúng là như vậy. NDC, một người chơi mà chúng ta cũng đã nói với nhau nhiều lần là hy vọng rằng NDZ sẽ cá tính hơn một chút để có thể tối ưu hóa được kỹ năng của người chơi này. Nhưng đến thời điểm này thì NDZ vẫn chưa có được một cá tính thật sự mạnh mẽ. Dù sao thì hiền cũng là một loại cá tính, và sự hiền của NDZ nó đem lại cho Box Gaming một chuỗi thắng ổn định trước những đội tuyển yếu hơn, nhưng họ lại thiếu đi sức bật trước những đội tuyển mạnh hơn, điều mà Pháp Esports lại rất có đối với Khiên Di. Đồng ý, đó là cá tính. Khiên Di có một cá tính rất mạnh, và tập thể của Pháp Esports cũng có những con người để phục vụ cho cá tính đó. Thậm chí Ken cũng đề rất cao cá tính của Khiên Di cũng như cách chơi của Khiên Di mang lại với đội tuyển này. Akashi tiếp tục di chuyển xuống đường rồng, đây là điều thường thấy của bộ đôi Akashi và Oppa để giúp cho Ara trở nên dễ thở hơn trong giai đoạn đầu của trận đấu. Và sau đó ba người chơi này sẽ tiếp tục di chuyển dọc bờ sông để kiếm thêm những nguồn tài nguyên lợi thế. Pháp Esports cũng thường xuyên có một bộ ba ở khu vực đường dưới. Cả hai đội tuyển hứa hẹn sẽ đem lại những cuộc giao tranh nảy lửa ở khu vực đường dưới, nhưng ở đường trên Zero đã phải mất đi tốc biến. Rõ ràng là chất tướng Allen vẫn là một chất tướng có khả năng đi đường cực tốt đối với Omen. Và hình như là Zero chưa muốn về ở trong turn thi đấu vừa rồi. Anh ta sẽ ở lại, và Allen và Omen sẽ là cuộc đụng độ ở đường trên. Zero vẫn còn cho mình sát niệm, nhưng đã hết sát niệm mất rồi. Kiyomi, Kiyomi băng vào, đây là cú sử dụng cho mình đấu khí Zero. Rất hay. Zero cũng có thể đổi mạng được những chiến công đầu thuộc về Kiyomi. Đó là đấu khí, đến từ vị trí của Zero. Zero cũng đã khá mạo hiểm trong tình huống ở lại, nhưng cuối cùng thì cũng đổi được mạng, và nó khiến cho Zero bớt lỗ hơn so với việc để cho đối phương có được chiến công đầu. Thật ra thì 100 tiền tôi nghĩ rằng nó cũng gần như là không lỗ rồi. Chỉ có duy nhất đó là 150 tiền. Chỉ có duy nhất một điều đó là với tân thi đấu vừa rồi thì Kiyomi phải về nhà, đồng nghĩa là Zero không bị lỗ kinh nghiệm. Đây là khiến gì lao vào cất đi cho mình con rời. Rất tay đến từ khiến gì ở trong pha thi đấu vừa rồi. Một pha thi đấu có phần hơi thiếu liên lạc giữa Zero và khiến gì. Khi mà Khiên Di đã muốn quay trở lại với vòng rừng, nhưng Zero thì vẫn muốn chơi cùng với hai thành viên bên phía Box Gaming. Thật ra thì Quick Knock level 4 hồi chiêu rơi vào khoảng gần 10 giây, có lẽ chưa thể tái tạo tranh ngay được. Và đây là NDZ, rõ ràng nỗ lực vừa rồi của Zero đã khiến cho Khiên Di bị lúng túng. Nhưng đây là pha băng vào đến từ Bắc. Bắc vừa có hai cú đấm liên tiếp nhưng Bắc chưa có level 4. Bắc muốn đá được vào Ara, nhưng Ara đã lùi đi ra xa, và Bắc sẽ là điểm hạ gục thứ hai dành cho bên phía của đội tuyển Box Gaming. 5-4, và Box Gaming có được con bùa xanh của Khiên Di cũng như là điểm hạ gục thứ hai của họ có được ở trong pha thi đấu này. Trong khi đó ở khu vực đường dưới, YT chỉ có thể đẩy một tên lính cao mà thôi. Bây giờ khi Akashi và Oppa quay trở lại thì YT sẽ không thể cấu đi bất kỳ một lượng máu nào của cái trụ đầu tiên này. Như vậy tình huống ở lại đường của YT có thể nói là một tình huống không hiệu quả. Đúng như vậy. Trong khi đó thì tình huống băng vào của Zero cũng là tình huống khiến cho Khiên Di dễ dàng bị mất đi con bùa xanh hơn. Bởi Khiên Di đã không thể lùi về được. TA sẽ là mạng hạ gục thứ ba, và NDZ đang tiến vào phần rừng của Khiên Di với Ryoma. Thì Bốc Gaming vẫn đang làm được rất nhiều điều, và với lối đánh này thì họ đang chủ động hơn. Khi mà Akashi, Oppa và NDZ trở thành một thể thống nhất hơn, họ đã di chuyển cùng nhau thay vì việc NDZ sẽ đến sau. Đây là cú sát vực khá hay, và sau đó là một cú kéo nữa, nhưng đó chỉ để khiến cho Zero có thể bằng máu được so với Kyobi. Và người chiếm thế thượng phong thường xuyên hơn vẫn là Kyobi, người ăn được nhiều lính hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn đến thời điểm này cũng là Kyobi. Trong khi đó thì Akashi bị đá ngược về bởi Buck, nhưng ở đây có quá đông các thành viên bên phía của Buck Gaming, và Buck đã phải mất đi cho mình quả cầu băng xương rồi. Buck phải mất đi cầu băng xương nếu không muốn phải mất đi đó là cái mạng của mình chứ không phải là cầu băng xương. NDZ đang di chuyển chủ động ở trong trận thi đấu này, và với sự giúp trợ đỡ của Oppa
và Akashi. Thì bộ ba này vẫn đang khiến cho bên phía của Bốc Vệ Minh hơn đối phương 1.000 tiền. 1.000 tiền là một lợi thế khá ổn ở thời điểm phút thứ tư. Và sau đó thì họ sẽ vẫn là đội tuyển tiếp tục kiểm soát thế trận sau con rồng đầu tiên của trận đấu này. Ryoma cũng là một chất tướng mạnh ở trong giai đoạn đầu, vừa có rất nhiều sát thương, cũng có thêm sự cơ động, đặc biệt là khi bây giờ thần hành vách biến đã có thể sử dụng được tới 2 lần. Phạm Evos vẫn được đánh giá cao hơn so với đối phương. Phạm Evos vẫn được đánh giá cao hơn nhờ vào thành tích trong giai đoạn gần đây, có lẽ là như vậy. Và chính vì vậy nên mặc dù hơi thua thế một chút trong giai đoạn vừa qua, nhưng Phạm Evos vẫn được AI31 nhận định lên đến hơn 60%, gần 70% tỷ lệ chiến thắng. Kienzi và Omen của Zero hoàn toàn có thể trở thành một cặp đôi trong thời gian giữa trận. Giai đoạn giữa trận sẽ là giai đoạn quyết định rất nhiều điều, bởi trong giai đoạn giữa trận này Ryoma cũng khỏe, và những chất tướng như Elando hay là Quicknack cũng sẽ rất khỏe. Đây là một cuộc giao đấu rất hay ở trong giai đoạn giữa trận. Tốt, NDZ đang cố gắng thoát đi và đã thoát đi được rồi. Còn Whitey thấp máu và Whitey sẽ phải nằm lại. Wow, với nhất kích tất sắc cuối cùng thuộc về NDZ. Vẫn muốn chơi, Ara băng vào với bác phi tiêu của mình, đã bấm một quả cầu băng xương nữa, đó là khiến gì cũng có thể thoát về được. Zero ở đây chói kêu bi lại trong sát vực nhưng không có sát thương bồi vào, thì Zero còn lâu mới có thể hạ gục được Alen của bên phía đối phương. Akashi vẫn rất máu lửa, trong khi đó thì Bốc cũng không quá e ngại. Như vậy là vẫn sẽ có thêm những điểm hạ gục có lời nữa thuộc về bên phía của Bốc Gaming, những người đang làm tốt hơn ở trong 5 phút thi đấu đầu tiên của ván thi đấu đầu tiên này. Kyobi hết chiêu cuối rồi, Kyobi hết chiêu cuối nhưng vẫn còn tốc biến, và sau đó là lùi đi được với một chấm máu. Bốc không đủ sát thương trong tình huống vừa rồi. Và ở thời điểm hiện tại thì Pháp Esports vẫn phải hài lòng với việc là đối phương sẽ có thêm một điểm hạ gục, còn họ thì không. Ở thời điểm hiện tại lượng tiền mới giãn cách ra khoảng 1.700 tiền và cả hai bên đều còn cơ hội. Nhưng ở trong giai đoạn này thì có lẽ sự thú vị sẽ được đẩy lên cao trào hơn rất nhiều. Cả hai bên đều hung và dám đánh ở trong giao tranh. Trong khi đó thì lượng vàng trên phúc của Kienzi chứng tỏ rằng anh ta đang farm rất tốt so với NDZ. Một lối chơi Kienzi có được đột biến và chịu farm, còn NDZ thì chịu khó di chuyển để giúp đỡ những người đồng đội hơn. Nhưng tựu chung lại thì Kienzi vẫn đang hiệu quả hơn một chút. Đây là pha ép vào đến từ vị trí của NDZ. Lần này thì anh ta đánh thẳng vào vị trí của Kienzi và cướp đi con mùa xanh tiếp theo của trận đấu này. Kienzi đang tương đối khổ khi thường xuyên phải hoạt động một mình. Cách chơi mà Bốc thường xuyên có mặt ở dưới này cùng bộ đôi YT và TA, nếu như có được lợi thế thì họ sẽ ép rất mạnh. Nhưng khi đã không có được lợi thế thì như các bạn vừa nhìn thấy thì Kienzi cũng sẽ phải cố gắng để có thể xoay sở một mình trong khu vực rừng của mình. TA vừa có một pha thi đấu hơi sâu và anh ta ngay lập tức phải bỏ lại cái mạng của mình. YT có lẽ sẽ mạng hạ gục tiếp theo. Hai mạng hạ gục rất nhanh dành cho bên phía của Bốc Game mình. Bốc không thể đá được, nằm ngay vị trí của Opa và anh ta bắt buộc phải lùi về. Như vậy là lại thêm hai điểm hạ gục nữa, 6-1 rồi dành cho Bốc Gaming. Và tiếp tục là NDZ, một con bùa đỏ nữa. NDZ và Bốc Gaming đang khiến cho Pháp tương đối ngột thở. Bốc đang bị kẹt lại ngay trong chính giữa hai trụ của bên phía nhà mình. Và đây là dấu hiệu cho thấy rằng là Pháp Esports đang mất dần đi thế trận vào tay của đối thủ của họ. Như đã nói từ ngay trong giai đoạn đầu của trận thi đấu này, mặc dù phong độ của Bốc Gaming đang không mạnh bằng so với Pháp Esports, nhưng rõ ràng trận đấu này ở trong giai đoạn lượt đi đã có kết quả là 3-0. Chính vậy nên cuộc đấu lượt về vẫn sẽ vô cùng hấp dẫn. Và đúng là như vậy, trận thi đấu này Bốc Gaming đã có được lợi thế ở trong giai đoạn đầu của trận đấu. Đây là phút thứ 7 và Bốc Gaming đang hơn đối phương tính đến thời điểm hiện tại đã là con số 4.000 tiền, một con số tương đối ổn. Và đội tuyển này hoàn toàn có thể tràn lên. Sau 7 điểm hạ gục thì họ đã bắt đầu giãn cách được lượng tiền rồi. TA cần phải hết sức coi chừng. TA đã sử dụng xung phong để bỏ thoát. Kyobi cũng đang tới tạo lợi thế 5 người của bên phía Bốc Gaming để ép vào cái trụ đầu tiên của khu vực đứng giữa này. Sau đó là con bùa xanh tiếp theo đã sử dụng chiêu cuối đến từ vị trí của Kyobi, khiến Z đã trở về với phần nhà của mình. Trong khi đó thì Zero cũng đang bị kẹt lại trong chính cái sát vực của mình. Và Ara đã trở thành bá đạo rồi. Xét về hai key player thì ở trong ván thi đấu đầu tiên này, Ara đang có được nhiều đất diễn hơn Kienzi rất nhiều. Kienzi lại đi một lần nữa rồi và chuyển sinh ngay lập tức đến từ vị trí của Kienzi. Nhưng anh ta không giữ được con bùa xanh vừa rồi và cũng chẳng thể giữ nổi cái mạng của mình. Bây giờ thì Bốc Gaming sẽ tràn lên với 5 thành viên, họ muốn lấy cái trụ đường giữa này. Opa đang cảnh giới. Opa biết rằng đối phương chỉ có hai người mà sẽ có lao vào. Đó là chiêu cuối đến từ Opa, muốn hút lại Bốc. Bốc lùi về những cái trụ thì không thể lùi về được và sẽ có thêm một trụ đường giữa nữa dành cho bên phía của đội tuyển Bốc Gaming. Trong khi đó thì YT đẩy rất cao đường dưới và lấy được đi trụ đường dưới. Có lẽ đó cũng là phương án tốt nhất mà YT có được, bởi trong kể cả trường hợp YT ở nhà thì cũng không thể nào phòng ngự được cái trụ đầu tiên với sức ép quá lớn như vậy của Bốc Gaming. Ở thời điểm này thì YT đang kém tiền hơn một chút so với những thành viên nhiều tiền bên phía Bốc Gaming, và không biết là bên phía Pháp Esports sẽ còn phải đợi YT đến bao giờ ở trong ván thi đấu này khi mà khoảng cách về mặt lượng tiền đã lên đến gần con số 6.000 rồi. Và Zero tiếp tục giao chiến với Kyobi, nhưng không chỉ có một mình Kyobi, có thêm 3 người nữa của Bốc Gaming kéo xuống, và Zero đã phải lên bảng đếm số rồi. Một trận đấu hay trước Team Flash,
Nhưng không vì thế mà Zero có quyền chủ quan khi mà ở trong ván thi đấu này chúng ta đang thấy là Zero có những dấu hiệu của sự bất ổn. Zero chính là sự thay thế của Kyobi. Kyobi đã mất đi vị trí của mình có lẽ cũng chính bởi Zero. Bởi ở thời điểm trước đó thì Zero, chính xác là Kyobi và người chơi Mudslide là hai người chơi thay nhau ở vị trí đường trên của đội tuyển đó là Pháp Esports. Nhưng Kyobi đã có thể nói rằng phải buộc ra đi để tìm chân trời mới khi mà Zero trở thành một tài năng trẻ rất đáng xem. Một pha muốn cấp tà thần xe già nhưng TA đến quá muộn, và TA không chỉ đến muộn mà còn không kịp về nữa. Đến muộn và về cũng muộn, và anh ta bỏ lại cái mạng của mình khiến Di đầy lẻ và khiến Di sẽ giãn cách đội hình của đối phương ra. Nhưng nên nhớ tà thần xe già vẫn đang nằm trên người của NDZ. Một tơn ép lớn vẫn đang chờ đợi Pháp Esports. Pháp Esports vẫn đang cố gắng chia người ra để đẩy. Lần này là khiến Di, nhưng khiến Di có còn đường về được nữa hay không? Ara khi mà NDZ đang tới, Ara và Akashi thì bọc đầu. Khiến Di đang vỗ cánh, đang ở dạng hiểm họa không trung. Chúng đã bị làm chậm lại bởi Zil Hyoga mà Ara đang có trên người. Vô vào hai thành viên, ba thành viên bên phía Box Gaming. Và kết quả là Khiên Di là điểm hạ gục huyền thoại mà Ara có được ở trong ván thi đấu này. Dù sao đi chăng nữa thì cách di chuyển của Khiên Di đang khiến cho Box Gaming đẩy cao được những đường còn lại. Đây là điều mà họ cần. Tuy nhiên tơn ép quan trọng của Box Gaming thì đang chuẩn bị ở khu vực đường dưới. Nơi bắt được Khiên Di cũng sẽ là nơi khởi đầu. Và tơn ép này cũng sẽ là một tơn ép tương đối quan trọng với Box Gaming. Nên nhớ rằng Box Gaming đang chỉ có hơn lợi thế về mặt tiền. Còn về trụ, có lẽ mọi thứ vẫn đang chỉ là nhỉnh hơn một đôi chút mà thôi. Bởi họ vẫn chưa lấy được đi bất kỳ một cái trụ thứ hai nào, chứ chưa nói gì đến trụ nhà chính. Và rõ ràng là tơn ép này sẽ là một tơn ép tương đối quan trọng với đội tuyển này. Họ cần lấy đi ít nhất toàn bộ dàn trụ đường ngoài và giãn cách thêm về mặt lượng tiền nếu như muốn snowball trận đấu. Bảng ngọc mà Akashi sử dụng cho Liliana từng là bảng ngọc mà duy nhất mà tôi có khi chơi Liên Quân Mobile. Đó là bảng ngọc cơ bản của Pháp Sư với rất nhiều xuyên giáp phép. Nhưng Akashi không phải là nhân vật chính ở trong ván thi đấu này khi mà Ara mới đang là người có Zero thật nhiều những điểm hạ gục. Còn Zero thì cứ phải nằm lại liên tục mà thôi. Hết luôn chẳng, trận đấu này có thể sẽ kết thúc luôn ở thời điểm này. 24 giây nữa thì Khiên Di mới ra. Và bây giờ thì con rồng tiên phong cùng với 5 thành viên của Bốc Việt Minh đang tràn vào đường dưới của đối phương. Họ muốn đi lấy đi cả trận đấu này, có lẽ là như vậy. Muốn mà băng vào của Alanh và sau đó là kết liễu đi vị trí của Thêm. Thêm quá yếu, Whitey cũng không khỏe hơn là bao nhiêu. Trụ đang được lý dần và đó là chiến thắng. Chiến thắng dành cho Bốc Việt Minh ở trong trận đấu đầu tiên này ở thời điểm phút thứ 11. 11 phút và Bốc Việt Minh một lần nữa vươn lên dẫn trước trước Pháp Esports. Nếu nhìn vào những kết quả của vòng thi đấu trước thì đây có thể coi như là một bất ngờ. Nhưng Box Gaming vẫn là như vậy, họ vẫn đang làm tốt trước đối thủ được coi là cũng đồng cân đồng lạng với họ, Pháp Esports. Rõ ràng là Pháp Esports vẫn đang có những sự bất ổn. Trong trận thi đấu đầu tiên vừa rồi thì họ đã không thể làm gì trước sức tấn công rất mạnh mẽ của Box Gaming. Còn với Box Gaming thì có một điều nữa cũng cần phải nói về đội tuyển này, đó là có lẽ Saigon Phantom đang là đối tuyển quá ổn định. Họ thậm chí ở thời điểm hiện tại đang vượt qua phong độ của Team Flash để trở thành đội tuyển ổn định nhất của đấu trường danh vọng. Và chính vì vậy nên Bốc Gaming mình ngã ngựa. Còn với Team Flash thì sự không ổn định của Team Flash cũng khiến cho Pháp Esports có được chiến thắng dễ dàng hơn chẳng. Và chính vì vậy ngày hôm nay kèo đấu này chưa chắc đã lệch. Có vẻ như chưa chắc đã lệch. Chúng ta sẽ còn phải chờ đợi những trận thi đấu tiếp theo nữa. Nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại thì Pháp Esports sau niềm vui của ngày hôm qua thì niềm vui chẳng tài gang. Ở thời điểm hiện tại ngày hôm nay đã có thêm một trận thua nữa dành cho Pháp Esports. Trận thua này lại một lần nữa cho thấy rằng Pháp Esports bất ổn đến như thế nào. Có một câu chuyện đã được huấn luyện viên Ken chia sẻ sau trận thua 0-3 của Pháp Esports trước Box Gaming ở lượt đi. Đó là sự chủ quan của họ khi trong giai đoạn trên Linh thì họ thường giành chiến thắng trước Box Gaming của Ara với tỷ số rất đậm. Sau đó thì lại để thua ở trong trận thi đấu ở lượt đi. Và Ara cũng là người có được danh hiệu MVP ở trong ván thi đấu đầu tiên này với một KDA rất đẹp. Ara đã gián tiếp được hưởng lợi rất lớn đến từ những quyết định cướp rừng tốt đến từ bên phía của Box Gaming. Thực ra thì Ara cũng đã chịu khó di chuyển hơn. Ngày hôm nay Ara được di chuyển dọc bờ sông nhờ vào sự cơ động và linh hoạt của bộ đôi Akashi và Oppa. Một lần nữa lại là bộ đôi Akashi và Oppa. Bởi nếu như bộ đôi Akashi và Oppa di chuyển rất linh hoạt như thế này thì Ara mới có quyền di chuyển dọc bờ sông một cách đơn giản và thoải mái đến như vậy. Và khi Ara được di chuyển thì anh ta tham gia đóng góp rất nhiều trong giao tranh, gây ra 32% sát thương và có được cho mình đến 12 điểm tham gia. Cùng với NDZ và Akashi là những người có được nhiều điểm tham gia nhất. Mà duy nhất đến từ bên phía của đội tuyển Bốc Pháp Esports là mạng hạ gục của Kyobi, nơi mà ở đường trên thì Kyobi cũng đã đè đường và có được cho mình một pha đổi mạng, có được chiến công đầu trên đội chiếc Zero của đội tuyển Pháp Esports. Như vậy thì có thể coi rằng là trận đấu vừa rồi có thể coi là một trận đấu gần như hoàn hảo đến từ bên phía của đội tuyển Box Gaming khi họ chỉ mất đi duy nhất một pha đổi mạng ở trận đấu đầu trận.
Nếu như Ara tỏa sáng thì YT với Elandor lại chưa thể hiện được nhiều. Và có vẻ như Elandor vẫn chưa phải là chưa phải đem lại quá nhiều điểm số dành cho Pháp Esports ở mùa giải năm nay. Bây giờ sẽ là những pha highlight của ván thi đấu đầu tiên trước khi chúng ta sẽ quay trở lại với trận thi đấu này. Tấm gội Climen 3-in-1 mới, giải pháp tấm gội toàn diện cho phái mạnh, tóc sạch gầu, dưỡng ẩm da đầu, sảng khoái toàn thân. Với ba sức mạnh bất bại, Climen 3-in-1 mới là đàn ông phải thử. Chúng ta cùng quay trở lại với ván thi đấu thứ hai trong khuôn khổ trận đối đầu giữa hai đội tuyển Pháp Esports và Box Gaming. Ở ván thi đấu đầu tiên thì Box Gaming, đội tuyển không có phong độ cao bằng so với Pháp Esports trước trận thi đấu này, đã có được một chiến thắng vô cùng thuyết phục với sự tỏa sáng của key player Ara. Vẫn phải nói lại một lần nữa, đối thủ mà Box Gaming đang phải gặp ở trong giai đoạn hiện tại vẫn là đội tuyển khó nhằn hơn so với đối thủ mà bên phía của Pháp Esports phải gặp phải. Không nói rằng đội tuyển Saigon Phantom là đội tuyển yếu mạnh hơn so với Team Flat, mà đơn giản là ở thời điểm hiện tại để đánh bại được Saigon Phantom là quá khó. Còn Team Flat vẫn đang cho thấy có những sự bất ổn và họ vẫn đang phải dần dần quay trở lại với chính bản ngã của cá nhân mình. Và quá trình đó kéo dài bao lâu chúng ta chưa thể biết được. Nó sẽ là cuối tuần này, nó sẽ là tuần sau, nó có thể sẽ là playoff, hoặc nó có thể sẽ là mùa giải sau, chúng ta chưa thể biết được. Trong khi đó thì với đội tuyển Pháp Esports, một trận thua vừa qua có lẽ cũng là một gáo nước để dội vào tinh thần của họ, khiến cho họ cần phải tập trung hơn ở trong trận thi đấu tiếp theo. Còn đối với Box Gaming thì trong mùa giải năm nay, NDG cùng với những người đồng đội của mình vẫn đang có duyên khi đối đầu với Pháp Esports. Và một lần nữa thì Rioma đem về chiến thắng cho NDG ở vị trí đi rừng. Có lẽ là không chỉ Pháp Esports mà cả những đội tuyển sắp tới sẽ phải đối đầu với Box Gaming cũng cần nghiên cứu kỹ vị tướng này của NDG, bởi đây hoàn toàn có thể sẽ là một meta mới ở trong thời gian tiếp theo khi mà Rioma đang quay trở lại rất mạnh mẽ ở trên chiến trường. Rioma có quá nhiều sự tăng tiến sức mạnh đáng sợ ở trong mùa giải này. Liên tiếp là hai lần boost sức mạnh dành cho Rioma. Lần đầu tiên thần anh bách biến được sử dụng một cú thứ hai, và lần thứ hai này mọi chuyện còn đáng sợ hơn rất nhiều. Những kích tất sát được tăng thêm sát thương khi những đòn chọc của những kích tất sát sẽ gây ra đủ lượng sát thương dù là đứng ở trong phạm vi chiêu như thế nào đi chăng nữa. Thứ hai đó là thần anh bách biến có khả năng kích hoạt lần thứ hai chỉ cần bay qua được đó là những địa hình, chứ không cần thiết là phải gây ra sát thương nữa. Và thứ ba đó là chiêu cuối với loạn chạm sẽ giúp cho Rioma hồi ngay lập tức nhất kích tất sát. Mỗi loạn chạm sẽ là 1 giây nhất kích tất sát. Và với việc trong thời điểm cuối game
nếu Kessié chỉ có khoảng hơn 4 giây hồi thì hãy thử tưởng tượng một cú loạn chạm chính xác, ngay lập tức Nhật Kessié sẽ được hồi ngay. Và các đội tuyển cũng đang sử dụng Ryoma ở những vị trí mà tôi nghĩ rằng là hợp lý, ở đường rừng hoặc trợ thủ hoặc đường giữa sẽ là những cung đường hợp lý hơn, hợp lý hơn cho Ryoma thay vì là ở khu vực đường trên. Đường trên và đường dưới nó sẽ bị xa rời giao tranh nhiều quá so với đường giữa, đường rừng và trợ thủ. Và Ryoma đang hợp với ba vị trí này hơn. Chúng ta đều đang nhận định là như vậy. Tuy nhiên, nếu như có một đội tuyển nào đó mang vào đường dưới và thi đấu ép sân ở khu đường dưới khiến chúng ta cảm thấy ngạc nhiên chẳng hạn, có lẽ quan điểm của ta sẽ phải thay đổi. Nên nhớ rằng tuyển thủ vẫn đang là người tạo ra meta. Tuyển thủ cũng đang là những người khiến cho chúng ta đánh những vị tướng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sinatra trước khi mà các tuyển thủ mang vào thi đấu có lẽ tần suất xuất hiện không còn nhiều nữa, nhưng ngay sau khi mà Bungie và thậm chí là Khiên Gì, hai người chơi đều có chữ gì ở vần cuối này đang thể hiện quá tốt con bài này, thì dạo gần đây tôi lại thấy Sinatra quay trở lại một cách mạnh mẽ hơn. Nhắc về Sinatra thì đây cũng đang là vị tướng được hở ra từ ván thi đấu đầu tiên cho đến thời điểm này của cấm và chọn ván thi đấu thứ hai, và vẫn chưa có đội tuyển nào chủ động lựa chọn vị tướng này. Malok và Quy là hai vị tướng mà Pháp Esports lựa chọn khi ở bên phía đội đỏ. Còn với Box Gaming, sau khi mà Ara tỏa sáng mạnh mẽ trong ván đấu đầu tiên thì ván thi đấu này Ara đã ngay lập tức được ưu tiên Cafeni ở vị trí lựa chọn đầu tiên khi mà họ có quyền cấm trước và chọn trước. Và sau đó là sự ưu tiên dành cho bộ đôi luôn làm nên rất nhiều sóng gió dành cho đối phương. Chẳng bất kể là trận thiếu thắng hay thua thì bộ đôi Akashi và Opa vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng. Ngày nay thì Akashi cũng đã đăng một status rằng thắng bại hay không là tại mình hết. Và rõ ràng là Akashi đang giúp đỡ cho đội tuyển của mình rất nhiều. Đội tuyển của Akashi có được lợi thế đầu trận hay không, nó cũng sẽ phụ thuộc vào rất nhiều khả năng côn nhau giữa Akashi và Opa để tạo nên lợi thế. Và Ara sẽ gián tiếp được hưởng lợi ngay trong thời điểm đầu nếu như bộ đôi này đánh tốt. Và đó là ba sự lựa chọn đầu tiên đến từ bốc bên mình. Ngay lập tức bộ ba đi di chuyển cùng với nhau liên tục đã có được cho mình những sự lựa chọn của riêng mình. Và có lẽ chỉ có một chút vết gợn, đó là nhẽ ra thì Chrissy Krizik cũng là một sự lựa chọn rất hợp lý, bởi ngày hôm trước sau khi nhìn thấy Bách cùng với Proe đánh bộ đôi Chrissy Krizik, chúng ta đã hiểu ngay tại sao là Chrissy Krizik lại là một bộ đôi tốt đến như vậy. Và Badum thì thực ra lại là vị tướng kiểu dạng kiểu thuận tay nhiều hơn là vị tướng hợp meta. Badum đúng là một vị tướng thuận tay với nhiều người chơi trợ thủ ở Liquid Mobile Việt Nam chứ không chỉ riêng Opa. Và đấu trường danh vọng cũng đang là giải đấu mà tôi nghĩ rằng là có tần suất xuất hiện Badum nhiều hơn so với các giải đấu khác trong quãng thời gian gần đây, khi mà Badum cũng đã không còn nằm trong top tier của vị trí trợ thủ trong một quãng thời gian tương đối rồi. Tôi đã từng leo lên vị trí top, có thể coi là top 1 thách đấu cùng với Badum. Đó là top 5, nhưng trên tôi thì là những người sẽ bị ban. Và chính vì vậy nên rõ ràng là tôi cũng thấy rất thích vị tướng này, thực sự là rất thích vị tướng này. Tuy nhiên thì ở trong quá trình chơi ấy, thì tôi cảm nhận thấy rằng Badum ở thời điểm hiện tại nó bị khó dùng một chút, nó hơi bị khó dùng một chút. Khả năng tấn công không quá mạnh mẽ, khả năng phòng thủ thì lại rất yếu. Và nó khiến cho chúng ta, nếu như tấn công chúng ta có thể lựa chọn Oma khỏe hơn và Krizik khỏe hơn. Còn nếu như lựa chọn phòng thủ chúng ta lại có nhiều con bài khác lựa chọn khỏe hơn. Và chính vì vậy nên Badum bị rơi đi vào một cái tier thứ 2, thậm chí là 2.5 thay vì việc ở trong tier 1 như thời điểm đầu nữa. Tuy nhiên thì Badum là sự lựa chọn lần này đến từ bên phía của Bốc Gaming. Và nói về Badum thì dù là vị tướng này có hơi khó dùng như vậy thật, nhưng một cú địa giam chính xác có thể làm thay đổi rất nhiều điều. Và Badum vẫn là một vị tướng có được sự đột biến ở trong giao tranh nếu như tuyển thủ sử dụng nó thật sự thuận tay. Opa cũng đã từng là một trong số những người sử dụng Badum rất hay của đấu trường danh vọng. Chúng ta còn nhớ rằng những pha xử lý với địa giam của Opa còn vươn ra cả thế giới tại AWC 2019 nữa. Nhưng sau đó là một quãng thời gian mà cả Opa và cả đội tuyển của anh ấy đã trượt đi khá dài. Bây giờ thì Opa cũng đã dần dần lấy lại được hình ảnh của mình khi thi đấu bên cạnh những người đồng đội quen thuộc. Sinatra và Florentino. Florentino là một trong những vị tướng tủ của Kyobi, như đã chia sẻ ở trong nhiều mùa giải trước, chứ không phải đến mùa giải này. Và để đối đầu với Florentino thì Athos chăng? Athos đã pick rồi. Athos không, Athos đi trợ thủ. Athos đi trợ thủ. Malok đi trợ thủ, Malok đi trợ thủ. Athos một cánh và Quy một cánh. Như ôi loằng ngoằng. Slim, Khiên Di một lần nữa sẽ ném lao với Slim. Đội hình của Pháp Esports hơi loằng ngoằng. Thật sự là hơi loằng ngoằng. Và với việc YT đánh Athos đường rồng
Chúng ta sẽ cùng chờ xem vị tướng này sẽ phát huy sức mạnh như thế nào trước Cavani. Nên nhớ rằng Arthur là một vị tướng có giáp rất dày, nhưng Cavani lại là vị tướng có DPS riêng biệt so với những vị tướng khác. Có thể nói rằng đam sát thương của Cavani nó không chỉ là DPS nữa, mà nó còn vượt qua cả mức độ đó, vừa đi vừa bắn chứ không phải là chạy bắn nữa. Cái kiểu đội hình này là kiểu đội hình mà Pháp Esports đã sử dụng một lần rồi. Ở trong ván thi đấu mà họ đã lật kèo trước đội tuyển nào thì bây giờ tôi không nhớ rõ nữa. Nhưng ngày hôm đó thì Hero chơi Zata thi đấu cùng với cũng Malok trợ thủ và một quân bài đấu sĩ nữa ở khu vực Ibernet đường rồng à? Còn Khienzy thì chơi Phoenix. Lúc đó đánh Ibernet à hay là đánh vị tướng gì? Bởi vì tôi không nhớ có ván đấu nào mà Arthur được xuất hiện ở vị trí không. Không phải Arthur, không phải Arthur, nghĩa là cái kiểu đội hình như thế này thôi. Thì là tài nguyên sẽ được dồn nhiều về cho Khienzy và Zata. Đó là Zero thi đấu hay là ai thi đấu? Hero bay Zata không, rất hay. Tức là đang hỏi là người thi đấu ở vị trí đường rồng ấy là Zero hay YT? Tôi cũng không nhớ nữa, nhưng mà tôi nhớ thì có thể đó kiểu sẽ là Superman này. Nếu như đó là Zero thì có thể đó sẽ là Superman, bởi đó là một trong những vị tướng rất thuận tay của Zero. Thời còn thi đấu ở vị trí đường rồng thì Zero cũng sẽ thỉnh thoảng sử dụng cho mình vị tướng Superman. Nhưng lần này là một Arthur hoàn toàn lạ lẫm với chúng ta. Nên nhớ rằng Arthur thường được sử dụng để đối đầu với những con bài như là Yena. Và trận đấu này thì không có Yena, mà thay vào đó là Cavani ở khu đường rồng. Arthur sẽ đánh như thế nào ở khu đường này đây? Bởi vì vị tướng này có thể nói là một cách đánh hơi đù một chút. Arthur là một vị tướng đã được cải biến cái ngoại trang ở thời điểm hiện tại thì đẹp trai hơn rất nhiều so với ngày xưa. Arthur cũng là một trong những vị tướng dễ đánh và được nhiều tuyển thủ ở mức rank thấp yêu thích. Cũng rất khỏe ở những bậc rank thấp, nhưng đúng là ở đấu trường chuyên nghiệp thì Arthur cũng sẽ là một vị tướng có tính đặc thù, khi mà đây là một chất tướng cũng khá đủ. Arthur sẽ dọn lính trước để hợp phòng ngờ trường hợp Ara xuống với những người đồng đội của mình và sau đó gây áp lực để anh ta không thể ăn lính được. Nhưng anh ta cũng chẳng thể làm được điều gì quá nhiều, anh ta mới chỉ ăn được một con lính, thậm chí chính xác hơn là hít được một con lính mà thôi. Và sau đó anh ta lại phải ôm trụ mà thôi. Bokeh mình tiếp tục di chuyển với số đông. Ba thành viên này sẽ cùng nhau đi với nhau và tạo ra lợi thế dành cho Ara. Nhưng họ đã để lại một khe hở mà ở đó thì bộ đôi Buck cùng với TA lấy đi được một con quái rừng của NDG. Bởi đó là một cú kéo quái ra không thực sự quyết đoán đến từ Opa, và anh ta cần phải xuống thật nhanh để hỗ trợ cho Akashi và Ara. Và anh ta đã khiến cho con khỉ này bị mất đi bởi Sinetia. Bây giờ thì Buck Gaming sẽ vẫn tiếp tục chiến thuật này để lợi thế và tối ưu hóa được lượng tiền. Trong thế di chuyển như thế này thì Opa sẽ là người có lợi nhiều nhất, bởi anh ta hit được cả hai tên lính của hai khu vực đường mà không làm ảnh hưởng đến những người đồng đội của mình. Zero đã có một pha trao đổi chiêu thức có lợi và Kyobi phải biến về với vị tướng thủ của mình. TA nắm được toàn bộ thông tin của bốn thành viên này bên phía Box Gaming. Còn Khienzy thì bây giờ mới xuất hiện. Anh em vẫn còn để lại hai con quái trong phần rừng đầu tiên của mình và bây giờ mới có được cấp độ 4. Khoảng thời gian mà Khienzy bắt đầu bắn được sẽ là một quãng thời gian rất dài nếu như Khienzy không thể có được những điểm hạ gục ở trong giai đoạn đầu tiên. Trong khi đó thì bộ ba đó là Opa, Akashi và Ara cùng có cấp độ như nhau. Điều đó chứng tỏ rằng họ đang hit cùng nhau những tên lính một cách tuyệt đối. Còn Khienzy thì được nuôi một cách trọn vẹn hơn. Anh ta đã có được cho mình con rơi thủ vệ đầu tiên, cú ném giáo đầu tiên của Khienzy nó chưa được. Đó là cú ném giáo đầu tiên chưa thành công ngày hôm trước. Thì Khienzy đã có một tình huống ném giáo mà tôi nhận xét đó là một trận đấu túy quyền của Khienzy. Chrissy tỷ lệ 100% đến từ Akashi. Và không biết là Akashi có còn duy trì được tỷ lệ thắng này với vị tướng này Slim sau trận thi đấu này hay không. Một cú ném lao cơ khí không chính xác, bạo lá hất tung hai người ở đây. Pháp Esports đang đông người hơn, đang tấn công vào Akashi nhưng chưa có cấp độ 4 để Buck có thể sử dụng được thiên dực và hạ gục đi người chơi thấp máu là Akashi trong pha thi đấu vừa rồi. Chính xác thì cú ném giáo vừa rồi tầm nó quá dài và chắc chắn đối phương sẽ né được. Vừa rồi là một cú né chiêu nhiều hơn là một cú ném giáo không chính xác. Và nếu như đó có là Akashi hay Ara thì có lẽ họ cũng sẽ sử dụng thanh tẩy hoặc tốc biến để né đi cú giáo này. Đây là tình huống cướp bùa đến từ NDG nhưng có vẻ như là Zero đã thành công. Zero đã giữ được khi mà khiến cho pha cướp con bùa đỏ đó trở nên cồng kềnh. Opa sử dụng cho mình địa giam nhưng chỉ giam lại được một người mà thôi. Nhưng Opa có hai người đồng đội ở đây, trong khi đó thì YT chỉ có một mình TA với cái luyện ngục vừa được sử dụng mà thôi. TA là rất tốt với cú luyện ngục vừa rồi, nó khiến cho không có bất kỳ một nguy hiểm nào đến với YT. Còn NDG anh ta cũng lướt đi rất nhanh và sau đó trở về farm. NDG cũng cần thời gian và anh ta chắc chắn là sẽ chưa muốn giao tranh ở giai đoạn này. Còn bên phía bên kia thì Zero đang gặp khó khăn. Chiêu đó là cú tung hoa không chính xác và ngay lập tức Zero cho thấy rằng Florentino chỉ mạnh khi có hoa mà thôi. Nếu như đó là một cú tung hoa chính xác thì có thể là Zero sẽ phải mất đi tốc biến trong pha thi đấu vừa rồi. Một lần nữa thì con khỉ đầu lá lại được cướp đi đến từ bộ đôi Buck và TA. Buck cũng đang là người
được nhường tương đối nhiều tài nguyên trong đội hình của Pháp Esports, đúng với ý đồ chiến thuật của họ. Và đúng là Bắc cũng xứng đáng được nhường tài nguyên, bởi sát thủ Zata cũng gây ra được lượng sát thương vô cùng nguy hiểm. Và hơn vào nữa đó thì Bắc có khả năng dọn lính rất nhanh, Bắc có khả năng dọn lính rất nhanh để có thể di chuyển cùng với những người đồng đội của mình mà vẫn ăn được cho mình những tờ lính một cách trọn vẹn. Bây giờ thì Pháp Esports đang có 4 người ở đây, nhưng Bắc Gaming chọn cách không đối đầu. Họ không đối đầu khi mà mình không có được cho mình lượng tài nguyên cụ thể. Ara sẽ là người được cắt cử ra đường giữa để có thể farm đi tên lính này cùng với vị trí của NDZ và farm một cách dễ dàng hơn. Nhưng đây là cú giáo đến từ Khienzy. Khienzy không nghĩ rằng mình ném giáo thành công thì phải. Đúng là như vậy, một tình huống ném lao hú họa để cho Khienzy có thể di chuyển được xuống dưới khu vực đường rồng và tiếp tục lấy được tài nguyên TA. Phải mất đi tốc hành, nếu không thì TA sẽ mất đi nhiều lượng máu và khiến cho pha ép trụ này với 4 thành viên của Pháp Esports gặp nhiều khó khăn hơn. Bây giờ không thì tên lính vừa xuống, nhưng Box Gaming cũng có 4 người ở khu vực này và đa di chuyển của Zero là không đủ nhanh để cho Pháp Esports có lợi thế hơn người. Cả hai đội tuyển đều có thế đánh ở trong giai đoạn cuối trận như nhau và họ không hề ngán ngại nhau trong giai đoạn sau. Chính vì vậy nên cả hai đội tuyển đều chưa muốn đánh ở giai đoạn này, nơi mà Slim vẫn cần thêm tài nguyên. Và Zata cũng sẽ sẵn sàng cho một pha phản công nếu như Slim có một cú giáo tốt. Và nếu như chưa có một khởi đầu nào thì hai đội tuyển vẫn đang hài lòng để ôm hòa nhau cả về mặt lượng tiền cũng như về mặt thế trận. Đúng là như vậy, mỗi bên có được một con rồng hắc ám. Đó là tất cả những gì mà hai đội làm được sau khoảng 5 phút thi đấu đầu tiên. Chưa có một điểm chiến công nào và cũng chưa có bất kỳ một chênh lệch nào. Đây sẽ là pha ép trụ chàng không? Đây cũng chưa thể là pha ép trụ, Bắc vẫn đang ở đây và dọn lính đi rất nhanh. Trong khi đó thì Opa, Akashi và Ara liên tiếp cố gắng để kiếm được tài nguyên thay vì việc khô máu với đối phương thì họ đang kiếm tài nguyên nhiều hơn. Trong khi đó Khienzy đã bắt đầu có bước di chuyển trở nên kiểu bất ngờ hơn và đây sẽ là pha băng vào. Khienzy sẽ có điểm hạ gục không? Không, không. Như vậy là Kiều Bì vẫn chạy được với cái tốc hành của mình. 5 phút rồi, trụ này có thể sẽ mất nếu như Akashi không lên kịp. Và Akashi đang đến rất nhanh, những cái trụ này đang mất quá nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với bước tiến đến từ Akashi. Và Khienzy thành công. Đó là một cái trụ lấy tốt đến từ bên phía Pháp Esports. Nó sẽ mở ra khá nhiều điều dành cho cả Khienzy và Zero trong quãng thời gian sắp tới để có thể di chuyển và giúp cho phần còn lại của bản đồ ở bên phía Pháp Esports sẽ lợi thế hơn so với đối thủ của họ. Còn Bốc Gaming đang nuôi Ara. Chắc chắn rồi, Ara đang là nguồn hy vọng, thậm chí là số 1 của Bốc Gaming khi đang có lượng tiền ngang bằng so với đường rừng Snatcha của NDZ. Đây là một pha ném giáo mà nó không thực sự chính xác. Ngày nay Khienzy đang chưa có những cú ném giáo quá cảm giác như ngày hôm trước. Và đây là cú bọc đầu đến từ TA. Không được khi mà Opa và Ara cũng đã lùi về đủ nhanh. Bắc vẫn chưa sử dụng một tình huống thiên dực nào đánh được dưới đến này. Thời điểm này, trong khi đó thì đến lượt Zero bị quay bởi hai người. Pháp có thể đánh được ở đường dưới nhưng họ quyết định không làm điều đó. Họ quyết định không làm điều đó khi mà lính còn quá lâu nữa thì mới lên. Khienzy cũng đã di chuyển mất rồi. Bây giờ thì đường trên Zero ở lại thì sẽ có nguy cơ bị hạ gục, mà không ở lại thì sẽ có nguy cơ bị mất đi cái trụ này. Đang lên không, Khienzy không lên và Zero sẽ bỏ trụ thôi. Zero vẫn rất nuối tiếc với cái trụ này nhưng không làm gì khác được khi Khienzy. Mà bây giờ thì Khienzy mới tới ở khu vực đường dưới thì Opa đang thấp máu và có thể đây sẽ là điểm chiến công đầu. Không, Zero mới là điểm chiến công đầu ở nửa trên. Akashi đang xuống bật lên mưa sao băng, Bốc chỉ còn nửa cây và trụ thì vẫn đang còn ở khu vực đường dưới dành cho Box Gaming. Trong khi đó ở nửa trên Pháp Box Gaming vừa có được mạng hạ gục và vừa có được cái trụ đầu tiên. Rõ ràng pha thi đấu vừa rồi thì Zero hơi quá cố chấp và anh ta không thể làm được điều gì cả trước khi bị hạ gục. Và sau đó thì cái trụ đó cũng mất đi và anh ta cũng mất đi cái mạng của mình. Nếu như anh ta không mất mạng thì có thể đó lại là một pha mà bên phía của Pháp Esports vẫn sẽ hòa, để họ sẽ có chiến công đồng ở khu đường rồng. Nhưng không, không có bất kỳ một lợi thế nào dành cho Pháp Esports sau pha thi đấu vừa rồi cả. Mà thay vào đó thì Bốc Gaming đã đòi lại được trụ đầu ở đường trên. Thay vào đó thì họ thậm chí còn đang giãn cách về mặt lượng tiền, một khu luyện ngục hơi sâu. Và nó chỉ khép góc được Ara mà thôi. Akashi đang thấp máu nhưng đã có tốc biến lùi về nhưng không kịp. Akashi đã mà phải bỏ lại cái mạng của mình. YT thì hơi trâu nhưng ta đang bị tung hoa bởi Kiyomi. Kiyomi chưa muốn dừng lại, Kiyomi bắt vào Khienzy và đó là quả cầu băng xương khá hợp lý đến từ vị trí của Khienzy. Kiyomi hết nhịp hoa mất rồi, anh ta đang lùi đi. Anh ta có được cho mình đó là Hercules thịnh nộ và lùi đi thành công, bởi ta quá trâu. Không hổ danh là tướng tủ, khi mà nhìn cái cách chơi cũng có thể thấy được rằng là Kiyomi tự tin với Florentino đến như thế nào trong những pha càn lướt của mình ở trong hai pha thi đấu liên tiếp. Nhưng Pháp Esports vẫn còn đủ người ở khu vực đường giữa này để họ đẩy ngược lại tên lính. Và bây giờ thì sẽ là di chuyển xuống với Ara, người đang đứng chỉ có một mình mà thôi. Và nếu như Ara dính phải hạo nhiên trưởng của Zero trong tình huống thi đấu này thì rất có thể đó sẽ là điểm hạ gục. Và đó là luyện ngục, và dù có thanh tẩy đi chăng nữa thì là chẳng có cách nào để có thể lùi đi được cả. Nhưng đây là nước đi đến từ bên phía của Bốc Gaming.
Điều mà chính Kenji đã làm rất nhiều ở trong ngày thi đấu hôm trước đó là Sinetia. Khả năng ăn Seiza rất hay đến từ con bài này, một mình có thể tank được Seiza chứ chưa cần nói đến là có sự giúp đỡ đến từ Florentino. Và ta thân Seiza ở thời điểm 8 phút 40 sau mạng bị hạ gục đến từ Ara. Một con Seiza đổi lấy một mạng của Ara và Box Gaming có vẻ như hài lòng với sự trao đổi này. Nhưng NDZ và Kyobi đang bị chặn được về không chỉ với Bắc mà còn cả luyện ngục đến từ vị trí của TA. NDZ vẫn còn có thể lùi về được và Kyobi cũng đang là tương tự. Zero băng tới, địa giam là hơi muộn đến từ Oppa. Và cuối cùng thì ý đồ của Fab Esports cũng tạm thành công với một điểm hạ gục có được. Và bây giờ có thể là cả con bùa xanh bị cướp đi. Họ chưa muốn dừng lại ở một mạng hạ gục và sau đó là con bùa xanh nằm trên người của Kenji. Kenji vẫn đang thi đấu và có được nhiều tiền. Mặc dù những cú giáo chưa thực sự chất lượng như ngày hôm trước, nhưng Kenji vẫn đang có tiền. Và đây là cú giáo tiếp theo, nó chúng là Oppa. Và anh ta chưa thể làm được gì cả. Con rồng tiên phong đã được thả ra không đường dưới, nhưng thế ép đang thuộc về Fab Esports. Điều đó đồng nghĩa với việc con rồng tiên phong này có lẽ cũng sẽ không phát huy được tác dụng của mình. Đúng là như vậy. Và quan trọng là Kenji đang là người nhiều tiền nhất ở trên bản đồ với 7.500 tiền. Rất giàu rồi và chuẩn bị đến quãng thời điểm mà Kenji có thể bắn cả thế giới được rồi. Kenji vừa có cú ném giáo tiếp theo nhưng nó không thành công. Zero đang ở đây câu kéo 4 thành viên, thậm chí là 5 thành viên đến từ phía của Bốc Kê mình ra để bảo kê con rồng này. Sau đó Zero lùi về. Như vậy nếu xét về di chuyển thì Zero vẫn đang làm tốt ở trong tình huống vừa rồi. Bây giờ thì Bốc Kê mình muốn giao tranh chẳng. Họ đã bắt đầu muốn giao tranh rồi nhưng Fab Esports thì lại lựa chọn cách lùi về bởi Kenji đang quay trở lại với vòng bùa xanh. Và sau đó là Kenji quay trở xuống đường dưới để ăn đi cho mình con tà thần Seiza. Fab Esports vẫn đang rất chậm rãi bởi họ biết rằng Kenji đã đến với giai đoạn cuối trận, chỉ cần thêm một kiếm Mura nữa thôi. Đây là cú luyện ngục đến từ TA. Sau đó là địa giam lại hai người. Box Gaming có 5 người ở đây, Fab Esports chỉ có 4 mà thôi. Họ mất một rồi và mất luôn cả cái trụ đầu tiên. Kenji người khỏe nhất của bên phía Fab Esports thì không có mặt để phòng ngự trong tình huống thi đấu vừa rồi. Và đó là một pha thi đấu mà rõ ràng Ba Doom đã cho thấy được sự khắc chế với Malok sau tình huống luyện ngục. Nếu như đó là một thế ép thì Malok hoàn toàn có thể bỏ lại cái mạng của mình. Sau cú luyện ngục anh ta sẽ bị chôn lại bởi địa giam. Đã có kiếm Mura nhưng đó là kiếm Mura của cả Ara chứ không chỉ là Kenji. Cả hai thành viên này đều hoàn thiện được kiếm Mura ở cùng một thời điểm. Cả hai đều có hai món chí mạng nhưng Kenji hơn một món đồ, và đó là đồ đi rừng. Anh ta sẽ có tốc đánh nhanh hơn so với Ara. Và Cafedi thì không cần tốc đánh, nhưng Ara thì sẽ bắn yếu hơn so với Slim khi lượng tiền của hai bên tranh nhau lên đến con số 1.000 tiền. Nhưng khi mà cả hai cùng full đồ thì có thể là trong những pha bắn solo, bắn solo thì Ara sẽ có lợi thế hơn với cái cung tà ma. Với cách lên đồ này thì khả năng hút máu của Kenji sẽ là không thể nào bằng được so với cái cung tà ma. Rõ ràng cả hai bên sẽ đều không để cho hai xạ thủ của mình ở vào trạng thái bắn solo nhau khi mà đây là những xạ thủ chủ lực của cả hai đội. Và nếu như thực sự Kenji được bảo kê thì anh ta sẽ rất mạnh. Đây là TA, anh ta lùi về được với một chấm máu. Sau đó là lao vào đến từ YT nhưng Kenji chưa có góc bắn. Kenji chưa bắn được một đam nào, trong khi đó thì Ara thoải mái chơi. Và YT lên bảng đếm số. Năm trước thì YT cùng với Zero thi đấu rất hay, nhưng ngày hôm nay khi gặp Box Gaming thì họ lại chưa thể hiện được quá nhiều. Với YT ván thi đấu trước là Elandor và ván đấu này là Arthur, những vị tướng dường như đang không phải là sở trường của YT. Sở trường của YT là những xạ thủ, và là những xạ thủ tương đối đơn thuần. Nhưng ngày hôm nay thì anh ta đang chưa có những vị tướng đó. Đó chưa phải là Hayat, đó chưa phải là Cafeni, là Lavi, mà thay vào đó là những vị tướng hơi lạ lẫm với anh chàng này, Akashi. Akashi muốn cướp đi con bùa đỏ của Kenji nhưng không thành công. Kenji vẫn đang mải mê tích tiền, nhưng Ara đã đuổi đến chân rồi. Ara đã đuổi đến chân với cái vuốt hung tàn này thì Ara sẽ có đam sát thương rất khủng khiếp. Vẫn đang là một thế trận chưa thể nói trước được điều gì khi mà cả hai người chơi chủ lực của bên phía cả hai đội đều đang rất giàu. Nếu mà Bốc Game Minh đợi thế này, nếu mà Fab Esports đợi thế này thì phải đợi thêm một tí nữa, bởi vì họ đang sắp có 3 món, 4 món đồ lớn cùng hoàn thành cùng một thời điểm. Đó là ba cái huân chương tròi, và sau đó quan trọng nhất là cái giáp hồi sinh của Kenji. Cái giáp hồi sinh của Kenji cũng là một thứ vô cùng quan trọng trong đội hình của Fab Esports. Và họ đã đợi rồi thì có lẽ họ nên đợi thêm một khoảng thời điểm nữa. Phút thứ 12 chưa phải là một phút hợp lý để Fab Esports giao tranh. Còn với Bốc Gaming thì họ lại vừa có những món đồ. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu như giao tranh ở trong giai đoạn này họ sẽ lợi hơn so với đối phương. Có lẽ là Fab Esports đang muốn đợi. Đội hình của họ đánh từ trong nhà ra cũng như là đánh giáp lá cà ở trong những không gian hẹp là rất mạnh. Với ba đấu sĩ Malok, Arthur cùng với Quy, sau đó là hai sát thương xả từ tuyến sau. Đó là Kenji cùng với Bốc. Và họ không muốn để làm điều gì đó quá vội vàng ở trong thời điểm này. Còn đội hình của Bốc Gaming thì có hai ngòi nổ. Đội hình của Bốc Gaming thì có hai ngòi nổ và đây là cú luyện ngục đến từ vị trí của TA. Bốc không bay thành công và sau đó là bay màu. Kenji cũng đã bay màu, có giáp hồi sinh. Kenji hồi sinh lại và ngay lập tức bay màu lần này, và sẽ có chiến thắng có lẽ là như vậy dành cho Bốc Gaming ngay lập tức trong trận đấu này. Fab Esports muốn đợi nhưng Bốc Gaming không cho họ đợi. Họ đã khai thác rất hợp lý thời điểm mà Fab Esports đang chia người không hợp lý.
Và đây sẽ là chiến thắng 2-0 thuộc về Box Gaming. Và đó là sai lầm đến từ Bắc và TA. Có thể nói rằng hai người chơi này đã hơi nóng vội sau cú ném giáo thành công đến từ Khiên Dì. Chỉ một nhịp dừng lại của Ara thôi đã khiến cho TA ngay lập tức băng vào, mà không biết rằng Ara đang cầm trên mình đó là thanh tẩy. Và hơn thế nữa, cú giáo đó cũng không phải là quá xa, không phải quá mắc tầm. Và sau cú giáo vừa rồi thì có lẽ là thất bại lại thuộc về bên phía của Pháp Esports một cách quá toàn diện mà họ không thể ngờ tới được. Quét sạch đến từ bên phía của Box Gaming và đó là 2-0. Rất bất ngờ. Đã rất nhiều lần khi chơi Zata thì tôi gặp phải tình trạng giống Box ở trong pha thi đấu bay cuối hụt. Cùng vừa rồi. Đó là bay hụt. Và khi mà bay hụt thì Zata với lượng máu quá giấy của mình đã phải bay màu quá nhanh. Còn Khiên Dì đã không thể có được góc bắn trong một pha thi đấu mà rõ ràng là bên phía Pháp Esports đang thiếu người. Và Khiên Dì không được ném một chút nào. Chắc chắn Khiên Dì phải được chơi toàn diện trong giao tranh thì Pháp Esports mới có cửa. Đối phương là hai họng súng. Còn bên phía Pháp Esports chỉ hy vọng vào mỗi một mình Khiên Dì, mà Khiên Dì lại còn không được chơi nữa thì chẳng còn ai được chơi nữa cả. Và họ chưa hoàn thành xong những cái huân chương tròi, họ chưa hoàn thành xong những món đồ lớn, nhưng họ lại cố gắng để lao ra thi đấu song vòng với đối phương ở trong tình huống vừa rồi, khi mà đối phương còn có cả nội tại của Tà Thần Xê Già. Rất không hợp lý đến từ bên phía của Pháp Esports sau tình huống vừa rồi. Và ngay lập tức họ mất đi trận đấu thứ hai. Và trận đấu này thì Sinetria đến từ bên phía của NEG là MVP. Một trận đấu mà tập thể bên phía Box Gaming đã thi đấu đều nhau. Và người có được thông số tốt nhất là NEG ở trong ván thi đấu thứ hai này. Và một lần nữa thì Box Gaming vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-0. Và thêm một lần nữa thì Pháp Esports đứng trước nguy cơ. Sau khi có được chiến thắng thì họ sẽ phải nhận một thất bại. Họ có 3 cơ hội nữa và bắt buộc phải thắng cả 3. Và Box Gaming cũng có 3 cơ hội nữa, nhưng họ chỉ cần thắng 1 là sẽ kết thúc đi kèo đấu này. Và thậm chí họ có thể thắng rất đậm để vươn lên chính vị trí của Pháp Esports. Mọi thứ chẳng thể nói trước được điều gì cả. Box Gaming đang đứng sau và thậm chí là vừa bị trừ điểm, để chỉ có ở thời điểm hiện tại là 1 điểm mà thôi. Nhưng nếu như họ chiến thắng 3-0 trước Pháp Esports thì hai bên đổi chiều. Đúng là như vậy. Quả thật là một cặp đối đầu khó hiểu, và đặc biệt sự khó hiểu đến từ bên phía của Pháp Esports. Cứ khi nào người ta dồn nhiều sự chú ý, dồn nhiều sự kỳ vọng vào Pháp Esports thì họ lại không thể khiến cho người ta được thỏa mãn. Nhưng khi người ta chợt lãng quên đi Khiên Dì và những người đồng đội thì họ lại có thể xuất hiện một cách hết sức bất ngờ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với highlight của trận thi đấu thứ hai để đến với ván đấu thứ ba, xem Pháp Esports sẽ làm gì sau hai trận thua vừa rồi. Xin mời. Find your zone every day.
Khi thế giới ai cũng chơi theo luật, thiết kế luật chơi để trở thành người dẫn đầu. Khi thời cuộc cần một bản lĩnh, bình tĩnh tự tin để định hình mọi cơ hội. Tiên phòng dẫn lối và khai phá tương lai. Aris Series. V-Smart sáng tạo thay đổi cuộc chơi. Dầu tắm gội Climen 3 trong 1 mới. Giải pháp tắm gội toàn diện cho phái mạnh. Tóc sạch gâu. Dưỡng ẩm da đầu. Sảng khoái toàn thân. Với 3 sức mạnh bất bại, Climen 3 trong 1 mới là đàn ông phải thử. Idol nào bằng Idol gắn tiếng Sting. Với miệng dầu ngon sảng khoái cho bạn nguồn năng lượng bứt phá. So excited. Nạp Sting gắn tiếng đỉnh. Làm việc đây. Đây em đang làm đây. Ô, chú cũng chơi liên quân à? Để chị cho. Ui, chị mà cũng biết chơi liên quân không? Chuyện, chị là sếp mà lại. Đây, anh Đồng bảo đừng chọn mấy con này, dễ bị con floor khắc chế lắm ấy. Thế chọn gì bây giờ ạ? Chú pick con Richter đi. Nhưng mà Richter là con tướng phụ thuộc vào bộ kỹ năng,
đánh con Richter cũng được không ạ? Yên tâm đi, chị xem trên phân tích trận đấu ý, thấy mấy anh bình luận viên đẹp trai nói là con Richter này có thể vả liên tiếp vào bóng qua floor, chết đứng luôn. Thế cơ, ném cho Richter vậy? Richter luôn. Trên top play đấu trường danh vọng chỉ thấy ông kê cầm con này còn cần ba con khác cơ. Kinh chưa? Chú có hổ báo cáo cho mà sông lên. Chơi luống. Sợ gì đây? Trên hướng dẫn chị có thấy ông kê lên toàn đồ thủ cho con này thôi. Ôi đấy, dạ. Chú có lên đồ sát thương ấy. Đấy, nhớ rồi. Đấy. Nhớ rồi, ok. À, dù cụ hiệu ma tính đi nhá. Ma tính à? Ma tính. Ma tính. Rồi. Ôi chị ơi, trận này căng quá. Sắp được rồi. Đến nhà chính nó rồi. Thắng rồi. Ôi trời ơi. Ui, sao chị xem ở đâu mà giỏi thế? Muốn lên chính Liên Quân, vào ngay fanpage cao thủ Liên Quân. Đang tham gia dự đoán đội chiến thắng của Clearman. Mà có đặt đội nào thì đội đấy thua thầy ơi. Thầy giúp con, thầy giải nghiệp giúp con. Nghiệp của ngươi rất nặng, nặng lắm. Tặng thầy 500 quân huy mua trang phục. Phải như thế thì các đấng bề trên mới độ được con. Pháp eSports 3-0 con ạ. Pháp eSports 3-0. Ok. Ok. Vài ngày sau. Hello thầy. Hôm trước con trúng ngay được một cái loa JBL. Nay con mang đến bọn thầy cùng quẩy. Sao nghe đây là chuyện gì ấy? Thì chả là hôm tới siêu kinh điển Team Flash gặp Sài Gòn Phantom. Thầy cho con một chuyện đấy. Hiểu chuyện đấy. Đợi tí để ta làm phép đã. Báo số về bơ. Team Flash 3-1 lại, ok. Một vài ngày sau. Chưa có hôm nào để ngạc như hôm nay. Sao nay trông bảnh thế? Hôm trước nghe thầy chúng được ai cái điện thoại siêu sắc siêu xịn con tặng thầy cái. Ok. Thầy cho mình cùng dùng. Con thấy chưa? Phàm những chuyện trên đời con chỉ cần nghe theo thầy là phất như diều gặp gió luôn. Cái này thầy lại sai. Thầy có biệt danh là đoán toàn ngược. Con cứ nghe thầy nói gì là đoán ngược lại toàn bộ. Thế là đoán đâu chúng đó. Thầy Huy phán rào, hãy làm ngược lại. Tham gia ngay sự kiện dự đoán đội chiến thắng cùng Clement. Dễ chơi, dễ trúng thưởng. Những gì diễn ra ở lượt đi đang có xu hướng lặp lại ở trong trận thi đấu lượt về giữa hai đội tuyển Box Gaming và Pháp Esports trong khuôn khổ đấu trường danh vọng mùa đông năm 2020. Và thật tình cờ ngày hôm nay cũng là ngày chiếu lần đầu tiên clip của thầy Huy dự đoán, và đó là Pháp Esports 3-0 các con ạ. Và đó là thời điểm mà chúng ta đang diễn ra trận thi đấu này, trận thi đấu giữa Pháp Esports và Box Gaming. Ở thời điểm hiện tại Box Gaming đang thắng với tỷ số là 2-0 và kịch bản 3-0 đang có thể hiện hữu trong trận thi đấu này. Trận thi đấu thứ 3 trong khuôn khổ của đối đầu giữa Pháp Esports và Box Gaming đang có tỷ số hoàn toàn có thể là một bất ngờ rất lớn thứ hai sau cuộc đụng độ giữa Box Gaming và Pháp Esports. Và ngay lập tức Pháp Esports đã phải có sự điều chỉnh. Một người cũng khá thân với Huy Popper, đó là Hero, được tung vào sân để thay thế cho Box ở trong ván thi đấu này. Trong đội hình của Pháp Esports thì có Khiên Di và Hero cũng thường xuyên chơi chung với Huy Popper. Và ngày hôm nay thì có vẻ như là dự đoán của người bạn thân của Hero cùng với Khiên Di đang khiến cho Pháp Esports gặp phải rất nhiều khó khăn, khi bây giờ tỷ số đã là 2-0 rồi. Và nếu như ở trong ván thi đấu thứ 3 này mà họ không thể tạo ra được một kết quả khác đi thì đó cũng sẽ là một thảm họa, một thảm họa với Pháp Esports. Và bây giờ sẽ là thời điểm chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ 3 này. Pháp Esports buộc phải thắng trong cả 3 ván đấu sắp tới. Và trận đấu này sẽ là một trận đấu vô cùng then chốt. Bên phía bên kia thì rõ ràng Box Gaming không có lý do gì để thay đổi người cả. NDC đang làm tốt ở trong ngày thi đấu hôm nay, mặc dù ngày hôm trước thì anh ta có phần lép vế trước Bâng gì, nhưng trước Khiên gì thì câu chuyện trở nên dễ dàng hơn với NDC, khi anh ta đang có hai ván thi đấu hết sức thành công. Ván thi đấu đầu tiên là một ván thi đấu mà có được cho mình 2 điểm hạ gục và thậm chí
là 10 điểm tham gia. Và ván thứ hai này thì còn tốt hơn, anh ta có được cái MVP 305 hay là 503 nhỉ? 305. 3 điểm hạ gục với vị tướng Sinestra. Rõ ràng Sinestra vẫn đang là một vị tướng có tỷ lệ thắng cao tại những lần mà vị tướng này xuất hiện, không chỉ ở đấu trường danh vọng. Bây giờ sẽ là trận đấu này, bây giờ sẽ là trận thi đấu mà hai đội tuyển sẽ đụng độ nhau ở trong màn đụng độ thứ 3 trong ngày thi đấu hôm nay. Rõ ràng Hero đang cần phải có mặt và thi đấu một vài chất tướng mà Bắc sẽ không thi đấu. Và Pháp Esports thì họ đã cấm đi vị tướng mà họ đã sử dụng ở trong ván thi đấu đầu tiên không thành công của Zero, đó là Omen. Sau đó họ tiếp tục cấm đi vị tướng Joker. Còn với bên phía Box Gaming thì vẫn sẽ là Richter cùng với Zip, hai vị tướng đã quá quen thuộc ở trên bảng cấm của đội đỏ. Và bây giờ sẽ là vị tướng đầu tiên đến từ bên phía của đội tuyển Box Gaming. Ta sẽ cùng chờ xem Box Gaming sẽ lựa chọn sự lựa chọn nào đây. Họ lựa chọn Yena. Kiobi đang rất thích đánh Yena trong quãng thời gian gần đây. Kiobi là một trong những người chơi rất thích chơi Yena. Và theo đó thì bên phía của Box Gaming có lẽ sẽ lựa chọn Yena khi mà những vị tướng mạnh ở khu đường trên cũng đã bắt đầu bị mất dần đi sau hai ván đấu. Và sau đó là Sephera dành cho bên phía của Box Gaming. Lần này thì Box Gaming chỉ cần đến Liliana là có thể giải quyết được một ván đấu, và ván đấu còn lại họ quyết định sử dụng Sephera là lựa chọn thứ hai để thi đấu. Và đó đều là những con bài đã mang lại chiến thắng ở trong những ngày thi đấu trước đó. Và không biết rằng Sephera ở trận này có thể mang lại chiến thắng tiếp theo dành cho Box Gaming hay không. Trong khi đó thì Pháp Esports đang lựa chọn đến Cafeni. Sau hai ván thi đấu mà YT thi đấu không thành công đối với Elandor cùng với Arthur, Timmy thì ván thi đấu này sẽ là Cafeni dành cho YT, và còn có thêm Timmy để hỗ trợ được pick từ rất sớm. Và thêm một Ignis nữa, đây là một sự lựa chọn thường thấy để khiến cho bộ đôi đường đơn và xạ thủ được thi đấu tốt, là Ignis với khả năng bảo kê siêu tốt, khả năng khiến cho lợi thế đầu trận sẽ thuộc về Pháp Esports để Lavi có quyền cụ thể hóa lợi thế đó bằng những lượng tiền. Tuy nhiên nên nhớ rằng bộ ba này cũng đã từng thua, bộ ba này cũng đã từng mất đi lợi thế rất nhiều trong giai đoạn đầu và thua luôn trận thi đấu. Tôi không nhớ rằng nó nằm trong tay quá, nhưng hình như là Sài Gòn Phantom thì phải, đúng không nhỉ? Có phải là Sài Gòn Phantom đã thua ván đấu với bộ ba này khi đối đầu với Box Gaming không nhỉ? Tôi cũng không nhớ chính xác. Không. Bởi vì trận đấu đó sẽ là trận đấu mà Sài Gòn Phantom thua với bộ đôi đó là Điêu Thuyền và Emily hơn. Tôi đã từng nhớ có một trận đấu mà bộ đôi bộ ba này đã thua bởi di chuyển sai đầu trận, và hình như là ngay trận thua hôm qua của Với Box Gaming, họ cấm đi Ryoma và Pain. Sau đó thì Box Gaming muốn lựa chọn Elandor ở trong vị trí thứ tư. Đây vẫn sẽ là một sự lựa chọn mở. Khi mà Elandor hoàn toàn có thể do chính Ara đảm nhận với cái gầm thét đang cầm trên người, và cũng có thể do NDG với một đội hình đánh sớm. Và sự lựa chọn tiếp theo đến từ bên phía của Pháp Esports sẽ là Wonder Woman. Họ sẽ để mặc Elandor. Họ sẽ không lựa chọn một con bài đi rừng có khả năng bắt trực tiếp vào vị trí của Elandor. Và Elandor sẽ nằm trong tay của người chơi đó là NDG, chứ không phải là Ara. Ara sẽ cầm Violet ở trong trận thiếu này. Trong khi đó thì bên phía của Pháp Esports sẽ có thêm một con bài khá tín dành cho Zero, một con bài tốt của Zero. Ngày hôm qua thì chính xác hơn là Pháp Esports đã chiến thắng trong kèo đấu có cả Timmy ở trong đội hình của mình. Ở với sự lựa chọn sớm Timmy thì họ đã kết thúc Team Flash ở trong trận thi đấu thứ tư, và ngày hôm nay thì họ lại tiếp tục mang Timmy và thậm chí mang thêm cả King Growth vào để thi đấu ở trong trận thi đấu này với Box Gaming trong một trận đấu rất căng thẳng. King Growth đang là vị tướng khá tín đến từ vị trí của Zero. Ngày hôm nay thì Zero chưa được hay, và YT cũng vậy, nhưng lần này thì họ sẽ trở về với những vị tướng đã làm nên những chiến thắng của mình, đó là cả Wonder Woman nữa. Những vị tướng đã đem về chiến thắng dành cho Pháp Esports ở trong ngày hôm trước đối với Team Flash, và họ sẽ tiếp tục đem nó vào trong bối cảnh mà họ rất rất cần chiến thắng để không để bị thua trắng 0-3 thêm một lần nữa trước đội tuyển Box Gaming. Và không biết là họ có thành công được hay không. Box Gaming thì họ vừa có Elandor, vừa có Violet, một đội hình mà có lẽ là Violet của Ara cũng sẽ phải nhận một chút thiệt thòi. Và đây sẽ là lineup cụ thể của cả hai đội tuyển trong trận thi đấu này. Và Pháp Esports không còn đường lùi nữa rồi. Ngày hôm nay họ có thể sẽ thua trắng 3-0 nếu như thua tiếp trận đấu này. Đối phương có hai con bài xạ thủ, một mạnh đầu và một mạnh cuối.
Và nhiệm vụ của Pháp Esports phải là hack tiền thật nhanh để Lavi chen vào giữa. Với giai đoạn giữa trận sẽ bắn gục đi tất cả những cái trụ dưới sự bảo kê của Wonder Woman và Ignis, thậm chí là cả King Groot nữa. Lavi sẽ phải đảm bảo trụ thật nhanh ở trong trận thi đấu này. Nếu như không muốn cuối game, Violet vẫn sẽ trở thành một cái gì đó tương đối đáng sợ. Những bước di chuyển đầu tiên của cả hai đội tuyển Hero với Ignis liệu có thể giúp cho bộ đôi TA cùng với YT lớn nhanh nhất có thể trong ván thi đấu này hay không? Hay là Sephera cùng với Rat của Akashi, những vị tướng rất tủ nằm trong tay của bộ đôi bên phía Box Gaming sẽ làm được điều tốt hơn? Bộ tướng của bên phía Pháp Esports sẽ là dễ chơi hơn. Bộ tướng của Pháp Esports sẽ là dễ chơi hơn. Nhưng nên nhớ rằng dễ chơi không có nghĩa là sẽ trúng thưởng. Bởi rõ ràng là nếu như đội tuyển nào có kỹ năng tốt hơn và xử lý tình huống tốt hơn trong một vài thời điểm thi đấu thì League Mobile nên nhớ đó là trận đấu của thể thao điện tử, đó là của khoảnh khắc. Và đây sẽ là khoảnh khắc đầu tiên, có vẻ như Pháp Esports sẽ có lợi sau khoảnh khắc này. Không, Akashi đấm lên. Akashi đang đấm rất dũng mãnh nhưng anh ta buộc phải lùi về với cái tốc biến, sau đó khiến gì đến và kết thúc đi cái mạng của Akashi. Opa cũng đã thấp máu và phải lùi về. Ara cũng làm tương tự, Zero đã lao vào. Opa đang rất thấp máu rồi. Và con bùa xanh này đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng khi mà rất khó giữ dành cho NDG. Zero đang là người bị đuổi. Rõ ràng là Zero có thể chạy được một cách hoàn toàn thoải mái. Khiêu khích Ignis ở trong giai đoạn đầu của trận đấu là một quyết định có lẽ là không quá thông minh. Rõ ràng Ignis là quá mạnh trong giai đoạn đầu. Và thậm chí là cả Timmy và Lavi nữa, với sức bắn của mình khi Lavi được thoải mái bắn thì mọi thứ cũng trở nên rất nguy hiểm. Opa là người có cho mình điểm MVP trung bình cao nhất. Và bây giờ thì Pháp Esports đã giải quyết xong tuần lính đường dưới và ngay lập tức lượng tiền được giãn cách lên con số khoảng 400. Và quan trọng khiến gì đã lấy đi cái bùa đầu tiên của Elandor trong tay của NDG. Như đã nói thì Ara sẽ tương đối khổ trong ván thi đấu này. Vừa rồi thì Ara đã ở một trạng thái thập tử nhất sinh và sẽ phải biến về sau khi cố gắng ở lại để dọn dẹp xong tuần lính. Pháp Esports đang rất thoải mái di chuyển ở khu vực nửa dưới bản đồ này và không có lý do gì để ngăn cản họ ăn con rồng hắc ám đầu tiên của ván thi đấu thứ ba này. Không chỉ có Ara khổ mà NDG cũng đang khổ. NDG đang phải vòng sang phần bùa xanh của đối phương, nhưng nên nhớ Ignis là một chất tướng vô cùng nguy hiểm. NDG cần phải nhanh hơn. NDG đã thành công nhưng liệu có về được hay không? Trúng đạn thần quang này thì anh ta sẽ không thể về được, và đó là một pha thi đấu mà NDG không trúng đạn thần quang. Nếu như dính phải viên đạn thần quang vừa rồi của YT thì chắc chắn là NDG sẽ bay thẳng về tế đàn thông qua bảng đếm số. Ở đây thì YT cũng đang vô cùng tự tin để bắn trực tiếp vào vị trí của Opa. Sau khi mà có đến 3 người đồng đội của anh ta sẽ đến phía đường dưới này. Khiến gì liệu có muốn sang hang bùa xanh của đối phương hay không khi anh ta đã mất đi con bùa xanh của chính mình? Anh ta đã sang rồi. Và Timmy cũng đã có cấp độ 4, rất nhiều cơ sở để Pháp Esports chơi 4-4 và họ có Ignis mạnh. Họ có pháp trận thần kỳ đến từ vị trí của TA. Và băng vào đến từ khiến gì đánh thẳng vào vị trí của Ara. Cấu đi một lượng máu rất lớn của Ara. Con bùa nó nằm trên chân của TA. NDG bị trúng cho mình đạn thần quang và khiến gì lao vào. Có được cho mình cú dây chỉnh chân thật rất chính xác đến từ khiến gì. Một cú hồi sinh có lẽ là chuẩn xác, và đúng là chuẩn xác đến từ vị trí của TA. Kiều Bi có thể sẽ phải nằm lại. Kiều Bi chưa nằm lại, đã tốc biến lùi đi thành công. 5-5 và Pháp Esports có được 2 để bằng gục. Không cần trực tiếp ăn bùa, khiến gì có được 2 bùa sau khi hạ gục NDG. Và TA cũng là người lấy đi lượng tài nguyên, lượng tiền đến từ con bùa xanh trong phần rừng của Box Gaming. Đang đánh rất mạnh mẽ với chất tướng mình có ở trong giai đoạn đầu, đó là Pháp Esports. Và họ còn chưa muốn dừng lại. Lợi hẳn rồi. Pháp Esports đã lợi hẳn sau pha thi đấu vừa rồi rồi. Và bây giờ là điều họ cần làm là giữ lợi thế đó. Họ đã thắng hoàn toàn trong pha giao tranh vừa rồi với cả con bùa, cả mạng hạ gục và cả thế trận nữa. Họ đã có tất cả sau pha thi đấu vừa rồi, khiến gì thậm chí không nằm lại. Khi gì đã rất với, thậm chí là TA đã rất với để với được vào vị trí của Khiên Di và thêm một cái trụ nữa để thêm một lợi thế nữa dành cho bên phía của Pháp Esports. NDG thì lại thêm một lần nữa cướp được bùa xanh trong phần rừng của Khiên Di, nhưng Wonder Woman cũng không phải là một vị tướng mà thiếu bùa xanh sẽ gặp quá nhiều khó khăn. Nó sẽ chỉ là 20% hồi chiêu mà thôi. Trong khi đó thì về mặt lượng tiền, một chất tướng như NDG nếu như chỉ có ngang lượng tiền cùng với Khiên Di thì đó sẽ là thất thế của NDG và của Box Gaming. Và thậm chí nên nhớ rằng YT mới đang là người lớn rất nhanh. Ignis sẽ được nhường bùa xanh trong giai đoạn sau của trận đấu. Và nên nhớ đây là một trong những con bài tự tin nhất của Hero, người bạn thân của Huy Popper có vẻ như đang muốn cứu rỗi cho một cú dự đoán ngược của Huy Popper. Anh ta đang thi đấu tốt ở trong trận thiếu này với Ignis sau khi được xây vào sân thay thế cho Buck. Khi chất tướng là Ignis thì đó sẽ là Hero, và khi chất tướng dạng như Pain thì đó sẽ là Buck. Và bây giờ thì là Hero. Zero đang thấp máu. Zero 4 quay 1
và Zero sẽ phải lên bảng đếm số, nhưng không đồng nghĩa với cái trụ đầu tiên này. Trong khi đó thì ở nửa trên, bên phía Pháp Esports cũng chưa lấy được gì. Như vậy thì đó sẽ là một pha quay bắt tốt đến từ Box Gaming, kết hợp thêm với sự mạo hiểm và không an toàn của Zero. Và nhưng tuy nhiên thì Lavi có vẻ như sẽ lấy được cái trụ đầu của đường trên. Có vẻ như đã có tín hiệu muốn bỏ đến từ KOB rồi, đổi trụ thôi. Trong tình huống này thì chỉ là đổi trụ thôi. Và đổi được trụ ta thân sẽ ra ở phút thứ 5 thì có vẻ như là bên phía Pháp Esports vẫn là đội tuyển lời hơn. Và đây là phút mà cái trụ đường trên bắt đầu dễ dàng lấy đi. Thì họ đã ngay lập tức lấy được đi cái trụ đó và có được hai trụ đường lính đầu tiên. Bây giờ thì lượng tiền vẫn đang cân bằng và có thể phải nói rằng Box Gaming vẫn đang di chuyển rất tốt đấy chứ nhở. Box Gaming vẫn đang di chuyển rất tốt và họ đã có được những lợi thế của riêng mình. Akashi. Đây là một tình huống Akashi bị bắt lại với viên đạn thần quang chuẩn xác của Whitey. Đã có rất nhiều đạn thần quang chuẩn xác và sau đó là dây chừng chân thật đến từ vị trí của Kenji và trụ đường giữa sẽ có dành cho bên phía của Pháp Esports và thậm chí là NDG cần phải lùi về rất nhanh. Vừa khen Box Gaming chưa hết câu thì Pháp Esports ngay lập tức lên tiếng với một pha bắt rất tốt vào vị trí của Akashi và sau đó là một cái trụ cực kỳ quan trọng. Whitey hiểu mình phải làm gì. Whitey hiểu rằng mình cần phải làm nhanh và Whitey đã làm rất nhanh. Phút 6 của trận thi đấu và lấy được đi 3 trụ ra ngoài là một kết quả hoàn toàn ổn đến từ bên phía của Pháp Esports. Tuy nhiên thì về mặt lượng tiền, đó lại là một câu chuyện chưa thực sự giãn cách đến từ bên phía của đội tuyển này. Khi mà Zero mắc một sai lầm và khiến cho cái trụ đường dưới bị mất đi và cũng như là khả năng farm được mở ra đến từ bên phía của bộ đôi xạ thủ của Box Gaming thì lượng tiền mới chỉ giãn cách được đâu đó có khoảng hơn 1.000 tiền mà thôi. Pháp Esports cần phải làm nhanh hơn trong giai đoạn này khi mà họ đã lấy được đi tất cả ra trụ đường ngoài để có lợi thế về tầm nhìn. Có lẽ là họ cũng sẽ có đủ cơ sở để có thể làm nhanh hơn với cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa vừa lấy đi. Và bây giờ thì những con quái ở trong phần rừng của NDG đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Vừa rồi là con thằn lằn, sau đó có thể là những con bùa. Và khi Hero mất bùa thì NDG cũng sẽ rất khó chơi. Và đó là cú đạn thần quang không chính xác đến từ YT đang bắt vào, quay vào đến từ bên phía của Box Gaming. Họ quay vào với 5 thành viên và quá nhiều sát thương được tạo ra bởi KOB. Sau đó Akashi muốn lao vào nhưng chưa có góc. NDG cũng đã lao lên, phải sử dụng chiêu cuối đến từ vị trí của TA nhưng không quá nguy hiểm. Sẽ mất đi hai người. Và liệu Kim Gross sẽ làm được gì đây ở trong tình huống này? Lại thêm một tình huống quay bắt tốt nữa đến từ Box Gaming. Nhưng trong pha thi đấu này liệu Zero có đòi lại được một cái trụ để gỡ gạc phần nào đó dành cho Pháp Esports hay không? Câu trả lời là có. Tà thần Seja cũng đang bị ngăn cản khi mà Whitey quay ngược trở lại bắn Akashi rất đanh đá. Và như vậy thì Box Gaming không ăn được tà thần Seja. Và thậm chí mất thêm một cái trụ nữa. Nếu mà họ làm được chỉ là khiến cho đối phương bị chậm lại một nhịp sau hai mạng bị hạ gục vừa rồi. NDG rất muốn truy đuổi vào Zero nhưng không thành công, người ta cũng chẳng có bùa đỏ. Bây giờ thì lợi thế thuộc về bên phía của Pháp Esports là không nhiều. Họ chỉ hơn đối phương khoảng 1.500 tiền sau khoảng 2 phút vừa qua. Họ chưa làm nhanh được, họ chưa làm nhanh được. Nhưng lợi thế vẫn còn, lợi thế vẫn còn dành cho Pháp Esports. Lợi thế vẫn đang còn dành cho Pháp Esports. Nhưng bây giờ thì về mặt lượng tiền họ cũng đang không hơn đối phương quá nhiều. Có điều là họ đang ăn tà thần Seja một cách rất dễ dàng khi mà Hero cùng với TA cảnh giới và thậm chí là Box Gaming còn biết quá muộn. Lợi thế của Pháp Esports còn không chỉ bởi họ đang hơn tiền, họ đã ăn được tà thần Seja, mà còn bởi Ara đang rất yếu. Ara mới chỉ có được 4.100 tiền so với 6.000 tiền đến từ Lavi của Whitey. Mặc dù KDA của Ara là ổn nhưng anh ta không được farm. Anh ta chưa được farm. Và bây giờ thì anh ta sẽ phải đi farm trong khi đối phương thì sẽ tràn lên để lấy trụ với Lavi. Hero đang cố gắng thả diều. NDG giật ngược bóng trở lại và sau khi có được con tà thần Seja thì Pháp Esports thả nó ở khu vực đường dưới nơi mà chỉ còn lại một cái trụ mà thôi. Sự khác biệt có lẽ lớn nhất là ở vai trò xạ thủ. Khi trong vai trò xạ thủ của mình thì Box Gaming có 2 và thậm chí có một Ara rất lét với Violet. Còn đối phương thì chỉ có một với Lavi mà thôi. Khả năng bắn DPS là rất tốt đến từ Lavi nhưng tầm bắn, sải bắn và khả năng tự vệ của Lavi cũng không quá tốt đâu. Anh ta chỉ có được cho mình khả năng tự vệ đến từ chiêu 2 của mình mà thôi. Một pha đổi đường đến từ bên phía của Box Gaming. Không, họ đang đẩy lẻ thì đúng hơn. Đây là đạn thần quang rất chính xác và Opa ngay lập tức phải giải đi cái đạn thần quang này. Và Opa còn chiêu cuối để có thể thoát về nhưng không giữ lại được cái trụ thứ hai. Khiến gì không sử dụng chiêu cuối chính xác vào vị trí của Ara nhưng vẫn có thể hạ gục được Ara với một cú kéo dây thừng cuối cùng là hoàn hảo. Đó là một dây chừng chân thật hoàn hảo của Khiên Di và đây sẽ là thời điểm mà Pháp Esports ép vào trụ đường cuối cùng của nhà đối phương. Thì anh vừa có cú tốc biến nhưng nó không thành công bởi KOB nhanh hơn một bước. Đây là pha băng vào, sử dụng cho mình cú đá tụ nguyệt chảm và KOB đẩy văng được đối phương ra. Đã phải sử dụng chiêu cuối đó là TA. Trong khi đó ở một diễn biến khác thì đã là NDG lấy được một trụ nữa dành cho Box Gaming. Như vậy thì họ không quá lỗ đâu, họ vẫn giữ được đi toàn bộ dàn trụ trong cùng. Và NDG vẫn lấy được đi cho mình những cái trụ ở đường tà thần Seja.
Điều đó đồng nghĩa với việc ở thời điểm này mọi thứ vẫn đang còn với đội tuyển bốc kê mình. Một con rồng tiền phong hơi lãng phí của Pháp Esports trong hoàn cảnh mà họ đang cần phải nhanh thì họ lại không thể tận dụng được triệt để. Nó đến từ sự khó chịu của NDG và người đồng đội ở cánh trên khi một mình Zero là không đủ để phòng ngự ở thời điểm này. Khiến vẫn đang làm tốt trong trận thi đấu này với KDA là 3-0, nhưng rõ ràng là Pháp Esports lại làm chậm đi một bước nữa. Mặc dù họ đã có lợi thế rất lớn sau những tình huống đầu tiên, bây giờ thì lượng tiền chênh nhau chỉ khoảng 2.000. Và Pháp Esports có thể coi rằng không có quá nhiều lợi thế về mặt này. Họ chỉ hơn ở cái đó là xạ thủ của họ. Xạ thủ của họ đang rất xanh so với Ara. Và đây là cú đạn thần quang tiếp theo, sẽ là một cú dây dừng thật. Nó không đủ tầm, nó không đủ tầm đến từ khiên gì. Nếu như với được vào người của Ara thì còn một chiêu cuối luôn sẵn sàng đến từ vị trí của Kenji để bắt vào người chơi xạ thủ bên phía Box Gaming. Sau đó lại là kích hoạt ma tính nữa. Và khi ma tính được kích hoạt có thể sẽ có thêm một cú dây thừng chân thật nữa. Và nó khiến cho Ara không biết chạy đi đâu. Kyobi đang đẩy cao bởi biết đối phương sẽ ăn tà thần xê ra. Kyobi biết điều đó và những người đồng đội của anh ta cũng biết điều đó và ra đường giữa. Nhưng đây là một cú đạn thần quan tiếp theo, nó trúng. Và chắc chắn là vừa rồi phải có giải hiệu ứng. Hiro cũng cấu máu rất đau để khiến cho những thành viên vốn đã máu giấy của bên phía Box Gaming đang ở một trạng thái không quá sẵn sàng cho một pha giao tranh. Nhưng họ buộc phải can thiệp vào con tà thần xảy ra tiếp theo này, đặc biệt là khi họ đang hơn người. Năm đánh bốn nhưng khiến gì vẫn đang rất dũng mãnh để có thể lao lên giật bóng ngược trở lại. Đó là Opa và đang bắn rất dữ dội đến từ YT. Có một con bùa đỏ được ăn đến từ khiên gì. Và bây giờ thì Box Gaming đang phải bỏ chạy tán loạn. Đạn thần quang thiếu chút nữa thì bắn trúng vào vị trí của Ara, nhưng đó là một pha né chiêu tốt đến từ xạ thủ bên phía Box Gaming. Và Box Gaming sẽ bị mất đi cái trụ này chăng? EDG và ở đây là Kyobi sẽ lao ra để phòng ngự cái trụ này, sẽ là một cú tụ nguyệt trảm và sau đó kết thúc đi tơn lính này. Bên phía của đội tuyển Pháp Esports vẫn đang vấp phải sự chống trả vô cùng quyết liệt đến từ bên phía của Box Gaming. Một pha thi đấu mà rõ ràng là Pháp Esports cũng đã làm rất tốt nhưng vẫn chưa đủ để có thể hạ gục được cái sự gan lì của Box Gaming. Bởi vì mình đã rất gan lì pha thi đấu vừa rồi thì theo tôi không phải là một tình huống giật bóng mà thay vào đó hình như là kéo đến từ khiên gì. Quả đó là tôi bị nhầm. Sau khi thấy Opa nằm lại thì tôi biết mình đã nhầm rồi. Đến bây giờ thì mới có thể đưa được ra câu trả lời. Ở dưới đường dưới thì có vẻ như là NDG cũng đang rất cố gắng để khiến cho cái đường luôn luôn cao. Họ đang cố gắng mất đường chậm nhất có thể. Ara cần phải lớn nhanh nữa lên. Ara có cho mình thanh tẩy nhưng không có tốc biến vì anh ta đã lựa chọn thanh tẩy mất rồi. Và anh ta cần phải lớn nhanh hơn nữa lên. Anh ta mới có 6.800 tiền, quá ít ỏi với một xạ thủ trong bối cảnh đối phương đang có 10.500 tiền. Hai món đồ sắp được hình thành là sự chênh lệch. Nếu như trong trường hợp mà YT lên thêm được cái giáp hộ mệnh thì anh ta sẽ có 6 món đồ. Còn Ara bây giờ mới hoàn thành xong món thứ tư, sẽ thua đúng 2 món đồ nếu như mà YT hoàn thành được món đồ cuối cùng này. Người thi đấu ở vị trí đường cánh đang có nhiều tiền trong đội hình của Box Gaming bất ngờ lại là Kyobi. Khi mà Kyobi cũng chẳng liên tục có tới 9.000 tiền và Kyobi cũng là vị tướng có khả năng lên cao. Trong khi đó thì Ara phải thường xuyên ở nhà như thế này. Và một mình Ara cùng với Akashi, những người ít tiền có lẽ là hơi khó để có thể phòng ngự một đường lính siêu cấp dành cho Pháp Esports. Họ chưa hề muốn dừng lại, họ đang có 4 người ép vào cái trụ này. Và hai đường lính siêu cấp, một tình huống lên cao của Kyobi. Và trong thế thiếu người, Box Gaming không thể đánh trả được. Thậm chí là Zero còn đang lùa ngược lại Kyobi quay trở về với phần sân nhà của mình. Tình huống lên cao của Kyobi có vẻ là không hợp lý rồi, khi Kyobi là chất tướng có thể phòng ngự được với cái thụ nguyệt trảm của mình. Nhưng anh ta lại không ở nhà. Ara có thể bị quay vào một cú tốc biến và sau đó Ara bị quay vào thật. Nhưng Ara còn ở rất sâu và anh ta có quyền lùi ra. Trong khi đó thì Pháp Esports cũng không quá mạo hiểm để lao vào, vì họ biết rằng đối phương cũng không hề yếu một chút nào cả. Họ chỉ cấu nhử chờ đợi và có lẽ là ép sân để khiến cho đối phương luôn luôn phải thường trực ở nhà mình. Còn họ lùi về hồi máu với nội tại của tà thần xe già và hồi máu với tế đàn của mình. Và bây giờ thì có vẻ như là ở Box Gaming biết rằng mình buộc phải lên rồi. Họ nếu như bây giờ vẫn muốn đánh thủ nữa thì không biết rằng bao giờ thì họ mới có thể đánh công ngược trở lại được khi chỉ có một đường lính siêu cấp nữa thôi. Box Gaming đang cần phải thi đấu và song phẳng với đối phương thay vì việc tiếp tục nín nhịn nữa rồi. Họ vẫn còn một đường lính siêu cấp cuối cùng, đó vẫn là một cơ sở để họ có thể lật kèo. Box Gaming rõ ràng đã có quá nhiều màn lật kèo tại giải đấu năm nay rồi. Và trong đội hình của họ vẫn đang có một quả bom nổ chậm, mặc dù là Ara hơi lâu phát nổ một chút. Ara chọn gì đây? Ara vẫn đang tiếp tục lớn lên với 8.700 tiền rồi. Đó hình như là cung tà ma đúng không, bình luận viên Anh Dũng? Tôi nghĩ rằng đó sẽ là cung tà ma đến từ vị trí của Ara với hai món trang bị này. Như vậy thì Ara sẽ bắn thẳng mặt trong giao tranh, tức là không lùi nữa.
Tại vì cũng không có ai bảo kê cho Ara nên Ara cũng cần phải có một món trang bị để có khả năng tự outplay đối phương. Có lẽ thời điểm hoàn thành xong món cung tà ma cũng là thời điểm mà cái thanh tẩy được hồi, sẽ là thời điểm mà Bốc Gây Minh buộc phải đánh. Nhưng họ đang phải lùi về rất nhanh bởi đối phương đang chuẩn bị dẫn tân lính đến rồi. Chỉ có một mình Kiyomi ở đây, Kiyomi sẽ phải dơ thân mình ra và đánh sớm hơn so với đối phương. Sẽ là 5 đánh 4 và Bốc Gây Minh thậm chí còn muốn chủ động nữa cơ. Khiến gì dũng mạnh thật đấy, nhưng những người đồng đội của anh ấy thì không khỏe đến như vậy. Cả TA và cả YT đều đang thắt máu, mất pháp trận thần kỳ rồi. YT mất luôn cho mình cả giáp bộ mạnh, vẫn chưa bắn được quá nhiều. Nhưng cuối cùng thì YT cũng đã hạ gục ngược trở lại được với NDG. Quá nhiều tiền đến từ YT, YT không bị hạ gục, TA nằm lại. Trong khi đó thì Box Gaming mất một người chủ lực, đó là NDG rồi. Như vậy là chỉ là 1-1 mà thôi. Như vậy là YT vẫn có đến thêm một mạng nữa, và đó là 3 mạng của YT. YT quá nhiều tiền và quá nhiều bảo kê, trong khi Ara thì không có. Ara không dám chơi quá sâu ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Và đây sẽ là dòng bạo chúa, và nếu như có được con dòng bạo chúa đến một cách thuận lợi như vậy thì họ sẽ tiến đến hàng cả hàng tà thần sẽ ra. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại pha thi đấu này, nơi mà Kiyomi cũng đã có một pha thi đấu rất tốt để khép vào góc của YT, và cú đấm của Akashi cũng là tuyệt vời. Nhưng có đến 3 mạng, có đến 3 mạng là những gì mà YT có được ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Và thậm chí kể cả Liêm đoạt mệnh có lẽ anh ta cũng có, và anh ta thành công trong việc bảo vệ cái mạng của mình. Và bây giờ sẽ là nơi tranh chấp cuối cùng, con tà thần sẽ ra. Nếu như để đối phương có cả hai nội tại thì Bốc Gaming sẽ lâm nguy. Nhưng nếu như họ vượt qua được tơn thi đấu này thì cơ hội lại đến với họ khi mà Ara cũng đã rất gần thời điểm phun đồ rồi. Đánh không, đánh không, đánh nhau rồi. Có lẽ sẽ đánh nhau to ở trong tình huống thi đấu này. YT vẫn có một thứ để bảo kê, và đó sẽ là cái quyền năng hắc ám. Khi họ đã hạ gục được dòng bạo chúa, và hơn thế nữa, chí mạng của YT có lẽ phải lên đến tầm khoảng 80%. Anh ta sẽ cùng nhau với đồng đội của mình ăn đi con tà thần xe ra này. Họ đang ăn khá nhanh. Akashi. Không, Akashi đã bay màu ngay lập tức rồi. Hang tà thần xe ra chỉ có một mình khiên gì. Còn ở đây thì Pháp TV có 4 người, và họ bắt được 2 thành viên bên phía Box Gaming, 3 người còn lại của YT. Box Gaming liệu có thể làm gì được trong tình huống YT này không? NDG đang rất cố gắng bắn vào vị trí của Zido, trong khi đó thì YT tìm đến nhà. Và qua đó thì rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 dành cho Pháp Esports. Pháp Esports đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau nỗ lực vừa rồi thì Ara đã bị chiếm dứt. Ara không hề được đánh trong giao tranh, góc đánh là không đẹp dành cho Bốc Gaming. Họ bị chia cắt ra làm đôi và xạ thủ của họ không một ai bảo kê. Khi Akashi đã phải nằm lại thì cánh đó chỉ còn một mình Ara mà thôi. Họ có lẽ cũng đã sai khi lựa chọn việc để cho những người chơi kia lao lên và để cho Ara ở lại một mình. Bởi có một pha xuyên phá thẳng vào đến từ vị trí của Khiên Di và những người đồng đội của mình đã khiến cho Ara không được chơi game trong tình huống vừa rồi. Và một lần nữa Ara không được chơi, còn YT thì vẫn được bắn quá thoải mái trong giao tranh. Và chiến thắng dành cho đội tuyển Pháp Esports 1-2. Lựa chọn Violet như đã nói là một lựa chọn sẽ khiến cho Ara hơi khó chơi ở trong ván thi đấu này. Và quả thật từ đầu đến cuối thì Ara mặc dù không bị nằm lại quá nhiều lần nhưng cũng không có đất diễn. Khi mà lượng tài nguyên trong giai đoạn đầu được dồn quá nhiều vào NDG, và khi mà ở một cánh cũng là một chủ lực đợi lết thì NDG cũng không có đủ nguồn lực để có thể tấn công vào rừng của Khiên Di, cũng như là có thể bay múa quá mạnh mẽ với chất tướng Elandor. Trong khi đó thì Pháp Esports họ có một Khiên Di dũng mãnh trong giai đoạn đầu, họ có một Timmy để búp tiền dành cho YT trong giai đoạn sau, và YT cũng đã làm được rất nhiều điều với vị tướng Lavin ở trong ván thi đấu này. Và chiến thắng vừa rồi khiến cho Pháp Esports ít nhất là giữ lại được thêm một điểm nữa. Bây giờ thì họ cần thêm 2 chiến thắng nữa để đến với chiến thắng chung cuộc. Và Bốc Gaming họ cần phải củng cố lại tinh thần, bởi dù sao đây mới chỉ là một ván thua đầu tiên của họ mà thôi. Người đạt MVP trong ván thi đấu vừa rồi không ai khác chắc chắn rồi, đó là YT. Sau những tình huống xả ra sát thương khủng khiếp trong giao tranh vừa rồi và thậm chí là được bảo kê trọn vẹn, YT xứng đáng là MVP. TA cũng xứng đáng là bảo mẫu rất tốt ở trong tình huống vừa qua, thì bảo kê cho YT có thể sống ở trong giao tranh nhiều lần, và thậm chí là sau khi bị bắt vào nhiều lần anh ta vẫn được xả sát thương. Đó là mấu chốt của câu chuyện, nơi mà Ara không được chơi, nơi mà YT được tỏa sáng. Khiến gì cũng đã có một ván đấu tốt nữa đối với Wonder Woman với KDA là 302. Những lần sử dụng dây thừng chân thật của Khiến gì cũng là rất chuẩn xác, đạt được hiệu suất cao. Và quan trọng là Khiên Di cũng đã ép góc thành công những chủ lực bên phía Box Gaming để cho YT có thể thoải mái xả sát thương và thêm cả hero nữa. Mấu chốt của ván thi đấu này có lẽ là con bài Timmy, nơi mà Timmy đã có được cú hồi sinh đầu tiên rất tốt dành cho Khiên Di, và cú hồi sinh cuối cùng cũng rất tốt dành cho YT. Hai cú hồi sinh đó có lẽ cũng là điểm nhấn mà TA tạo ra được ở trong trận thi đấu này, nơi mà anh ta cũng đã thi đấu năng nổ và tạo ra được nhiều những thuận lợi dành cho YT. Trong khi đó thì Ara còn lâu nữa mới lết. Ara chưa có được cho mình giáp hộ mệnh và Ara cũng chẳng có ai bảo kê, thế nên Ara chẳng có cách nào để bắn cả. Còn YT
thì khiến Z lao lên làm dàn chắn, Zero lao lên làm dàn chắn, Hero và TA sẵn sàng túc trực. Với Hero thì là đẩy tất cả các thành viên của đối phương ra, còn với TA thì sẵn sàng một mạng hồi sinh. Rõ ràng YT được chơi một cách thoải mái ở trong giao tranh. Có lẽ sự lựa chọn Violet ở sự lựa chọn cuối cùng mà bên phía Box Gaming đưa ra là chưa hợp lý với hoàn cảnh của ván thi đấu này. Khi mà Elandor được lựa chọn ở vị trí thứ tư thì khi bên phía đội đỏ rõ ràng Box Gaming mới là đội tuyển có quyền outplay ban pick đối thủ, và họ lại tự đưa mình vào thế khó và nó làm cho cả ARA và NEC đều khổ, đúng không, trong ở trận thi đấu vừa rồi. Nếu như Elandor có thêm người bảo kê, nếu như Elandor dễ chơi hơn thì biết đâu Elandor lại làm được nhiều điều hơn. Những cú bắt lẻ đã cho thấy được điều đó, nhưng không có được cho mình bất kỳ một sự thần kỳ nào cho Box Gaming cả, và họ bị gỡ một ván. Highlight của ván thi đấu thứ 3 sẽ kết thúc ván thi đấu này và chuẩn bị để đến với ván thi đấu thứ 4. Xin mời. Dầu tắm gội Climen 3-1 mới, giải pháp tắm gội toàn diện cho phái mạnh, tóc sạch gầu, dưỡng ẩm da đầu, sảng khoái toàn thân. Với ba sức mạnh bất bại, Climen 3-1 mới là đàn ông phải thử. Không phải là 3-0 dành cho Pháp Esports như Huy Popper đã dự đoán, nhưng bây giờ thì cũng không còn là 3-0 dành cho Box Gaming được nữa. Khi ở trong ván thi đấu thứ 3 thì Pháp Esports đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trong cuộc đối đầu này. Và ở trong sự lựa chọn vừa rồi có thể thấy rằng Box Gaming cũng đã mắc phải những sự khó chơi, mặc dù họ ở bên phía đội đỏ thì họ vẫn đã đưa ra những sự lựa chọn mà sẽ khiến cho họ lâm vào thế khó. Trận đấu sẽ bước sang ván đấu thứ 4. Và ở trong ván đấu này thì bên phía của Box Gaming sẽ ở bên phía đội xanh và Pháp Esports sẽ ở bên phía đội đỏ. Box Gaming, chặng đường của họ đến với chiến thắng chỉ còn cách đúng một ván nữa mà thôi. Nhưng chặng đường đó đã bị rút ngắn lại khi mà họ đã để thua với những quyết định của mình ở trong ván thi đấu thứ 3. Họ vẫn đang là những người có được thế thượng phong, nhưng giờ đây thì sự tự tin có lẽ cũng đã giảm đi một chút khi mà Pháp Esports cũng đã dần dần lấy lại được chính mình.
Bây giờ sẽ là lúc mà các thành viên của bên phía Bốc Gaming cần phải có được thêm một ván thắng nữa. Và liệu họ có tất tay ở trong ván thi đấu này hay không? Nên nhớ rằng nếu như tất tay thì họ sẽ phải dùng nhiều con bài mạnh. Bởi ở trong phía đội xanh thì thông thường các bạn sẽ có được nhiều con bài mạnh, nhưng lại hay bị outplay, hay bị outban pick, hay bị khiến cho đối phương tìm ra những con bài khắc chế được. Và họ sẽ lựa chọn như thế nào đây? Nếu như tất tay ở ván đấu này thì ván đấu thứ 5 cũng sẽ khó chơi hơn, nếu như buộc phải bước sang ván đấu thứ 5. Còn nếu như không tất tay trong ván đấu này thì kể ra cũng hơi căng, bởi vì nếu không thì họ sẽ bị gỡ hòa và mất đi hai chiến thắng liên tiếp và ảnh hưởng đến tinh thần. Nên nhớ rằng yếu tố tinh thần đóng vai trò rất quan trọng với Bốc Gaming mình. Rõ ràng là như vậy rồi. Khi mà bạn đã dẫn trước 2-0 và để cho đối phương gỡ hòa với tỷ số 2 đều thì tâm lý sẽ là một điều thật sự là gánh nặng. Với Bốc Gaming thì những con người của họ có thể làm rất tốt khi có được một tâm lý thoải mái, nhưng họ cũng có thể đánh mất đi những điểm số khi lâm vào một trạng thái bị đuối tâm lý. Đặc biệt là NDG, người mà chúng ta vẫn thường đánh giá là không quá mạnh về mặt tâm lý. Và thậm chí như đã nói, toàn bộ đội hình của Bốc Gaming cũng không quá mạnh về mặt tâm lý. Nếu thắng họ sẽ thắng 3-0, còn nếu thua thì họ sẽ cũng thua rất nhanh, và thậm chí là thua không thể nào mà đỡ được trước nhiều đội tuyển. Chính vì vậy nên Bốc Gaming cần có một chiến thắng nữa ở ngay trong ván đấu này. Có lẽ là như vậy, họ đã cấm đi cho mình Cafeni và 2AT đến từ bên phía của Pháp Esports. Khi được ở bên phía đội xanh của Pháp Esports thì đương nhiên rồi, không dám mạo hiểm ở trong trận đấu thứ tư này. Cấm đi Zip và Richter là sự lựa chọn của Pháp Esports. Drac được lựa chọn rất nhanh đến từ bên phía của Bốc Gaming. Bốc Gaming đang nhắm vào vị trí của YT nhiều ở trong ván thi đấu này với Cafeni và 2AT, những quân bài mà YT đã chơi ấn tượng ở trong những vòng thi đấu gần đây. Tôi tin rằng Ata cũng sẽ là một sự lựa chọn được tranh chấp ở trong trận đấu này. Cả Opa và TA đều đánh tốt con bài Ata này. Và khi mà Ata được thả ra ở trong ván thi đấu này thì đồng nghĩa với việc có lẽ một trong hai bên sẽ lấy nó. Thì Bạch Tuộc đang là một món vũ khí rất mạnh và điêu thuyền cơ. Liliana Tulen đang liên tiếp thay đổi đến từ Pháp Esports. Cuối cùng sẽ là vị tướng nào đây? Có lẽ là họ muốn lựa chọn Pháp Sư dành cho Hero ngay ở trong những sự lựa chọn sớm như thế này. Và Quy-si, Double Quy-si. Quy dường như đang là đáp án cuối cùng. Quy-si và Quy-zik. Đó sẽ không phải là Ata là sự lựa chọn của họ ở trong ván đấu này, mà thay vào đó là bộ đôi Quy-si, Quy-zik. Trong khi đó thì bên phía của Bốc Gaming họ đã lựa chọn cả Krizik rồi. Và họ sẽ lựa chọn gì ở trong trận chiếu này đây? Tại sao lại là Drac trong sự lựa chọn đầu tiên nhỉ? Tại sao nhỉ? Drac, Drac dành cho Akashi. Có lẽ đó là một vị tướng mà Bốc Gaming cho rằng là sẽ được tranh chấp nhiều. Và còn tôi thì không lại đang muốn lựa chọn những vị tướng mà đối phương đã chọn rồi nữa. Tôi thì lại đang cho rằng Drac là vị tướng khiến cho Akashi được thi chuyển theo cái lối đánh mà di chuyển xuống đường dưới của mình, và cũng như là bảo kê cho người chơi xạ thủ của mình để đánh theo cái kiểu gọi là ba thành viên cùng di chuyển. Và đó là sự lựa chọn Timmy. Có lẽ họ đã hướng đến Timmy từ trước đó rồi, và vì vậy nên họ chọn thêm Drac. Chính xác hơn thì ở trong sự lựa chọn lần này, nếu như có Illumia thì có lẽ sẽ còn tốt hơn. Nhưng không có Illumia được, bởi vì Illumia bây giờ bị yếu đi. Illumia không còn cái tác dụng kép như ngày xưa nữa. Và chắc chắn ở trong phiên bản này thì Illumia sẽ lại lùi dần về bóng tối. Có lẽ phải đến ván đấu 37 thì Illumia mới thực sự được xuất hiện nhiều trở lại. Đến phase thứ 2 thì Omen mới bị cấm đi. Bên phía Bốc Gaming đang không ưu tiên quá nhiều vào vị trí của Kyobi trong những loạt ban pick, đặc biệt là ở phase đầu tiên, khi mà Kyobi thường xuyên sẽ là người lựa chọn sau. Những ưu tiên của Bốc Gaming thường hướng về bộ ba Ara, Opa và Akashi. Và ở trong trận thi đấu này thì có lẽ sẽ là NDG, Opa và Akashi. Và với những sự lựa chọn tiếp theo thì có lẽ sẽ có thêm một xạ thủ nữa trong đội hình đến từ Bốc Gaming, nhưng cũng không loại trừ việc Phoenix sẽ là con bài đường rồng. Đây vốn dĩ là con bài tủ của Ara, nhưng đã lâu rồi thì không thấy Ara thể hiện và thể hiện tốt con bài này nữa. Timmy, khi thấy Timmy thì trong đầu tôi thường sẽ nghĩ tới những xạ thủ về lết mạnh như kiểu là Violet, như kiểu là Cafeni. Nhưng ở trong ván thi đấu này thì Bốc Gaming sẽ không thể sử dụng được hai quân bài đó nữa. Thậm chí là Lavin nữa. Xạ thủ khác như là Lavin thì cũng đã bị cấm đi rồi. Liệu có trường hợp nào là sẽ là Timmy đi cùng với Phoenix hay không? Khi đó đang là những gì mà Bốc Gaming sẵn có.
Đó có thể sẽ là đáp án của ván thi đấu này. Cái khi mà Ara đánh ví dụ như là Elsu chẳng hạn cũng không tốt, và Wiz cũng có thể là một sự lựa chọn, nhưng đúng là Phoenix rồi. Nếu như lựa chọn thế này thì đúng là Phoenix rồi. Và thêm một lựa chọn đường trên nữa được lựa chọn, và đó là Lữ Bố để đối đầu với Emily. Lữ Bố và Emily, cuộc đối đầu không có nhiều điểm chung lắm. Đúng là như vậy. Đổi sang Rossi rồi. Đổi sang Rossi. Rossi sẽ đánh theo kiểu đè đường hơn. Còn Lữ Bố thì sẽ có lẽ là được di chuyển trước hơn. Được di chuyển trước nhiều hơn. Và Lữ Bố đang được quay trở lại là hướng đến từ bên phía của Bốc Gaming. Còn trong khi đó thì Zil đang là được lựa chọn gần như là đóng đinh đóng cột rồi. Khi mà đối phương có Joker thì có vẻ như Zil cũng được lựa chọn để khiến cho Joker khó chơi hơn. Và cũng là lựa chọn để Phoenix được nằm trong tay của Ara. Nakroth vẫn còn nguyên dành cho Khenji. Và tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ là một vị tướng hợp lý đối với đội hình của Pháp Esports ở trong ván thi đấu thứ tư này. Không biết là Khenji có muốn lựa chọn hay không. Khenji đang hướng đến Nakroth. Khenji như chưa đánh khóa luôn Ryoma đâu đúng không? Chưa đánh Ryoma. Ryoma cũng sẽ là một vị tướng khiến cho họ có thể đánh rất sớm, nhưng lại rủi ro phải cho đoạn sau. Còn Nakroth thì sẽ là vị tướng mà khiến cho họ đánh sớm được. Và nếu như có lợi thế thì Nakroth sẽ không có rủi ro nhiều như Ryoma. Nakroth là một vị tướng đánh theo kiểu kiểm soát rất tốt, nhưng Nakroth của Khenji đến thời điểm hiện tại không tín, có thể nói là như vậy. Nakroth từng là một thương hiệu của Khenji, nhưng đúng là ở trong mùa giải năm nay thì những lần mà Khenji chơi Nakroth lại là những lần mà chúng ta thấy Khenji thường đóng vai của một gã du mục nhiều, khi phải chạy quanh bản đồ, thường xuyên bị mất bùa và phải đóng vai trò đẩy lẻ để cố gắng giữ lại ván đấu, giữ lại thế trận dành cho cả đội tuyển của mình. Nhưng số lần thành công nó lại không nhiều. Hình như còn không có luôn. Tôi chẳng thấy lần nào mà Khenji thành công trong một thế trận như vậy cả. Tất cả những lần mà Khenji bị đuổi, bị tháo chạy thì hầu hết đều là những trận thua đến từ bên phía của Pháp Esports. Đây là đội hình lineup hoàn hảo, chính xác hơn là hoàn tất của cả hai đội tuyển. Và họ sẽ bước sang ván thi đấu thứ tư này. Ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng là YT cũng đã được trả về với những chất tướng quen thuộc hơn. Kể cả là Joker cũng là một chất tướng quen thuộc hơn rất nhiều so với những chất tướng mà trước đó anh ta được sử dụng. Đây là cả 10 vị tướng sẽ xuất hiện ở trong ván thi đấu thứ tư này. Bên phía Pháp Esports họ lộ rõ ý đồ muốn đánh sớm của mình. Trong khi đó Box Gaming có một đội hình tôi cho là cân bằng. Họ trong giai đoạn đầu cũng không quá yếu, và trong giai đoạn sau thì họ cũng vẫn hoàn toàn có thể chơi tốt. Và đội hình cân bằng đó thì có một điểm trừ một chút, đó là Zil trong giai đoạn sau hơi khó đánh. Còn lại thì có lẽ là ổn. Phoenix và Akashi với Dirac sẽ là hai con bài đóng vai trò then chốt trong giai đoạn cuối trận, nơi mà Timmy cũng sẽ tạo thành một bộ bài với ba người chơi này. Còn Lữ Bố và Zil sẽ hoạt động tương đối tự do. NDG cũng đã từng có những ván thi đấu Zil tương đối là tốt, nhưng mà tựu chung lại thì hầu như là thua. Và đặc biệt là khi mà Nakroth cũng là một vị tướng có thể đánh tốt được thẳng vào vị trí của Zil. Thật Zero ra Zil cùng với Kyobi trao đổi chiêu thức, Zil cũng có thể đánh rất tốt với Nakroth. Nhưng có một vấn đề, đó là thông thường thì đến giai đoạn mà Nakroth chỉ cần né được một vài những tình huống chiêu cuối đến từ Zil thôi, thì bỗng nhiên Nakroth xanh lên và anh ta lên cho mình cái huân chương choi, xong là sau đó Zil cảm giác bị yếu hẳn đi. Hero như thường lệ vẫn sẽ có mặt ở khu vực đường dưới này cùng với bộ đôi YT và TA để tạo ra sức ép về thành viên của bên phía Box Gaming, những người mà họ sẽ có được lợi thế về mặt lượng tiền cùng nội tại vàng vung vãi của Opa. Ara vừa trúng đến hai cú bắn liên tiếp ở trong tình huống vừa rồi, trong khi NCG farm khổ hơn Khenji rất nhiều. Khenji có muốn tấn công hay không? Khenji đã có hai bùa rồi này, một phong cách đánh ngăn hai bùa khá quen thuộc của Khenji, và anh ta đã có trừng trị rồi. Anh ta đã có mặt rồi. Hero và YT đang rồng rắn kéo nhau vào khu vực hang bùa đỏ này để có thể tạo ra sự khó khăn đối với NDG. Khenji còn trừng trị ở trên người, và Zero cũng xuống sớm hơn rất nhiều so với Kyobi. Và NDG thậm chí còn là điểm trên công đầu mà YT có được. Sau đó chắc chắn tiếp sẽ là cả điểm. Con bùa đỏ này double hai điểm kill. Hai điểm, không phải double kill, đó là Hero và YT. Một tình huống tấn công rất hợp lý của Khenji, bởi đã chạm nhau ở khu vực đường giữa rồi, đồng nghĩa với việc đã biết rằng NDG còn bùa nào và mất bùa nào. Còn Khenji thì đã có hai bùa trước khi ra đường giữa. Khenji đã lựa chọn tốt ở trong tình huống thi đấu vừa rồi, khi mà anh ta quyết định ăn hai bùa và sau đó tấn công thẳng vào rừng của đối phương. Nhiều lần Khenji ăn hai bùa và tấn công vào lên đã không thành công, kiểu bị đuổi theo. Nhưng ba thức của Lữ Bố không đủ để anh ta hạ gục đối phương, và anh ta cũng chẳng muốn sử dụng nốt cả cái tốc hành ở trong tình huống vừa rồi.
và khiến gì vẫn đang cố đấm ăn xôi vào vị trí ăn được con thằn lằn này, ăn được nó một cách rất tốt khi mà vẫn còn giữ lại được trừng trị. Nhưng NDG phát hiện ra khiến gì đang thấp máu và muốn đòi lại một con bùa. NDG chưa thể cố gắng ăn được con bùa này mặc dù vẫn còn trừng trị ở trên tay. Anh ta lo sợ vào một tình huống tấn công của Emily, trong khi đó ở dưới này thì TA có lẽ cũng chưa thể làm được gì ra. YT với bùa xanh ở dưới chân đang tạo ra rất nhiều sức ép ở khu vực đường rồng. Trong khi đó thì KOB cùng với Zero trao đổi chiêu thức cùng với nhau. YT bắn khá chuẩn và bây giờ thì Khiên Di cũng sẽ tập trung ở đây. 4 đánh 2 và đó là băng vào với 3 thức đến từ vị trí của Khiên Di. Khiên Di đã quyết định là đối phương chỉ có thể bỏ chạy thôi, và anh ta không việc gì phải bỏ lại bất kỳ một chiêu thức nào cả. Đây là nắc rốt trong tay của Khiên Di, một cái ảnh cũng rất nghệ sĩ đến từ Khiên Di. Hôm nọ thì tôi có ở nhà làm khán giả và xem khi anh Tùng với anh Sơn nói với nhau về bảng ngọc, thì anh Tùng có nói là các tuyển thủ hay sắp xếp ngọc theo kiểu hơi nghệ sĩ một tí, là kiểu 37 hoặc 64. Nhưng một người vốn được biết tới với tính cách nghệ sĩ như Khiên Di thì lại giống anh Tùng, đó là kiểu 55. Có lẽ Khiên Di cho rằng cái tính nghệ sĩ nó không đến từ bảng ngọc, mà nó đến từ phong cách, nó đến từ con người. Và cái chất của Khiên Di là chất nghệ sĩ rồi thì chẳng cần phải thể hiện thông qua bảng ngọc nữa. Và thay vào đó anh ta sử dụng một bảng ngọc rất giống ngọc mà tôi cũng thích sử dụng với Nakrod. Nhưng vừa rồi thì là một pha thi đấu hơi cồng kềnh của Pháp Esports. Các thành viên còn lại cũng cồng kềnh chứ không phải là một mình Khiên Di là đến muộn thôi. Còn các thành viên còn lại tự nhiên chẳng hiểu tại sao bỏ lại con bùa đó. Tự nhiên cuối cùng mất không thời gian và con rồng bây giờ khởi động nó lại thì cũng ngại. Và họ đang ăn quái con thay vì ăn rồng. Đây là Akashi đang bị bắt lại bởi Double Q Hero cùng với TA, nhưng đang có đồng đội đến cứu giúp rồi. Và một người bên phía Pháp Esports mất đi tốc biến. Đó là tốc biến thôi, còn đối phương thì mất đi cả băng xương. Băng xương chỉ có một lần, còn tốc biến thì 2 phút sau sẽ hồi lại. Và nếu như tính là lỗ thì có lẽ Akashi sẽ lỗ hơn. Trong tình huống ở đường dưới thì YT đang rất thoải mái. YT đang cực kỳ thoải mái với 2.600 tiền của mình. Và bắt đầu di chuyển. Bây giờ là bùa đỏ nằm dưới chân của YT. Những điểm hạ gục đem lại những con bùa. Và phải nói rằng là YT cũng đang có tỷ lệ bắn đùa sốc chính xác là rất cao. Bắn đùa sốc chính xác là rất cao. Pha bắn vừa rồi hình như cũng chính xác, bởi đó là nơi mà cả Opa và NDG đang có mặt. Và đúng là Opa đã trúng cho mình cú đùa sốc đó thì phải. Anh ta đang hơi yếu máu rồi. Một pha áp sát đến từ vị trí của TA và những đồng đội của mình, nhưng Opa cũng đã lùi lại rất nhanh. YT cũng biết điểm mạnh của mình là những pha bắn đùa sốc, nên cầm thêm đó là phù hiệu thần quang. Nó sẽ giúp cho những lần đùa sốc tạo thêm nhiều sát thương nữa. Và Ara đã phải lên bảng điểm số một cách quá dễ dàng. Nhiều người chơi sẽ sử dụng thêm cả truyền sinh, nhưng Ara không cần, YT không cần điều đó. Laser thì không còn băng xương nữa rồi, chỉ có pháp trận thần kỳ đến từ vị trí của Opa đã cứu được Akashi. Nhưng Akashi sau đó bị YT lao lên, tốc biến lên và hạ gục thêm một lần nữa. Bây giờ thì bên phía của Pháp Esports lại có lợi thế rồi, và họ hoàn toàn có thể khiến cho trận đấu trở về cân bằng với tỷ số lai đều nếu như vẫn tiếp tục duy trì được lợi thế này. Một Joker rất xanh với 4 điểm hạ gục và đã hoàn thành xong cho mình thương xuyên phá, đang hướng tới phức hợp kiếm. Còn Ara thì đang là một nỗi thất vọng với Phoenix, không còn là một Phoenix rất mạnh của Ara nữa trong trận đấu này. Đây là TA. TA lao lên và có được cho mình một cú hút thành công, nhưng TA mới bị là bị người bị phản kháng và TA thấp máu rồi. TA bị hạ gục, Opa tốc biến đi. Và bên phía của Bốc Gaming làm tốt trong tình huống thi đấu vừa rồi. Khi mà YT hết chiêu thì cũng không thể làm gì khác được để giúp đỡ cho TA. Và pha thi đấu đó Akashi của TA là hơi húng, nhưng đây là một tình huống mà Akashi đã bị nằm lại ngay trong phần trụ của mình một cách quá nhanh. Và thậm chí là hai thành viên của Pháp Esports còn tanh trụ luôn để lấy đi cho mình nốt cả cái trụ đường giữa. Bây giờ thì họ sẽ ép dừng. Khiến gì sử dụng băng xương, bởi anh ta sử dụng quá nhiều chiêu thức để lao vào. Và anh ta buộc phải sử dụng băng xương hơi phí ở trong tình huống vừa rồi. Để đợi hồi chiêu. Và Khiên Di cũng đã quay ngược trở lại với phần bùa đỏ của mình là rất nhanh. Không sao, một băng xương và giữ được sự trong trắng của mình. Đó có lẽ là điều mà Khiên Di cũng sẽ cảm thấy hài lòng. Và Khiên Di có lẽ sau món trang bị đó là thương xuyên phá, anh ta đang lên thương xuyên phá chứ không phải là kiếm thương long thì phải. Và nếu như sau thương xuyên phá thì có lẽ nên là huân chương choi. Nên là huân chương choi đến từ Khiên Di để đánh thẳng vào vị trí của NDG. Phương hợp kiếm sẽ chưa thực sự thần thiết bằng so với huân chương choi, về NDC đang rất yếu rồi nếu như Khiên Di còn outplay bằng huân chương choi nữa. Như vậy là YT chỉ lên một mảnh dao găm để tăng tốc độ chạy đánh mà thôi. Nhưng đây là một tình huống giao tranh mà Box Gaming là những người chủ động. Hero đã ăn phải nằm xuống trước sự thương cuối cùng đến từ Opa, nhưng cả NDC và cả Opa đều đang thấp máu quá rồi. Khiên Di bắt được một người, đó là NDC vẫn đang giao tranh hết sức hỗn loạn ở khu vực này. Hiểu bị mất thêm một quả cầu băng xương, còn YT thì còn quá khỏe, đã trở thành truyền thuyết với double kill.
Và thậm chí là đó là thêm một điểm hạ gục dành cho Pháp Esports bốc thua hoàn toàn sau pha so danh vừa rồi. Mặc dù họ là người chủ động hơn, mặc dù họ là người bắt được Hero đầu tiên, nhưng không có nghĩa là họ sẽ thắng được sao tranh này. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha thi đấu này, nơi mà Hero phải nằm lại thì các thành viên còn lại của Bốc Gaming cũng rất yếu máu và không bị hạ gục với khả năng cò quay rất tốt của Khiên Di và những người đồng đội của mình. Họ không lấy đi cái thời điểm có pháp trận thần kỳ và sau đó họ khiến cho những thành viên yếu máu của Bốc Gaming lần lượt phải ngã xuống. Bây giờ bối cảnh khác thì có vẻ như đã có thêm trụ thứ hai ở khu vực đường rộng dành cho bên phía của Pháp Esports. Cũng giống như ván thi đấu trước thì trong pha thi đấu đó Bốc Gaming cố gắng là tận dụng lợi thế hơn người để có thể có một pha giao tranh chớp nhoáng khi mà YT còn chưa xuất hiện, nhưng đánh hơn người họ cũng không có lợi thế. Và đến khi YT xuất hiện thì công việc còn lại của YT cũng không phải là quá khó khăn, dọn dẹp chiến trường, lấy thêm nhiều điểm hạ gục nữa dành cho Pháp Esports. Và bây giờ thì khoảng cách về lượng tiền mặc dù nó chỉ là 2.000 hơn một chút dành cho Pháp Esports mà thôi, nhưng với việc có Timmy trong đội hình thì như vậy là một lỗ thế lớn đối với Box Gaming rồi. Đồng ý, và đó sẽ là một áp lực rất lớn dành cho bên phía của Pháp Esports. Họ đang tạo ra được một áp lực lớn và sẽ có thể đến với con tà thần sẽ ra ở ngay sau ít phút nữa. 92%, một nhận định rất chênh lệch dành cho bên phía của đội tuyển Pháp Esports sau tơn thi đấu vừa rồi. Pháp Esports cũng là đội tuyển có được cho mình trụ đường lính siêu cấp đầu tiên sớm nhất sau khoảng hơn 6 phút thi đấu, thì ngày hôm qua đã kết thúc đi trụ đường lính siêu cấp đầu tiên của team Pháp và kết thúc trận đấu đó cũng là sớm nhất với 9 phút 00. YT một lần nữa chúng ta thấy có bùa dưới chân YT, người đang có một cái DA quá đẹp 602 và đã hoàn thành nhanh Fenrir rồi. Lúc nãy thì YT lên một mảnh dao găm từ rất sớm, cũng có một cái kiếm như thế này làm tôi liên tưởng đến món đồ đó là phức hợp kiếm, nhưng hóa ra là YT chuyển hướng ngay sang nhanh Fenrir. Và bây giờ khi đã có nhanh Fenrir thì những thành viên trong đội hình của Box Gaming có lẽ là YT xử lý phát một, và bây giờ thậm chí anh ta sẽ hướng đến phức hợp kiếm. Phức hợp kiếm sẽ giúp cho phát bắn thứ hai, phát nội tại thứ hai của YT đau hơn rất nhiều so với phát nội tại đầu tiên, bởi cả hai phát bắn nội tại đó đều chỉ cần kích hoạt rất nhanh, một lần là tự nhiên và một lần là thông qua chiêu hai của YT. Bây giờ thì Pháp Esports sẽ đẩy tơn lính đường dưới lên rất cao và sau đó để cho tơn lính này có lẽ là chạm mặt nhau một chút. Không, họ quyết định giải quyết tơn lính này luôn, để sau khi tơn lính này chạm vào thì tơn lính đường giữa mới chạm vào. Họ không muốn cân lính mà thay vào đó họ đang làm lần theo lượt. Kiểu một kiểu ép hiệu quả hơn, là một kiểu ép đánh, có thể nói là đánh kiểu như kiểu điệu hổ ly sơn. Với cái lô cốt tử quang thì Akashi giúp cho những người đồng đội của mình có thể phòng ngự được trụ đường dưới, nhưng trụ đường giữa này thì họ không phòng ngự được. Điệu hổ ly sơn có lẽ là rất hợp lý, điệu hổ ly sơn có lẽ là rất hợp lý. Họ khiến cho Akashi phải mất toàn bộ chiêu thức vào đường dưới và sau đó lấy đi đường giữa của đối phương. Bây giờ thì ép tiếp vào đường dưới của đối phương, thêm một tên ép thứ hai. Vẫn là những tình huống cấu máu trước giao tranh rất đau đến từ YT, với thêm cả phù hiệu thần quang kết hợp với những lần đùa sốc của mình. Và tỷ lệ bắn đùa sốc của YT cũng là rất tốt ở trong ván thi đấu này. Và anh ta cũng đã có một lượng tiền rất ổn, đó là 7.700 tiền. Khiến gì cũng không hề kém cạnh, khiến gì không hề lên đồ thủ, khiến gì không coi rằng NDG là người có thể gây ra khó khăn cho mình. Hình như sẽ là thánh kiếm chăng? Nếu như đó là thánh kiếm thì đó là một phong cách đánh hơi bị liều mạng đến từ Khiên Di, nhưng nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều sát thương. Không nghệ sĩ đến từ bảng ngọc, Khiên Di lựa chọn nghệ sĩ đến từ cách lên đồ. Khi đang có được lợi thế thì sẽ là full dam, chứ cũng không cần phải suy nghĩ đến sự nguy hiểm mà NDG hay là Akashi có thể tạo ra. Và bây giờ thì Bốc Gaming đang phải co cụm, họ đang phải co cụm phòng ngự trong bối cảnh mà ở thời điểm hiện tại họ đang mất đi đường lính siêu cấp đầu tiên và cũng như toàn bộ lợi thế của ván đấu. Ara đang chưa được chơi bất kỳ một giây phút nào trong giao tranh. Ara đang chưa làm được gì cả. Và sự bảo kê của Oppa cũng chưa thực sự tốt với Ara, khi Ara cũng đã phải nằm lại hai lần rồi. Nhưng người khổ nhất có lẽ là Akashi với sự lựa chọn đầu tiên có lẽ là đáng quên này. Khi mà Akashi quyết định lựa chọn ngay lập tức vào vị tướng Dirac thì có lẽ anh ta cũng không ngờ rằng mình đã bị 0-4 ở thời điểm này. Đúng là như vậy. Khiên Di vừa rồi bán cái kiếm rồi, đang hướng lên găng tay Hercules thịnh nộ ở những phút tiếp theo để vừa có sức tấn công và vừa có thêm một chút chống chịu đến từ lượng giáp ảo và khả năng hút máu của món đồ này. Tôi thì vẫn cho rằng cái huân chương choi sẽ cần thiết hơn, bởi nó chống được cả sát thương đến từ Timmy và Akashi nữa, và thơn vào nữa thì Zeus sẽ không làm gì được anh ta. Còn sức bắn của Phoenix và sức đánh của Lữ Bố tôi đang thấy không cao. Thực sự là như vậy, ở thời điểm này có lẽ đánh được vào vị trí của Khiên Di thì những sát thương phép thuật sẽ dễ đánh hơn. Và bây giờ sẽ là tà thần sẽ ra thứ hai, phút thứ 12. Họ sẽ ép đường thế nào đây? Pháp Esports họ
đang có hoàn toàn quyền chủ động trong phần sân của chính Box Gaming rồi. Mới có một đường lính siêu cấp thôi, nhưng có lẽ họ sẽ hướng tới những đường lính siêu cấp tiếp theo ở con rồng tiên phong thứ hai vừa được thả ra bởi Khiên Di ở khu vực đường dưới. Họ sẽ cân đường lính trên và đường lính dưới. Còn đường lính giữa thì Zero sẽ có lẽ là đẩy tự do, bởi đường lính trên và đường lính dưới đều vẫn còn. Chính vì vậy nên họ sẽ phải cân hai tên lính này. Ara đã thả ra chiêu rất nhanh, như đây là pha băng vào đến từ YT và ngay lập tức Akashi nằm lại bằng thứ 5. Không, Akashi đã được hồi sinh lại với pháp trận thần kỳ đến từ Oppa và Akashi đã có thể lùi về nhà được trong tế đàn. Những khả năng phòng ngự của Box Gaming của họ sẽ bị giảm đi rất nhiều khi mà Akashi vừa mất tốc biến và cũng đang không còn lô cốt tử quang nữa. Mất đi cả pháp trận thần kỳ của TV nữa rồi. Và có lẽ là Pháp Esports sẽ đánh rất nhanh trong tình huống này. Họ sẽ chỉ ép với một tên lính rằng Ara đang đẩy cao. Ara có vẻ như sẽ bị Khiên Di bắt lại. Khiên Di ngay lập tức nhìn thấy Ara rồi. Đúng là Khiên Di đã phát hiện ra tín hiệu mà Ara đang lên cao. Nhưng Ara là một vị tướng có thể thoát về được với cái nét điện Khiên của mình. Yobi tiến ra ngoài khá xa. Và như vậy thì con rồng tiên phong này của bên phía Pháp Esports đến thời điểm hiện tại là chưa quá hiệu quả. Nhưng anh ta sẽ giúp cho con rồng này, sẽ giúp cho đường trên được lấy dễ dàng hơn bởi Khiên Di. Cái lối di chuyển của Khiên Di nó khiến cho con rồng này buộc phải bỏ lại. Và Khiên Di đang rất muốn lấy nốt đi cái trụ này, nhưng Ara không cho phép điều đó có thể xảy ra. Đường dưới mặc dù nói rằng con rồng không quá hiệu quả, nhưng YT thì khác. YT đã có trụ, Khiên Di muốn lấy, Hero, Zero cũng muốn lấy cái trụ này, nhưng có lẽ cần phải chờ YT. Một phát bắn nội tại nữa thôi. Một phát bắn nội tại đến từ YT nữa thôi. Tất nhiên là YT cứ đùa sốc thôi. Đùa sốc đến khi nào đối phương về thì nội tại. Đúng là như vậy. Như vậy là hợp lý rồi. Rõ ràng là cách di chuyển của Khiên Di đúng như những gì mà anh Tùng vừa phân tích, khiến cho con rồng tiên phong nhìn thì nó có thể là không lấy được luôn những cái trụ. Nhưng về thế đánh nó lại là rất tốt dành cho Pháp Esports. Và họ dồn vào một cách hết sức bất ngờ với những pha băng vào đến từ Khiên Di. Akashi một lần nữa mất đi cho mình quả cầu băng xương, đang cố gắng lấy được điểm hạ gục của YT. Nhưng YT là quá khỏe. Lục pháo tử quang được bắn ra ở những hơi thở cuối cùng, nó cũng không giúp cho Akashi có được một điểm hạ gục nào dành cho riêng mình. Còn đội tuyển của anh ấy thì mất đi 3 đường lính siêu cấp rồi. Và ba đường lính siêu cấp ở thời điểm phút thứ 14. Pháp Esports lùi về ngay lập tức sau 3 đường lính siêu cấp. Họ không còn cố gắng chiến thắng luôn ở trận đấu này. Khiên Di và thậm chí là cả YT đều đang lên rất nhiều sát thương. Và đây là hai nguồn sát thương chủ đạo. Họ đã có một đội hình mạnh sớm và họ đã làm được điều mà đội hình mạnh sớm cần làm. Bây giờ thì Nakroth sẽ vô cùng khó chịu. Khiên Di đã phải bỏ lại cái mạng của mình trong lần công trụ vừa rồi. Nhưng Khiên Di cũng sẽ là một nhân tố tốt ở trong thời điểm sau của trận đấu. Bổ trợ mà anh ta sử dụng không phải là bổ trợ chuyển sinh, đồng nghĩa với việc anh ta sẽ có thêm ma tính ở trên người. Với hai bùa lợi đang chuẩn bị ra, chỉ cần đẩy cao đường với Nakroth thì không có lý do gì mà họ không ăn được hai bùa lợi này ở thời điểm mà đối phương vẫn chưa phun đổ. Trong khi đó thì bên phía Box Gaming một lần nữa thì họ đã để cho đối phương có được 3 đường. Cơ hội của họ ở trong ván thi đấu này là không cao, nhưng không phải là không còn khi mà Ara cũng chuẩn bị phun đồ rồi. YT có nguy cơ bị chấm dứt trong ván thi đấu này. Mất đi cho mình liềm đoạt mạnh rồi. TA đang chỉ còn nửa cây và đã bị hạ gục bởi Ara bởi những lần tẩm chuông đánh rất mạnh mẽ đến từ Box Gaming. Và bất ngờ Khiên Di lấy được điểm hạ gục của NDG, một điểm hạ gục rất cần thiết để giữ lại, không để khiến cho Pháp Esports rơi vào một trạng thái quá nguy hiểm. Và quan trọng là Khiên Di còn lả lướt để lấy đi cho mình tên lính đường giữa nữa. Và sau đó là cái mạng của Akashi cũng đang gặp nguy hiểm. Chắc chắn là Akashi sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Oppa không còn chiêu cuối nữa bởi đã phải sử dụng trong tình huống vừa rồi. Sau đó Khiên Di quay trở lại muốn hạ gục Ara, nhưng có vẻ như hơi sai rồi. Ara là một trong những chuyên gia outplay với Phoenix, và Ara đã cho thấy được sức bắn. Bộ mình đã sai và họ buộc phải đợi đến thời điểm này để phản công. Nhưng thời điểm này có phải là quá muộn với họ hay không? Thời điểm này là thời điểm hơi muộn rồi. Ara vừa outplay. Ara đã bật lên cung tà ma và đang rất hổ báo để có thể tiến lên. Nhưng mục tiêu của YT là ngăn cản các thành viên của Box Gaming ăn con rồng bạo chúa này. Rất và YT thành công khi bây giờ Pháp Esports cũng đang có 4 người ở trên bản đồ rồi. Box Gaming tỉnh ra quá muộn, hay nói chính xác hơn thời điểm họ đánh được quá muộn. Thông thường thì một đội tuyển thường sẽ phải đợi đến cái thời điểm này mọi sự muộn mạng bắt đầu thì họ mới bắt đầu có thể đánh. Rất đáng tiếc dành cho Box Gaming, nhưng có lẽ Pháp Esports sẽ có được cả hai bùa lợi. Và với hai bùa lợi thì có thể họ sẽ kết thúc cả ván đấu này. Đây là thời điểm mà bên phía của Pháp Esports có thể đánh theo kiểu du dương và chờ đợi, bởi Khiên Di cũng đã ra. Họ cần phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa để Khiên Di cũng có được cho mình thế đẩy. Khi đã có thế đẩy ở tất cả các đường thì họ sẽ có cơ hội đánh hơn người.
Đúng là như vậy. Bây giờ đánh giao tranh trực tiếp không phải là phương án hay, và Pháp Esports nên lùi về. Đúng là họ đang lùi về, còn Khiên Di thì đẩy lẻ. Họ phải làm như thế này. Ở thời điểm này thì khả năng giao tranh tổng được của Ghost Gaming cũng đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều rồi. Cũng được, cũng được. NDC cũng đang ăn khá nhanh. NDC cũng đang ăn khá nhanh. TA lao ra. TA lao ra và Zero cũng lao vào. Có thể cản trở để cho Khiên Di đẩy lẻ và sau đó đến cùng với giao tranh. Khiên Di đã tiếp tục đến với giao tranh nhưng Ara đến đây. Ara có thể outplay được Khiên Di hay không? Ara và Khiên Di. Ara rồi. Mất đi giáp hộ mệnh rồi và có lẽ là Ara sẽ phải nằm lại trong phần thi đấu này không? Ara nói không. Nhưng Opa là người phải quyên sinh. Akashi bị hút lại bởi vạn vật hấp dẫn. Trong khi đó thì những con thiên vương trùy vẫn đang tiếp tục đẩy vào. Và có lẽ đây sẽ là dấu chấm hết dành cho Bốc Gaming ở trong ván thi đấu thứ tư này. Bởi Bốc Gaming không có thế đánh trong giao tranh vừa rồi. Bốc Gaming không có thế đánh. Bốc Gaming bắt buộc phải đánh sau. Nhưng đó là mạng ảo gục. Đó là mạng ảo gục của Ara. Khiến gì đã phải nằm lại. Và như vậy thì vẫn còn hai thành viên của Bốc Gaming, trong đó có chủ lực Ara. Liệu có thể tấn công hay không? YT vẫn còn quyền đáng ám trên người. YT có cú bắn đùa sống rất tốt ở trong tư vừa rồi. Một tên lính nữa lại tràn lên. Thiên vương trùy đang tràn lên. Lính đường trên cũng đang tràn vào. Và đây là pha băng vào đến từ vị trí của NDC. Anh ta không thể hạ gục được YT, bởi YT vẫn còn cho mình đó là quyền đáng ác ám. Ara là thành viên cuối cùng và bất lực. Bất lực đến từ Ara và chiến thắng dành cho Pháp Esports là xứng đáng. Pha thi đấu cuối cùng nỗ lực đến từ Ara và NDC. Cả hai đã làm rất tốt với những gì mình có thể cùng kỹ năng. Nhưng nó là không đủ khi mà Pháp Esports họ đã lựa chọn một đội hình đánh sớm và họ đã đánh sớm hiệu quả. Đến khi mà Box Gaming có thể đánh được cũng là khi mà họ đã mất đi quá nhiều lợi thế. Và cuối cùng thì chiến thắng hợp lý nghiêng về Khiên Di và những người đồng đội, qua đó cân bằng tỷ số là 2-2. Như vậy là thời điểm, quan trọng là thời điểm. Và Pháp Esports đã làm rất tốt với thời điểm. Họ cần phải làm tốt như vậy bởi đơn giản chất tướng của họ chỉ là những Joker, Nakroth, những vị tướng mạnh thì mạnh thật. Nhưng giai đoạn sau thì lại hơi bị mỏng manh và dễ bị công phá. Và khả năng đánh DPS cũng không có quá nhiều. Và họ buộc phải đánh theo kiểu rất sớm. Họ đã thành công. Ngay sau khi lấy được xong 3 đường lính siêu cấp thì với Nakroth tôi cũng tự tin rằng sẽ là một thế trận trên cơ dành cho Pháp Esports để lấy đi cả trận đấu. Và rõ ràng là Khiên Di đã quá khó chịu trong giai đoạn sau. Nhưng Khiên Di cũng có sự mạo hiểm của riêng mình khi Khiên Di lựa chọn quá nhiều sát thương và Ara lúc đấy lại được bắn rồi. Nhưng đến khi mà Ara bắt đầu được bắn thì nó lại là quá muộn. Quá muộn. Và trong pha thi đấu then chốt thì Ara cũng đã bị bắt lại bởi sự quyết tâm đến từ bên phía của Pháp Esports. Họ cũng có nhiều cơ sở để có thể bắt người. Đó là vạn vật hấp dẫn, đó là Joker với rất nhiều sát thương. Sát thương bắn trong giao tranh của Joker thì có thể là không bằng với Phoenix, nhưng sát thương dồn thì YT là rất mạnh. Và YT cũng chính là người giành được danh hiệu Clear Man of the Match. Rất xứng đáng với KDA là 806 cùng những lần đùa sốc cực kỳ chính xác kết hợp thêm phù hiệu thần quang. Thực tế thì cái liềm đoạt mệnh cũng là một món trang bị vô cùng hợp lý của YT trong tình huống mà Ara và những người đồng đội của mình tràn lên để lấy lại lợi thế của trận đấu này. Thì YT với cái liềm đoạt mệnh có lẽ là quá cần thiết để giúp cho Pháp Esports giữ lại được thế trận. Bởi nếu như mà YT nằm lại trong tình huống đó thì có lẽ họ sẽ không dám ra can thiệp ở hang tà thần xe ra. Và qua đó thì Bốc Gaming mình sẽ lấy lại được phần nào đó thế trận. Và lối lên trang bị phù hợp cũng giúp cho YT thoát được một mạng. Và qua mạng thoát đó thì anh ta giữ nguyên tấm thân của mình để có được cho mình trận đấu này, một trận thắng rất tuyệt vời của YT. Đặc biệt là trong bối cảnh ở trong quãng thời gian gần đây thì YT liên tiếp điền tên mình vào cái bảng MVP. Clear Man of the Match. Đúng là như vậy. Sau hai ván thi đấu đầu tiên mờ nhạt với hai vị tướng không quen thuộc lắm với YT là Elandor và Arthur, thì trong hai ván đấu liên tiếp khi được sử dụng Lavin cùng với Joker, YT đã làm quá tốt với hai danh hiệu Clear Man of the Match và qua đó giúp cho đội tuyển của mình cân bằng tỷ số là 2-2. Trong cuộc đấu giữa hai xạ thủ là Ara và YT thì tỷ số cũng đang là 2-2 và nó đã cho thấy một trận đấu hấp dẫn trong ngày hôm nay. Ara thì vẫn là một best Phoenix, nhưng best Phoenix đó đến muộn quá. Giai đoạn đầu trận đấu là giai đoạn mà Ara chưa thể hiện được gì thì trận đấu cũng đã gặp phải bế tắc với anh ta rồi. Và trận đấu này đã kết thúc, chúng ta sẽ phải có chung kết tổng. Và chung kết tổng sẽ kết thúc đi ngày thi đấu hôm nay. Sau một ít phút nữa chúng ta sẽ đến với trận đấu này. Xin mời.
Sau những trận thi đấu liên tiếp kết thúc với tỷ số là 3-1 thì ngày thi đấu hôm nay chúng ta có một kết quả 3-0 và ở trận đấu này sẽ là kết quả 3-2. Chỉ có điều chưa biết là 3 cho bên nào và 2 cho bên nào mà thôi. Khi mà Pháp Esports đã có 2 chiến thắng liên tiếp để cân bằng tỷ số là 2 đều khi mà họ đã bị đối phương dẫn trước với tỷ số là 2-0. Và bây giờ như đã nói, Box Gaming sẽ mang trên vai một gánh nặng tâm lý trước khi bước vào ván thi đấu quyết định này. Một ngày thi đấu mà Box Gaming đã thi đấu tốt trong giai đoạn đầu, và cũng là một ngày thi đấu mà Pháp Esports cũng đã có những sự lựa chọn không thực sự thuận tay trong giai đoạn đầu. Nhưng ở trong giai đoạn sau, khi mà mọi thứ quay trở về với guồng quay của mình, khi mà Pháp Esports sực tỉnh thì họ đã không còn dễ dàng chịu thua 3-0 như trận thi đấu lượt đi nữa. Bây giờ là 2 đều. Theo như quy luật thì Pháp Esports buộc phải thua trong ván đấu này. Nhưng liệu Pháp Esports có phá được cái rớp đó không và có thể trả nợ được đội tuyển Box Gaming hay không? Trận đánh thứ 5, trận đánh chung kết tổng của ván đấu ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta không thấy sự xuất hiện quen thuộc của huấn luyện viên Ken phía sau những cậu học trò của mình. Theo thông tin mà tôi nắm được thì anh Ken cũng đang có một chút vấn đề về mặt sức khỏe. Nhưng sau chiến thắng 3-1 của Pháp Esports trước đội tuyển Team Flash thì huấn luyện viên Ken cũng đã đăng những sự tự hào của mình lên trên fanpage của đội tuyển Pháp Esports. Đó là anh Ken tự hào về các em. Ngày hôm nay khi để thua 2-0 thì có lẽ là sự tự hào cũng phần nào đó bị giảm đi. Nhưng đến bây giờ khi đứng trước cơ hội giành chiến thắng 3-2, và nếu như những cậu học trò của Ken làm được thì có lẽ là họ sẽ lại một lần nữa khiến cho người anh của mình cảm thấy tự hào. Một lần nữa có thể Ken sẽ được cảm thấy tự hào, và một lần nữa Ken không có mặt ở phía sau của Pháp Esports. Và hôm nay thì Pháp Esports cũng phải buộc phải phá dốc của mình. Đây là Kiyomi, người đang thi đấu ở vị trí đường trên của Box Gaming. Trận đấu vừa qua cũng như trận đấu trước đó cũng ghi nhận những nỗ lực của Kiyomi, nhưng nó là chưa đủ, bởi vì rõ ràng là bên phía bên kia thì YT, cánh đối diện của cánh đấu sĩ, đó là cánh xạ thủ, đang thi đấu rất tốt sau 2 trận thi đấu với những vị tướng thuận tài. Pháp Esports ở bên phía đội xanh trong ván thi đấu cuối cùng này, và một lần nữa thì Omen đã là vị tướng bị cấm đi. Còn đối với Box Gaming có lẽ vẫn sẽ là Richter và Zip như thường lệ mà thôi. Đúng là như vậy. Pháp Esports ván này sau Omen thì họ cấm đi Malok cũng rất nhanh. Trên fanpage cao thủ Liên Quân đang có một comment khá hay, đó là với Box Gaming thì điểm yếu của họ là tâm lý, còn với Pháp Esports thì điểm yếu của họ không phải là tâm lý mà là tâm trạng của Khiên Di. Thì không biết rằng ở thời điểm hiện tại Khiên Di tâm trạng đang như thế nào. Anh ta đang là một trong những người chơi có thể nói là rất thú vị của giải đấu. Nhưng có lẽ không chỉ phụ thuộc vào tâm trạng của Khiên Di đâu, mà còn thuộc vào tâm thế và phong độ của YT và Zero. Bộ đôi cánh của bên phía Pháp Esports là một đôi bạn thân, và họ cũng đang có những sự liên kết với nhau mặc dù đang thi đấu ở đối diện nhau. Nhưng nếu như hai người này làm tốt thì trận đấu sẽ là rất dễ dàng với Pháp Esports. Ván đấu cuối cùng và cả hai bên đều có những con bài tủ của riêng mình. Đối với Pháp Esports thì Pain đã được khóa vào first pick rất nhanh. Trong khi đó thì Box Gaming có được bộ đôi Ignis và Omega, bộ đôi mà Akashi cùng với Opa cũng đã rất nhiều lần tạo ra sóng gió dành cho các đội tuyển khác tại mùa giải năm nay rồi. Sau đó thì vẫn còn Cafeni dành cho YT, một vị tướng nữa mà YT thi đấu ấn tượng. Nhưng sẽ là trợ thủ nào đây? Ata là lựa chọn mà TA. Như đã nói thì TA và Opa là hai người chơi có lẽ là chơi Ata hay bậc nhất đấu trường danh vọng ở thời điểm này. Vâng. Nhưng Ata liệu có phải là một vị tướng kết hợp và bảo kê thật sự tốt dành cho Cafeni hay không? Hai chiêu cuối của hai vị tướng này thì phối hợp với nhau là đẹp mắt, nghe vẻ ổn, nhưng khả năng phòng ngự mới là điều mà có lẽ là Cafeni đáng cần phải lưu tâm ở trong những tình huống mà đội tuyển của mình chịu sức ép. Như vậy thì nó sẽ là vấn đề về việc Pháp Esports có thắng đường được hay không, đúng không? Tức là nếu như trong trường hợp mà họ thắng và họ tấn công thì Ata và Cafeni sẽ lại rất mạnh. Còn nếu như họ thua và họ thất bại thì Ata lấy gì để bảo chê cho Cafeni? Một cái thuyền bạch tuộc liệu có phải là bóp dành cho Cafeni hay không? Nó được dựng ra như thế nào? Nó đối phương đâu có ý định lui về. Và ở bên phía bên này thì là một cặp đôi chưa chắc chắn đã là ổn, có thể sẽ là một cặp đôi lệch. Thì ở bên cặp bên kia lại là một cặp rất cơ bản, đó là cặp Ignis và Omega. Một cặp mà Box Gaming có lẽ là rất thích, và cũng như là đã làm được quá nhiều điều rồi. Joker trong tay của YT làm tốt, và lần này là Joker
của bên phía bốc game mình. Sinestra, Sinestra ở vị trí lựa chọn cuối cùng của bên phía Pháp Esports. Còn đối với Box Gaming, Nagrod đang được hướng tới dành cho NDC. Box Gaming không hề che giấu ý đồ muốn đánh sớm thắng sớm ở trong ván thi đấu cuối cùng này với một bộ khung rất mạnh ở trong giai đoạn đầu, đó là Ignis, Omega, Joker, Quy cũng rất ổn và bây giờ là Nagrod nữa. Họ không che giấu ý định đánh giống như cái cách mà Pháp Esports đã đánh trong ván thi đấu trước, và lựa chọn cuối cùng này đang hướng đến Nagrod để đánh với Sinestra. Sinestra đang là một trong những con bài hình như có tỷ lệ thắng 100% sau 3 ván thi đấu. Và đây là ván thi đấu thứ 4 hay ván thi đấu thứ 5 thì tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng cho thấy được độ ấn tượng. Con bài này đang cho thấy được độ ấn tượng tại mùa giải năm nay. Kafeni và Ata, rồi Sinestra, Vayne và cuối cùng là Rossi là sự lựa chọn của Pháp Esports. Còn bên phía bên kia sẽ là Quy, Nagrod, Ignis, Joker và cuối cùng là Omega. Pain và Ata cũng là một cặp đôi mạnh trong giai đoạn đầu, không kém gì so với Ignis và Omega. Đó là cơ sở để cho Pháp Esports có thể phần nào đó tự tin rằng mình không đi sau đối phương quá nhiều. Nhưng vị trí của Kafeni cũng sẽ là một vị trí đáng lưu tâm, bởi vì nếu như Kafeni đối đầu với Joker trong giai đoạn đầu thì rõ ràng Joker là vị tướng có nhiều lợi thế hơn. Pain của Khienzi là một pain tương đối hay, pain của Buck là một pain cũng rất hay. Còn pain lần này sẽ là pain của Hero, đối đầu với vị tướng mà anh ta cũng rất thích đánh, đó là Ignis. Anh ta sẽ thi đấu như thế nào đây? Akashi cũng là một người chơi Ignis có số má, khả năng thổi rất tốt đến từ vị trí của Khienzi, của Akashi, khiến cho anh ta luôn luôn được đi trước ở trong thời điểm đầu của trận đấu và tạo ra nhiều lợi thế về mặt di chuyển dành cho bộ đôi Bốc Gaming, đó là Akashi và Oppa. Omega cũng là một trong những con bài vô cùng ưa thích của Oppa trong mùa giải năm nay, và chúng ta sẽ cùng chờ xem bộ đôi bá đạo này sẽ thể hiện như thế nào trong giai đoạn đầu. Gần đây thì các đội tuyển cũng đã dần dần khám phá ra và biết cách để kéo lính ra để tránh những tình huống xâm lăng rừng của bộ đôi này rồi. Và Akashi và Oppa sẽ làm gì? Liệu có tiến xuống cấp con sói con hay là họ sẽ lại tiếp tục di chuyển để chỉ tạo lợi thế nho nhỏ cho Ara mà thôi không? Tôi nghĩ rằng là họ sẽ kéo thêm cả Ara để đi ba luôn từ đầu. Thậm chí là cướp không chỉ là quái con mà thậm chí là cả bùa to cũng có thể cướp được mà. Nếu như biết được đối phương ăn bùa nào và đánh ngược lại bùa còn lại thì thậm chí có thể cướp được cả bùa to. Lần này thì bộ ba này có thể đi di chuyển xuống đường dưới một cách rất thuận lợi. Và chính vì vậy nên nếu như bộ ba này muốn có thể xâm lăng thẳng vào phần bùa đỏ của Khienzi. Như thường lệ thì Akashi đứng lên rất cao, tự tin dọn lính rất sớm với Ignis. Không, và không đi cùng với Oppa hay là Ara mà đi một mình để vào phá Khienzi. Thật ra không phải lúc nào cũng nên di chuyển theo một nhịp. Và Akashi vừa có những cú thổi nhưng sau Akashi, nhưng nhịp lạ này đang khiến cho Akashi gặp nguy hiểm khi mà TA Zero cùng với Hero lên đây. Akashi mất nửa cây rồi và đây là điểm chiến công đầu, thậm chí là chiến công thứ hai khi mà Kyobi cũng đang gặp nguy hiểm. Hero băng vào, đó là điểm chiến công thứ hai. Hero có thể rút ra được NDZ, thậm chí còn mất nhiều máu nữa cơ. Omega của Oppa đã bật lên tốc hành và đó là một cú chiều, và Oppa chỉ có một chiều này thôi. Không, phải nằm Oppa lại rồi. Có hai chiều và đã có thêm một mạng hạ gục dành cho bên phía của Bốc Gaming, và đây là 2-2. Nhưng Oppa không định về trong tình huống này. Oppa cùng với Ara đã di chuyển một quãng đường quá xa và họ không chỉ định lấy hai điểm hạ gục thì phải. Kyobi đang lao lên nhưng anh ta có lẽ đến muộn mất rồi. Nhịp di chuyển lạ của Akashi đã không thể phát huy tác dụng, ngược lại còn khiến cho bên phía Box Gaming tôi nghĩ rằng là họ thua lỗ ở trong pha thi đấu chắc vừa rồi. Chắc chắn là thua lỗ rồi, chắc chắn là thua lỗ rồi, thậm chí là xong rồi. Anh ta còn khiến cho, anh ta là người giúp để cho NDZ ăn nhanh hơn con bùa đó mà chẳng có lại được một tác dụng gì cả. Anh ta vào một Kyobi. Mình Kyobi đang ở một đường rất khó thoát khi mà Kienzi cũng chặn nốt con đường khả dĩ nhất để Kyobi thoát về. Và rõ ràng là Sinestra lại tự nhiên xanh lên sau những tình huống thi đấu vừa qua. Anh ta đã có bùa và có thêm một điểm hạ gục nữa. Trong khi đó thì bên phía bên này có lẽ mặt lượng tiền thì chưa bị chênh lệch nhiều, nhưng Nagrod sẽ không có bùa xanh. Nagrod sẽ không có bùa xanh trong tình huống này. Và khi mà Nagrod mất đi bùa xanh sớm như thế này thì đó là một điều mà không một người chơi Nagrod nào mong muốn đánh cả. Đánh liều nhỉ. Bởi vì rõ ràng là cái vị tướng đường giữa Pain cũng là một vị tướng quá mạnh chứ không phải là một vị tướng yếu gì. Zero đã vào hơi sâu và sau đó phải bỏ lại cái mạng của mình. Và thi đấu này thì Zero mới chỉ có được cấp độ 1 và cũng đã phải nằm lại cùng với người đồng đội của mình. Nhưng như đã nói thì những gì mà Pháp Esports có được
họ chắc chắn sẽ cảm thấy hài lòng, đặc biệt là khi mà đối phương có một đội hình đánh sớm. Đúng vậy. Và đội họ lại có được lợi thế trong giai đoạn sớm như thế này. Có thể nói rằng pha di chuyển lạ của Akashi không phải là điểm nhấn. Trận thi đấu trước cũng là một trận thi đấu thất vọng của Akashi, khi mà Akashi đã có đến 6 lần phải nằm lại và không có bất kỳ một mạng hạ gục nào cả. Điểm KDA là 602, xin lỗi. Và với điểm KDA tệ đến như vậy thì Akashi có lẽ sẽ phải đánh an toàn hơn trong ván thi đấu này, nhưng không, anh ta thi đấu hơi mạo hiểm. Đây là Oppa bị giữ lại. Thuyền bạch tuộc chặn đường về của Oppa, nhưng lượng máu của TA mới đang là lượng máu thấp hơn. Chỉ có điều là TA có khả năng hồi phục được. Khiến gì? Thêm một con bùa xanh nữa. Ui, NDC mới cấp 4, còn Khiên Di là cấp 7. Tranh chấp làm sao được với cái trừng trị tranh 3 cấp độ như vậy. Trừng trị của Khiên Di sẽ mạnh hơn rất nhiều. Và đây là pha băng bào đến từ bên của Hiro và hủy diệt đến từ Pháp Esports chẳng. Họ đã có thêm một điểm hạ gục. Hiro bị ngắt chiều. Hiro vừa bị ngắt chiều. Và Hiro sau đó Khiên Di cũng bị ngắt chiều. Kiyomi đã đến và khiến cho mọi chuyện được giải quyết. Một pha di chuyển có thể nói là hơi bị mạo hiểm của Hiro. Hiro đánh con này chưa thực sự hay bằng Buck. Buck đánh mọi thứ nó kiểu nuột trơn hơn. Trơn tru hơn. Như vậy. Trong cả hai lần Hiro đánh cao, anh ta đều phải bỏ lại mạng của mình. Mặc dù anh ta vẫn gây được sát thương, anh ta đều đánh không quá được trọn vẹn pha thi đấu đó. Con bùa xanh hơi tai hại khi nó lấy đi hai điểm hạ gục của các thành viên bên phía Pháp Esports. Và bây giờ thì đến lượt Khiên Di bị tấn công bùa. Và người tấn công là Kiyobi, chính là người đã cướp đi hai con bùa này. Khiên Di đang có sự di chuyển đến từ NDZ và có lẽ Zero là mục tiêu chăng? Nên chọn ai đây? Có vẻ như chưa chọn được ai cả. Zero đã kéo được Kiyobi về với keo lửa. Và Kiyobi nhiều khả năng sẽ phải nằm lại, mất đi quả cầu băng xương rồi. Bắc cũng tới với diệt hồn truy sắp thương là rất nhiều đến từ Pain. Zero đang gặp phải một chút khó khăn đến từ chiêu cuối của Oppa, nhưng không sao cả, đó là double kill của Hiro. Đó vừa chê Hiro. Hiro xong thì Hiro có ngay cho mình một double kill. Và thậm chí anh Dũng trong đầu còn đang liên tưởng đến Bắc thì phải. Thấy anh Dũng hét lên là Bắc đang đến với diệp hồn truy. Đây hay có khi nào là Bắc nhập. Bắc nhập không? Bắc không nhập trong tình huống này. Bắc cũng không thi đấu ở trong trận đấu này. Chúng ta sẽ cùng đến với con bùa xanh này. Nó thuộc về vị trí của NDZ, nó không thuộc về Hiro hay những người đồng đội của mình. Bởi Sinestia chưa đến. Trong khi đó thì Zero sẽ lợi đường so với đối phương nhờ vào chất tướng đẩy rất khó chịu, đó là Roshi. Sinestia của Khiên Di đang có một lượng cấp độ là rất tốt, rất vượt trội. Của IT thì đang chính xác hơn là NDZ đang không vượt trội. NDZ đang bị thấp cấp độ quá. NDZ đang quá thọt đối với một Nakroth ở thời điểm phút thứ 5 này. YT tưởng chừng như sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với Joker của Ara, nhưng YT vẫn đang có một tuổi thơ yên ổn và cách lên đồ của YT cũng đang thật sự là thú vị. Đó là 5 cái găng tay, trong khi đó thì Joker của Ara mặc dù lên có mạng nhưng lại phải di chuyển quá xa. Omega buộc phải bật lên tốc hành và lùi đi thành công, nhưng Diệp Hồn Truy đến. Diệp Hồn Truy rất chính xác đến từ Hiro. Sẽ có điểm hạ gục của Oppa trong pha thi đấu này. Và đó là điểm hạ gục thứ 3 liên tiếp của Hiro. Nhưng có còn đường về hay không đây? Hiro bấm qua cầu băng xương. NDZ vẫn chưa tìm được góc để băng vào. Đã chấm dứt được Hiro. Nhưng YT và TA thì không gặp quá nhiều nguy hiểm, đặc biệt là khi mà Khiên Di còn đang tới đây nữa. Hiro không hề có ý định về ở trong tình huống rồi. Anh ta muốn đổi mạng thêm một lần nữa. Và mạng mà anh ta muốn đổi là Ara nhưng không thành công. Trong khi đó thì ở thời điểm hiện tại lượng mạng hạ gục đang khá cân bằng. Cái bên đánh ăn miếng trả miếng. Nhưng Pháp Esports vẫn sẽ có lợi hơn. Bởi Sinestia đang mạnh lên trông thấy. 3.600 tiền so với 2.800 tiền của Khiên Di. Trong khi đó thì mặc dù thọt, NDZ vẫn giữ được cho mình một KDA là đẹp 104. Chỉ có điều là hơi thấp tiền và thấp cấp độ hơn so với người đi rừng bên phía đối thủ mà thôi. Đây là khoảng thời điểm mà trận đấu đang hơi bị đóng băng lại một chút. Nhưng có lẽ sau tranh sẽ đến ngay thôi. Bởi vì cả hai chất tướng của hai bên đều đang cảm giác là rất mạnh. YT vẫn chưa thể nâng cấp được 5 cái găng tay chí mạng của mình lên thành một món trang bị chí mạng lớn nào. Nhưng YT vẫn đang thi đấu một cách chủ động, kết hợp thêm với sự hỗ trợ của những người đồng đội nữa. Bắn gục được một người, NDZ vòng sau lần này thì là không hợp lý chút nào. Tôi nghĩ rằng lần này YT chắc chắn sẽ có món trang bị lớn rồi. Sau những điểm hạ gục vừa rồi thì không lý do nào mà thánh kiếm không được có trên người của YT. Và bây giờ thì YT bắn rất đau với nhiều chí mạng. YT vừa có hai cú nổ chí mạng và nó khiến cho ngay lập tức thì Akashi bốc hơi. Ygritte, con bài thủ của Akashi ngày hôm nay không còn là chính mình nữa rồi. Nếu như Khiên Di đang đánh mất chính mình cùng với Pháp Esports thì Akashi cũng đang đánh mất chính mình ở trong ngày hôm nay. Nhiều lần anh ta mắc sai lầm. Còn Hiro thì đã có tới 7 điểm hạ gục với quân bài Pain này. Akashi đã nói rằng thành bại là tại mình hết. Và lần này thì có khả năng sẽ bại rồi nếu như tiếp tục sai lầm. Khiên Di đang xanh lên và cả YT
và cả Hiro nữa. Hiro thì quá nhiều điểm hạ gục. Hiro thì chơi theo kiểu không cần vẩy, nhảy được qua hàng rời và thậm chí còn quay ngược trở lại tấn công vào NDZ khi mà có quá nhiều đồng đội của TA ở gần khu vực đó. YT đang có được một tuổi thơ rất êm đẹp. Sau khi có được một tuổi thơ yên ổn thì vừa rồi là liên tiếp những điểm hạ gục và hỗ trợ Akashi quá thấp máu rồi. Thì đột truy băng vào đến từ vị trí Hiro khiến Ji bị hạ gục bởi Oppa. Nhưng Fab Esports vẫn đang tiếp tục tiến lên bởi vì họ có được sức mạnh lớn hơn đối thủ ở thời điểm này. Trận đấu này Hiro có thể không đánh dứt khoát được như Buck ở trong khả năng lùi về. Những khả năng tấn công thì Hiro đang làm rất tốt. Hiro không về trong bất kỳ một tình huống nào. Anh ta lao vào, chém chết đối thủ. Hết đối thủ này anh ta đánh đến đối thủ khác. Và phút thứ 8 của trận đấu này sẽ có tà thần xe ra dành cho bên phía của Fab Esports. Thậm chí còn có thêm một thuyền bạch tuộc đặt ra thì mọi thứ trở nên chắc chắn hơn. Hiro là người cầm cho mình con tà thần xe ra này. Thì hai người chơi đi rừng đều ở trên bảng đếm số. Thì Fab Esports vẫn tận dụng được lợi thế nhiều máu hơn của mình để ăn tà thần xe ra một cách quyết đoán. Và bây giờ thì họ sẽ có thêm cơ sở để hướng tới chiến thắng chung cuộc ở trong trận thi đấu này. Khi mà Box Gaming ở trong giai đoạn cuối có lẽ người mà họ cần đặt hy vọng nhiều nhất là Akashi thì lại đang có được một lượng tiền và lượng cấp độ cũng như là một KDA không đẹp chút nào. Oppa, Oppa bị kéo rồi và khiến gì ngay lập tức quay trở lại trả đòn. Oppa sẽ bị hạ gục. Không, Oppa vẫn còn tốc độ di chuyển rất cao của mình. Trong đó thì Whitey đang sấy quá đầu. Whitey đang sấy quá đầu khiến gì thì không bị hạ gục. Thắng ở mọi đường rồi và Fab Esports có lẽ sẽ đến gần với chiến thắng hơn bao giờ hết khi tiến vào nhà chính của đối phương. Là cơ bản là không có sức bắn để so sánh với YT ở thời điểm này. Khi mà YT đã bắt đầu xanh, còn Ara thì lại chẳng có trang bị. Đây tốt là pha đấm tốt đến từ vị trí của Kiyomi. Kiyomi đã tỏa sáng để níu kéo lại ván đấu này dành cho bên phía của Bokke mình. Sau một cú đấm vừa rồi thì họ sẽ lấy được đi chủ lực của đối phương. YT liên tiếp là những pha xử lý cá nhân tốt đến từ các tuyển thủ. Đầu tiên là Kenji với một pha hiến tế ở khu vực đường dưới giữa rất đông thành viên bên phía Box Gaming để qua đó có được thời gian và giúp cho YT có một cú mưa lên thanh trọn vẹn vào người của Akashi. Sau đó là một cú đấm rất tốt của Kyobi để chấm dứt đi chuỗi thăng hoa của người chơi xạ thủ bên phía đối phương. Bây giờ thì ở trong bối cảnh này, các thành viên của bên phía Fab Esports sẽ có khoảng một ít lợi thế. Họ đang có hơn tiền so với đối phương nhưng sau mạng bị hạ gục của YT thì YT cũng sẽ bị chậm lại. Và Kyobi đang là niềm hy vọng đến từ bên phía của Bốc Quyên Minh trong giai đoạn này. Bởi giai đoạn này là giai đoạn mà Kyobi có thể một đấm chết ngay được YT. Thật ra tôi nghĩ rằng là với cách lên đồ này của Kyobi thì có khi lại không đấm chết được YT. Đồng ý. Sau khi hoàn thành xong phức hợp kiếm thì may ra. Thì may ra. Còn bây giờ thì hiện tại anh ta cần phải có một nhịp đấm ở trong khi đối phương còn nửa máu. Một pha băng vào đến từ Oppa. Và sau đó thì Kenji đang lọc giữa đám đông. Anh ta đổi máu được với Ara. Trong bối cảnh khác thì NDZ và Kyobi đang muốn dí trực tiếp vào vị trí của YT nhưng không thành công. Họ không thể tìm được thấy vị trí của YT. Bây giờ thì họ chuyển sang tìm vị trí của Kenji. Kenji đang hút máu lại. Anh ta đang co quay và chờ đợi được đồng đội đến. Anh ta thậm chí còn hồi máu lại so với chính NDZ. Hiro băng đến và với diệp vốn trí anh ta hạ gục được một thành viên. Bây giờ thì Fab Esports sẽ phản công khi mà YT cũng đã hồi lại được đủ lượng máu của mình. Bốc Gaming lại thua trong giao tranh dù họ là người chủ động hơn. Lại một lần nữa Box Gaming lại thua trong giao tranh. Ara có những điểm hạ gục liên tiếp nhưng có lẽ đúng là điểm đen đang thuộc về Akashi. Khi từ ván trước đến ván này Akashi đã phải nằm lại quá nhiều. Chỉ không đánh tốt và Ara thì mặc dù có điểm hạ gục nhưng không có tiền. Có điểm hạ gục nhưng anh ta không có tiền. Anh ta di chuyển để kiếm điểm hạ gục, đồng nghĩa với việc anh ta không được farm nhiều như YT. Kyobi bị kéo về nhưng anh ta mất đi lượng máu không quá nhiều. Nhưng ở đây thì bốn thành viên của Fab Esports đang ăn, ba thành viên thôi, đang ăn tà thần xe ra. Kyobi, Kyobi là niềm hy vọng. Kyobi không còn tốc biến nữa để có thể tạo ra bất ngờ. Nhưng con tà thần xe ra này đang ở một lượng máu có thể tranh chấp được. Nhưng khi mà các thành viên bên phía Box Gaming bị đẩy ngược ra thì mọi sự lại trở nên quá dễ dàng đối với Kenji. Thì ấy quá trâu. Trong khi đó thì Zero cũng không ngán ngại sát thương đến từ các thành viên bên phía Box Gaming khi đa phần trong số đó đều là sát thương dồn. Bên phía của Box Gaming muốn làm nhanh và bên phía của Fab Esports thì cũng chẳng muốn làm chậm một chút nào cả. Họ đang muốn trận đấu này được diễn ra một cách rất rực lửa. Và với những chất tướng như Pain, như là Kafeni, họ đang lao vào và đánh nhau một cách cực kỳ song phẳng với đối phương. Đây là một pha tanh trụ đến từ vị trí của Zero, đang tỏ ra mình rất trâu và ngầu. Đúng là một pha khoe cơ bắp đến từ các thanh cơ bên phía Fab Esports. Nhưng họ cơ bắp thật nên họ mới có thể khoe được như vậy khi đứng rất gần đối phương. NDZ có một pha có thể nói là hú tim
khi Kenji băng vào và ngay lập tức vòng ra sau con lính chứ không phải là Andy gì. Hiro thì vẫn đang chờ đợi để băng vào liên tiếp. Anh ta có lẽ chủ yếu là đánh giao tranh thôi. Hiro chỉ muốn đánh giao tranh và đánh giao tranh liên tục. Đây là diệt hồn phi chàng không. Akashi đang bị kẹt lại. Akashi không có chiêu và Akashi một lần nữa sẽ phải làm lại điểm chiến thuật huyền thoại dành cho vị trí của Hiro. Và sau đó là Oppa. Cơ hội đây rồi. Cơ hội rất lớn dành cho Fabi Sot. Ara né đi được lượng sát thương vật lý như là được tăng tốc chạy với chiêu 2 của mình. Nếu không thì đó hoàn toàn có thể là một điểm chấm dứt đến từ YT. Trước đó YT cũng có một tình huống lướt lên để bắn trụ ở một góc rất khéo đến từ người chơi trẻ tuổi này. Và bây giờ với con tuyệt phong này thì cơ hội dành cho Fab Esports là rất lớn. Chạy. Kiyomi chạy. Lần này tốc biến là để bỏ chạy nhưng cũng không chạy được nữa rồi. Nào là thuyền bạch tuộc, nào là keo lửa. Thì một vị tướng như là Quỳ dù có sự cơ động, dù có tốc biến cũng không thể thoát được. Ara bắn lính quá yếu, Ara không thể giải quyết được con xe lính kia và bây giờ sẽ là tràn vào. NDC thậm chí không hướng đến con lính mà anh ta hướng thẳng vào người chơi của đối phương. Đã có một pha hỗn chiến xảy ra, Hiro đã phải nằm lại nhưng anh ta đã khiến cho Kiyomi, Ara và NDC cùng phải nằm lại. Và điểm hạ gục và chiến thắng cuối cùng thuộc về bên phía của đội tuyển Pháp Esports. Rõ ràng là một ngày thi đấu rất hay của cả hai đội tuyển và kết thúc của ngày thi đấu này thì áp lực tâm lý của Bốc Việt Minh đã không thể cởi bỏ. Pháp Esports một lần nữa họ lượt kèo thành công sau khi những người chơi của họ bắt đầu trở lại là chính mình. Lội ngược dòng, Pháp Esports là đội tuyển đã lội ngược dòng để dẫn trước 2-0 và nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh họ lại tiếp tục để thua Box Gaming với tỷ số 0-3 giống lượt đi. Nhưng không, trong lần này thì Kenji và những người đồng đội của mình đã có một màn lội ngược dòng quá ngoạn mục để qua đó giành chiến thắng với tỷ số là 3-2. Pháp Esports đang có những chuỗi ngày thăng hoa. Họ đã phá đi cái dấp của chính mình khi không còn là một trận thắng một trận thua nữa. Sau chiến thắng của những nhà đương kim vô địch thì Kenji giành chiến thắng trước những người đồng đội cũ của mình. Lại là một màu áo cũ nữa của Kenji và lại là một chiến thắng nữa dành cho Pháp Esports. Gã du mục Kenji, nếu như mọi người thường nói rằng chỉ cần Kenji không là chính mình thì Phạm Esports sẽ có được chiến thắng, thì ngày hôm nay có lẽ anh ta cần thêm cả những người đồng đội của anh ta phải là chính mình, phải là những YT, những Zero của ngày hôm qua. Và đúng là trong 3 trận thi đấu tiếp theo thì YT và Zero đã xứng đáng với kỳ vọng của mình. 3 vị tướng rất mạnh dành cho YT đó là Cafeni, Lavi và cuối cùng là Joker đã giúp cho anh ta có được 3 chiến thắng. Và với viễn cảnh là TA có được tướng tủ của mình thì anh ta thậm chí còn có được cả Clement of the Match. TA, người chơi trợ thủ đã không phải nằm xuống lần nào cùng 13 điểm hỗ trợ. Xét về điểm hạ gục thì có lẽ là Hiro sẽ là người nhiều nhất với 13 điểm hạ gục ở trong ván thi đấu này. Một con số điểm hạ gục là rất cao. Nhưng bởi vì Hiro cũng đã phải nằm lại nhiều ở trong giai đoạn đầu nên xét về thông số thì TA vẫn là người ấn tượng hơn. Ara phía bên kia cũng có một cây TA đẹp. Nhưng những gì mà Ara làm được lại không đủ khi mà Akashi đã có một ngày thật sự đáng quên. Đặc biệt là hai ván thi đấu cuối cùng với những chất tướng là Dirac và Ignis. Và không chỉ có Akashi có một ngày thi đấu đáng quên mà thực ra thì Bốc Việt Minh nhẽ ra đã có một ngày thi đấu thực sự thăng hoa, nhưng 3 ván thi đấu tiếp theo họ đã không thể làm được bất kỳ điều gì. Khi mà Pháp Esports quay trở lại thì họ lại tự đánh mất đi bản thân mình. Ara liên tiếp có những ván đấu mà những vị tướng của anh ta được lựa chọn không phải là những ưu tiên hàng đầu. Và thực ra thì Joker Ara chưa bao giờ đánh thực sự quá tốt cả. Và thậm chí là cả vị tướng đó là Violet trong quãng thời gian gần đây, Ara cũng thường xuyên bị thua vì cái thế đánh quá khó. Joker của Ara thường là người có nhiều điểm hạ gục, không có tiền. Ara đã rất nhiều lần đánh con bài này như vậy và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Và trong thế cảnh như vậy thì YT đã nổi lên để cho thấy được cái sự phù hợp hơn. Anh ta vẫn có được những điểm hạ gục và vẫn có tiền. Và huấn luyện viên Ken lại một lần nữa có quyền được tự hào với những người em của mình. Và có lẽ bây giờ thì mặc dù không có mặt ở địa điểm thi đấu, không có mặt ở sau lưng YT, nhưng Ken cũng cảm thấy phần nào đó hài lòng khi mà sự đánh giá cao về YT, thậm chí còn đánh giá cao hơn cả Ara, đã một phần nào đó được chứng minh qua kết quả 3-2 trong cuộc lội ngược dòng này của Pháp Esports. Đây là kết quả thi đấu của ngày thi đấu hôm nay. Severus Esports có thắng lợi 3-0 trước Evote Esports. Và có lẽ là bây giờ Evote Esports đã quá khó để có thể ở lại được với đấu trường danh vọng sau mùa giải này nữa rồi. Còn đối với Pháp Esports, chiến thắng liên tiếp đang củng cố vị thế của họ và họ đang cho thấy mình sẵn sàng ganh đua, thậm chí là ở trong vòng playoff và thậm chí là cả những ước mơ xa hơn. Còn đây sẽ là lịch thi đấu của ngày thi đấu cuối cùng của tuần thi đấu này, cũng sẽ là ngày Super Sunday, nơi diễn ra trận thi đấu đầu tiên của đấu giữa Vgaming và Heavy. Trong khi đó thì cuộc đấu thứ hai sẽ là cuộc đấu tâm điểm giữa Team Flash và Saigon Phantom.
Cuộc đối đầu đã được làm nóng ở ngay trong giai đoạn giữa mùa chuyển nhượng cho đến tận bây giờ. Cuộc đối đầu này đang được thu hút không chỉ dư luận trong nước mà cả dư luận quốc tế để đón xem cuộc đụng độ thứ hai trong mùa giải thứ hai thì đúng hơn, giữa Bung và ADC. Giai đoạn lượt đi là chiến thắng dành cho ADC và những người đồng đội của mình với chiến thắng 3-1 rất ngọt ngào. Nhưng giai đoạn lượt về khi mà Sangoton đang càng ngày càng ổn định thì Flat lại càng ngày càng bất ổn. Một trận thua trước đội tuyển Pháp Esports, và ở thời điểm hiện tại họ đã có 2 lần thua trận ở trong mùa giải năm nay rồi. Trong khi đó Sangoton chỉ là một chiếc đại kỳ địch của mình trong một ngày thi đấu mà Bung cũng không thi đấu Elandor. Ở trong cuộc đụng độ lượt về này thì mọi thứ sẽ trở nên đáng xem hơn rất nhiều. Pháp Esports vừa giành chiến thắng trước đội tuyển Sài Gòn Phan, trước đội tuyển Team Flash, và ngày hôm nay họ lại tiếp tục chiến thắng Sài Gòn Phantom. Họ cũng vừa thắng Box Gaming. Liệu không biết ngày mai kết quả nó có diễn ra theo một cái chiều hướng như vậy nữa hay không. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng tới với màn phỏng vấn đội tuyển Pháp Esports để xem họ suy nghĩ gì sau 2 chiến thắng liên tiếp đầy ấn tượng của mình. Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với phần phỏng vấn. Trận thi đấu thứ hai của ngày hôm nay thì Pháp Esports đã có một màn đối đầu với Box Gaming, và phải đến ván thi đấu thứ 5 thì mới có thể phân định được đâu là đội chiến thắng. Và đứng cạnh vào hàng ngay bây giờ đó chính là YT đến từ Pháp Esports. Xin chào YT, bạn cảm thấy như thế nào sau khi đã phục thù được Box Gaming thành công ngày hôm nay? Dạ, em thấy rất là vui. Bạn cảm thấy rất là vui. Rồi, vậy thì đối với YT trong trận thi đấu vừa rồi đâu là khoảnh khắc mà bạn cảm thấy nhớ nhất? Dạ, trận cuối. Trận cuối, tại sao lại vậy ạ? Vì các bạn đã có một màn lật kèo ngoạn mục hay sao? Dạ, vì lật kèo rất là vui ạ. Rồi, ngày hôm nay thì bạn đánh giá như thế nào về Box Gaming và đặc biệt là Ara? Em thấy anh Ara đánh rất là hay ạ. YT có vẻ là hơi rụt rè khi lên sóng trả lời phỏng vấn đúng không? YT hãy thoải mái lên nhé. Và hy vọng là sẽ có nhiều cơ hội hơn được phỏng vấn bạn ở sau mỗi trận đấu. Thế rồi, lý do mà ngày hôm nay Pháp Esports đã để cho đối phương dẫn trước 2 ván đầu tiên là gì? Dạ vì mấy game đầu đánh lỗi. Lỗi ở phần nào vậy ạ? Ở nhiều trận, ở nhiều giai đoạn. Nhưng mà sau đấy thì chúng ta đã giành được chiến thắng trong 3 ván liên tiếp. Vậy thì đâu là sự khác biệt để khiến cho các bạn đã giành được chiến thắng trong 3 ván này, và cũng như là đâu là động lực của các bạn? Dạ, tưởng như cho thầy Ken. Vậy là như lý do ngày hôm qua, các bạn giành chiến thắng như ngày hôm nay là để dành cho huấn luyện viên Ken đúng không? Dạ. Rồi, Pháp Gaming, Pháp Esports ngày hôm nay thì các bạn đang được nhận định là có phong độ chưa được ổn định lắm. Vậy thì các bạn cần phải làm gì để có thể cải thiện cũng như là giữ phong độ ổn định hơn trong những trận thi đấu tiếp theo? Dạ, em tập luyện với Ken hàng ngày ạ. Tập luyện hàng ngày. Có lẽ là bởi vì YT có phần hơi rụt rè một chút xíu nên là sẽ không hỏi khó bạn ấy nữa. Và đây sẽ là câu hỏi cuối cùng nhé. Bạn thì đang thi đấu tỏa sáng với các vị tướng xạ thủ. Vậy thì theo YT, đâu là ba vị tướng xạ thủ hiện tại mà mạnh nhất? Lavi, Joker với Captain. Rồi, cảm ơn YT. Và bây giờ thì bạn có thể nghỉ ngơi rồi. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ba đơn vị đồng hành chính thức, đó chính là nhãn hàng dầu gội Clement 3-1, nhãn hàng nước tăng lực Sting và nhãn hàng điện thoại Vsmart. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những trận thi đấu ngày mai. Yeah.